Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 88. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Làm thương nhân nên nàng hiểu rõ một đạo lý, dệt hoa trên gấm làm sao có thể so sánh được với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta sẽ không nói những lời dư thừa. Ân tình này của Bạch quản sự, Dương Diệp ta sẽ ghi nhớ trong lòng, thư viện Bạch Lộc ta cũng ghi nhớ trong lòng. Nếu như sau này có chỗ nào giúp được, Bạch quản sự cứ mở miệng, Dương Diệp ta nhất định sẽ không từ chối. Ta tin tưởng thư viện Bạch Lộc ta cũng sẽ không từ chối. Dương Diệp nghiêm túc nói. Dương công tử lời nói này cũng quá khách sáo rồi. Bạch Tương Giao cười nói. Ta xem Dương công tử là bằng hữu, bây giờ Dương công tử có việc cần, làm bằng hữu, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Cho dù ta không thể trực tiếp tham dự vào ân oán giữa thư viện Bạch Lộc cùng với Mạc Gia, nhưng vẫn có thể cứu mấy người. Dương Diệp mỉm cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía vân hạm màu vàng kia, nói. Có một chuyện ta không hiểu, trước đó chiến hạm này chắc hẳn được Bạch quản sự giấu ở trong nhẫn chứa vật. Bên trong nhẫn chứa vật không thể có sinh mạng sống. Cái này là toa vân hạm đặc biệt của Thương hội Vân Minh ta, tên Đế Vân Hạm. Bạch Tương Giao giải thích. Thật ra chiến hạm này cũng không phải giấu ở trong nhẫn chứa vật, mà giấu ở bên trong không gian sở dĩ. Dương công tử không phát hiện ra nó vì nó có thể che giấu khí tức của mình. Ngoài việc đó ra, dưới tốc độ cao nhất của nó, cho dù là bán đế cũng khó có thể đuổi theo. Dưới tình hình chung, chỉ có khi thương hội chúng ta vận chuyển vật phẩm đặc biệt mới có thể sử dụng chiến hạm này. Bán đế cũng không đuổi kịp. Khóe mắt Dương Diệp khẽ giật, hắn im lặng rất lâu mới nói. Bạch quản sự, chiến hạm này có bán không? Bán à? Bạch Tương Giao không nói gì. Lão già ở sau lưng nàng đã cười nói. Dương công tử, giá trị chế tạo chiến hạm này đã không dưới 10 vạn tử tinh thạch, mà ở trên đó bày các loại trận pháp, tốn thêm không biết bao nhiêu, phải biết rằng phù văn trận pháp phía trên đều do Gia Cát Gia vẽ ra. Nói như thế, ở Trung Thổ Thần Châu này không quá 10 thế lực có thể có được Đế Vân Hạm này, cho dù là Vũ Tông cùng với Thể Tông cũng không có. Dương Diệp. Bạch Tương Giao cũng nói. Chiến hạm này là vật riêng của phụ thân ta, phải nói là một trong những bảo vật gia truyền của Bạch gia ta, cho nên chắc chắn sẽ không bán. Dương Diệp cười gượng, nói. Ta hiểu. Tuy nhiên, lúc này, Bạch Tương Giao đột nhiên lại nói. Ta biết tình cảnh của Dương công tử cùng với những học sinh thư viện Bạch Lộc ở bên ngoài, trước mắt chiến hạm này hẳn là có tác dụng rất lớn với Dương công tử. Cho dù chúng ta không bán, nhưng ta có thể cho Dương công tử mượn tạm. Mượn à? Nghe vậy, Dương Diệp nhìn về phía Bạch Tương Giao, nói. Có thể được sao? Bạch Tương Giao khẽ gật đầu. Lão già sau lưng Bạch Tương Giao liếc nhìn nàng, bộ dạng muốn nói lại thôi. Dương Diệp nhìn Bạch Tương Giao rất lâu, sau đó cười gượng nói. Ân tình này của nàng quá lớn. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói. Ta không làm chậm trễ thời gian của ngươi nữa, còn có rất nhiều người đang chờ ngươi đi cứu. Dương Diệp ôm quyền thi lễ với Bạch Tương Giao, sau đó nhìn về phía những học sinh thư viện Bạch Lộc bên cạnh, nói. Lên vân hạm, chúng ta lập tức đi bây giờ. Sau khi đám người Dương Diệp rời đi sau, lão già phía sau Bạch Tương Giao không nhịn được nói. Tiểu thư làm vậy quá mạo hiểm, nếu như đế vân hạm này có vấn đề gì, đừng nói là hắn, cả thư viện Bạch Lộc cũng không đền nổi đâu. Nhìn chân trời phía xa, Bạch Tương Giao khẽ thở ra một hơi, sau đó nói. Làm hỏng, nếu hắn không đền nổi, lại làm cho hắn đền thịt. Lão già. Giây phút phát động đế vân hạm đó, sắc mặt Dương Diệp lập tức đen lại. Bởi vì chỉ riêng phát động đế vân hạm đã cần tới 100 viên tử tinh thạch. 100 viên tử tinh thạch đây. Đây vẫn chỉ là khởi động, muốn cho đế vân hạm luôn duy trì ẩn thân đồng thời bay nhanh, hắn tính sơ qua mỗi một giờ cũng cần ít nhất 300 viên tử tinh thạch. Sau khi hắn đi tới Trung Thổ Thần Châu, dùng các loại mánh khóe, các loại cướp đoạt và tiểu bạch, bây giờ mới có 7.000 viên tử tinh thạch. Nói cách khác, lấy vết sạch túi của hắn, tối đa chỉ có thể duy trì độ chơi này bay chừng 10 canh giờ. Hắn xem như đã hiểu rõ, người bình thường căn bản không thể dùng nó. Cho dù nó đắt lại có nhu cầu cực lớn với tử tinh thạch, nhưng hắn không thể không thừa nhận vật này đáng giá. Hắn thử một lát, thấy bán đế cũng khó làm gì được đế vân hạm này. Cho dù là hắn. Nếu dưới tình huống không thi triển ra vài con át chủ bài, cũng khó có thể làm gì được nó.
về phần tốc độ thì gần như không kém hơn tốc độ cao nhất của hắn. Nói tóm lại, có Đế Vân Hạm này ở đây, muốn cứu những học sinh bên ngoài này an toàn trở về thì không thể nghi ngờ cơ hội tăng thêm rất nhiều. Về phần Tử Tinh Thạch, hắn đã nghĩ xong, trở về thì tìm Tiêu Biệt Ly đòi vậy. Không bao lâu, đám người Dương Diệp lại đi tới sâu bên trong một ngọn núi lớn. Vừa vào đây Dương Diệp đã nhíu mày, bởi vì hắn nghe được tiếng đánh nhau. Bị phát hiện rồi sao? Dương Diệp vội vàng phát động Đế Vân Hạm lao vội về phía xa. Dưới một chân núi lớn, lúc này đứng đối diện đám người Tử Nam cùng Thu Vân không phải là hơn 200 người, mà là hơn 500 người, tất cả đều là học sinh Thư viện Bạch Lộc. Cố Vân Thành, người muốn phản bội lại Thư viện sao? Tử Nam lạnh lùng nhìn một học sinh dẫn đầu đám người đối diện hỏi. Học sinh Cố Vân Thành kia hừ lạnh một tiếng, nói. Phản bội Thư viện à? Đúng là buồn cười, Tử Nam, bản thân ngươi nhìn đi. Chúng ta ở bên ngoài bị người đuổi giết bao lâu? Đã mấy ngày rồi, mấy ngày qua, mỗi ngày chúng ta đều bị người ta đuổi giết, trong đó thấp nhất là thánh giả cùng thánh giả cao cấp, thậm chí còn có cả bán đế. Nhưng cường giả thư viện chúng ta đâu? Cường giả thư viện của chúng ta ở đâu học? Đến bây giờ, thư viện cũng không có phái người nào tới cứu chúng ta cả. Ngươi nói chúng ta phản bội thư viện, nhưng ta muốn nói rằng, không phải chúng ta phản bội thư viện, mà là thư viện đã bỏ mặc chúng ta. Cố Vân Thành gần như gào lên khi nói những lời cuối cùng. Mà những học sinh ở phía sau Cố Vân Thành kia cũng lộ vẻ tức giận. Thư viện không bỏ mặc chúng ta. Tử Nam trầm giọng nói. Trước đó ta đã nói với ngươi, bọn họ đã phái người tới cứu chúng ta. Dương Diệp sao? Cố Vân Thành cười lạnh, nói. Một bán thánh tới cứu chúng ta, Tử Nam, ngươi còn có thể ấu trí tới mức nào chứ? Tử Nam nhìn thẳng Cố Vân Thành, nói. Cố Vân Thành, trước kia ngươi vẫn luôn ở bên ngoài rèn luyện, nên không biết gì về Dương Diệp, ta có thể hiểu được. Nhưng ta cho ngươi biết, hắn không phải là bán thánh bình thường, hắn từng chém giết bán đế, hắn đã từng lấy sức lực của một người ở Thiên Vũ Tông giết cho bọn họ không chừa mảnh giáp. Nếu ngươi không tin, ngươi hỏi những học sinh phía sau ngươi đi, xem ta có lừa ngươi không. Ta không cần hỏi bọn họ. Cố Vân Thành lạnh lùng nói. Ta chỉ biết là nhiều ngày như vậy. Thư viện không để ý tới sự sống chết của chúng ta, mặc cho chúng ta ở bên ngoài bị truy sát giống như bị chó vậy. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về những người phía sau, nói. Trước khi các ngươi đi tới nơi này, ta tin tưởng bên cạnh chắc chắn đều có rất nhiều người, nhưng bây giờ các ngươi nhìn xem, những người đó còn ở bên cạnh các ngươi sao? Không có, Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông phái gia trưởng lão cùng tinh anh cấp cường giả của bọn họ tới giết những học sinh chúng ta. Trưởng lão cùng tinh anh của thư viện chúng ta lại chẳng quan tâm đến chúng ta, mặc cho chúng ta bị đuổi giết. Ta hỏi các ngươi, chúng ta phản bội thư viện, hay là thư viện phản bội chúng ta? Cố Vân Thành. Lúc này, Tử Nam gần giọng nói. Ngươi muốn tạo phản à? Tạo phản à? Cố Vân Thành lạnh lùng nói. Chúng ta chỉ muốn sống. Sống sót sao? Tử Nam nhìn những học sinh phía sau Cố Vân Thành, nói. Ta biết trong lòng các ngươi có oán trách, bởi vì cường giả của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông phái ra đều trên thánh giả, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của những người này. Cường giả thánh giả bên trong thư viện chúng ta lại không có đi ra trợ giúp chúng ta, cho nên trong lòng các ngươi hận cũng là bình thường, bởi vì trước đó trong lòng chúng ta cũng có oán trách. Nhưng, nói đến đây, giọng nói của Tử Nam cao hơn. Các ngươi chỉ nghĩ đến mình, có từng nghĩ tới thư viện chưa? Lúc này, thư viện bị mấy bán đế ngăn cản, tình huống của bọn họ còn tệ hơn chúng ta. Ta? Vậy chúng ta đáng chết sao? Cố Vân Thành đột nhiên ngắt lời Tử Nam nói, phẫn nộ quát lên. Lẽ nào đám người chúng ta đáng chết sao? Còn nữa, Tử Nam, ngươi nói Dương Diệp muốn đưa chúng ta trở lại. Ta hỏi ngươi, tình hình thư viện lúc này còn tệ hơn những gì chúng ta gặp phải, chúng ta trở lại làm gì? Quay về để chịu chết sao? Hả? Vẻ mặt Tử Nam thâm trầm. Muốn nói gì đó, Thu Vân ở bên cạnh nàng đã ngăn cản, nói. Còn không nhìn ra được sao? Hắn có dụng tâm khác. Nghe vậy, Tử Nam lập tức bừng tỉnh hiểu ra, bây giờ nàng mới hiểu được đối phương thật ra căn bản không phải đang oán giận thư viện không cứu. Giống như Thu Vân nói, đối phương căn bản có dụng tâm kín đáo. Cố Vân Thành liếc nhìn Thu Vân, sau đó nói. Ta có dụng tâm kín đáo, nhưng dụng tâm của ta là lòng tốt. Tử Nam. Thu Vân,
tình hình của thư viện trước mắt thế nào các ngươi chắc hẳn biết rõ ràng hơn ta. Ở bên ngoài là chết, trở lại càng chết hơn. Ta nghĩ hai người các ngươi cũng không muốn chết, đúng không? Ngươi muốn nói gì? Thu Vân khẽ nói. Cố Vân Thành nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói. Các vị, với tình huống bây giờ, nếu chúng ta muốn sống thì cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là rời khỏi thư viện Bạch Lộc, tìm thế lực khác che chở. Xôn xao. Tất cả mọi người ở đó đều xôn xao, mọi người nhìn Cố Vân Thành, và cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rời khỏi thư viện Bạch Lộc. Rất nhiều người ở đây đúng là có oán trách thư viện, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ rời khỏi thư viện. Mọi người tất nhiên có tình cảm với thư viện, hơn nữa phản bội thư viện vào thời điểm này sẽ chỉ càng khiến cho người Trung Thố Thần Châu khinh thường. Bởi vì lúc này là thời điểm khó khăn nhất của thư viện Bạch Lộc. Một thế lực, nếu không thể bảo vệ tốt người của mình thì sẽ bị thế lực khác xem là biểu hiện không có năng lực, nếu như một đệ tử phản bội lại một thế lực vào thời khắc nguy nan nhất, người như thế, đừng nói đến ai khác, rất nhiều người cũng sẽ khinh thường chính mình. Không thể cùng người trong lúc hoạn nạn. Còn ai sẽ để mắt tới nữa? Bởi vậy, khi Cố Vân Thành đưa ra ý định rời khỏi thư viện Bạch Lộc, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía hắn đã có sự thù địch, bao gồm cả những người phía sau hắn. Nhận thấy được cảnh tượng như vậy, Cố Vân Thành thoáng biến sắc, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nói. Rời khỏi thư viện Bạch Lộc, cũng không phải đại biểu phản bội thư viện. Ta! Vậy đại biểu cho cái gì? Tử Nam ngắt lời Cố Vân Thành, hỏi. Cố Vân Thành nhìn lướt qua xung quanh, im lặng rất lâu, sau đó nói. Nhâm trưởng lão, ra đi. Cố Vân Thành vừa dứt lời thì thấy một lão già mặc trường bào màu đen xuất hiện ở đó. Nhìn thấy lão già này, sắc mặt mọi người đại biến. Bởi vì bọn họ nhận ra nhâm trưởng lão này, đây là trưởng lão của Pháp Phái. Người cấu kết cùng Pháp Phái. Tử Nam nhìn về phía Cố Vân Thành, trong mắt đã có sát ý. Cấu kết. Cố Vân Thành cười lạnh, hắn nhìn lướt qua xung quanh, nói. Các ngươi cũng biết vì sao đến bây giờ chúng ta còn chưa chết chứ? Không phải là vì thư viện Bạch Lộc, mà bởi vì Pháp Phái, bởi vì nhâm trưởng lão cùng Lý Sư Tổ cầu tin Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, chúng ta mới có thể sống đến bây giờ. Về phần Tử Nam nói là phản bội, hừ, Pháp Phái vốn cùng một mạch với chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về Pháp Phái, vậy làm sao có thể nói là phản bội thư viện Bạch Lộc được? Chỉ có thể nói chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bớt nói những lời chó má đó đi. Tử Nam không nhịn được hét to. Cố Vân Thành, Pháp Phái trở thành chó săn của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, tàn sát giết nhiều học sinh chúng ta như vậy. Bây giờ ngươi muốn chúng ta đầu hàng bọn họ, giống như bọn họ trở thành chó săn của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông sao? Cố Vân Thành, ngươi có từng nghĩ tới những học sinh chết ở trong tay Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có Pháp Phái bọn họ không? Ngươi đã từng nghĩ tới chưa? Cố Vân Thành bị nói thì vẻ mặt khó coi, hắn đang muốn nói gì đó, lúc này, nhâm trưởng lão đã khoát tay áo, nói. Không cần nhiều lời nữa, ta không nhiều thời gian để kiên trì nghe các ngươi nói nhảm. Bây giờ, kẻ nào muốn sống thì đứng ở phía sau ta, chỉ cần đi tới phía sau ta, pháp phái ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, các ngươi vẫn là học sinh của chúng ta, đồng thời sau này cũng không phân chia pháp phái cùng nho phái nữa. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Chúng ta yêu quý nhân tài, nhưng các ngươi còn chưa đến mức làm cho chúng ta phải ăn nói khép nép đâu. Các ngươi cũng biết vì sao đến bây giờ chúng ta còn chưa chết chứ. Không phải là vì thư viện Bạch Lộc, mà bởi vì Pháp Phái, bởi vì nhâm trưởng lão cùng Lý Sư Tổ cầu tin Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, chúng ta mới có thể sống đến bây giờ. Về phần Tử Nam nói là phản bội, hừ, Pháp Phái vốn cùng một mạch với chúng ta. Bây giờ chúng ta trở về Pháp Phái, vậy làm sao có thể nói là phản bội thư viện Bạch Lộc được? Chỉ có thể nói chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Bớt nói những lời chó má đó đi. Tử Nam không nhịn được hét to. Nghe được nhâm trưởng lão nói, rất nhiều học sinh ở đó biến sắc. Mọi người biết không đứng sang thì có nghĩa là phải chết. Không có gì bất ngờ, Cố Vân Thành trực tiếp đứng ở ra phía sau nhâm trưởng lão. Rất nhiều người ở đó bắt đầu do dự. Khi học sinh thứ hai muốn đi qua, Tử Nam đột nhiên hét lớn. Dương Diệp, người còn không ra. Dương Diệp, nghe thấy Tử Nam nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt. Nhâm trưởng lão cũng sững sờ. Đúng lúc này, Dương Diệp từ trong không trung xuất hiện. Khi nhìn thấy Dương Diệp,
Nhâm trưởng lão lập tức biến sắc, giống như chuẩn bị đối đầu với kẻ địch lớn. Hắn tất nhiên không xa lạ gì với cái tên Dương Diệp này. Đây chính là tồn tại từng tiêu diệt bán đế đấy. Lập tức, hắn vung tay phải lên, hơn 10 thánh giả cao cấp đã xuất hiện ở phía sau hắn. Dương Diệp không để ý tới đối phương, mà nhìn về phía Tử Nam, nói. Đáng lẽ ngươi nên để ta ra muộn hơn chút nữa. Tử Nam nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Không phải mỗi người đều không sợ chết như ngươi, bọn họ kiên trì đến bây giờ chưa đầu hàng, vậy là đủ rồi. Hơn nữa, lần này là thư viện nợ bọn họ, bởi vì bọn họ căn bản không có khả năng chống lại những người này, đáng lẽ cường giả thánh giả trở nên trong thư viện thánh giả đi ra đối phó mới đúng. Nhưng thư viện không phái tới, đây không phải là cái sai của bọn họ. Ngươi không thể đối xử với bọn họ như vậy được, đừng để bọn họ phạm sai lầm, xem như ta cầu xin ngươi vậy. Nàng biết, một khi để cho những học sinh muốn sống bước tới một bước kia, vậy có nghĩa là không còn đường quay lại. Bởi vì bước ra đã đại biểu cho phản bội, khi đó, lấy tính cách của Dương Diệp nhất định sẽ tiêu diệt những người này. Đừng nói là Dương Diệp, chính nàng cũng sẽ ra tay giết những người đó. Cho nên, nàng lập tức gọi Dương Diệp. Vì sao? Những người này không đáng chết, chỉ cần Dương Diệp đi ra, những người này sẽ không bước ra một bước kia, bọn họ vẫn còn là người của Thư viện Bạch Lộc, mọi người sau này sẽ không thấy mâu thuẫn. Nhưng một khi bước ra, cho dù Dương Diệp không giết, nàng không giết, sau này mọi người cũng sẽ có ngăn cách. Dương Diệp nhìn Tử Nam rất lâu, sau đó nói. Ngươi là một học tỷ không tệ. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Nhâm trưởng lão, thấy hắn đang muốn nói gì đó. Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém ra một phát xuống. Một đường kiếm khí bắn ra. 100 đường trảm thiên bạt kiếm thuật chồng chất. Còn gia tăng hai loại ý cảnh trảm thiên bạt kiếm thuật. Ở trong ánh mắt mọi người, hai mắt Nhâm trưởng lão đột nhiên trợn tròn, trong phút chốc, cơ thể hắn trực tiếp tách ra làm đôi. Phụt! Máu tươi rơi xuống đầy đất. Bị giết chết trong nháy mắt. Nhâm trưởng lão bị một kiếm lập tức giết chết trong nháy mắt. Điều này làm cho những pháp phái còn lại cùng Cố Vân Thành trực tiếp hóa đá. Tuy nhiên bọn họ phản ứng cũng không chậm, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Sau khi bình tĩnh lại, bọn họ tuyệt đối không xông về phía Dương Diệp mà xoay người điên cuồng bỏ chạy về phía xa. Nói đùa sao, Nhâm trưởng lão là người mạnh nhất trong bọn họ còn bị hắn dùng một kiếm giết chết trong nháy mắt, nữa là bọn họ. Bọn họ dùng hết sức lực, trong chớp mắt đã trốn xa mấy trăm dặm, nhưng đối với Dương Diệp, không thể nghi ngờ tốc độ của bọn họ không khác gì rùa. Ở trong mắt của tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc, Dương Diệp biến mất, chỉ chưa tới ba hơi thở, hắn đã quay lại. Cùng lúc đó, đầu mười mấy người rơi vào dưới chân của Dương Diệp. Đó chính là đầu của đám người Cố Vân Thành vừa chạy trốn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt mọi người đều biến hóa kịch liệt. Bọn họ đều từng nghe nói về chuyện của Dương Diệp. Thậm chí trong đó một số người còn từng nhìn thấy thực lực của Dương Diệp khi hắn thi đấu cùng người của pháp phái, nhưng bọn họ không có nghĩ tới hắn đã mạnh mẽ đến mức độ này. Những thánh giả ở trước mặt hắn gần như không còn sức đánh trả. Thật ra Dương Diệp mặc dù chỉ là bán thánh, nhưng cơ thể của hắn đã tương đương với cảnh giới bán đế. Cho nên căn bản không thể lấy cảnh giới để luận và thực lực của hắn được. Đương nhiên, ai sẽ ngờ được cơ thể của Dương Diệp đã đạt được cảnh giới thần biến chứ? Phải biết rằng Dương Diệp là kiếm tu, mà không phải là thể tu. Cũng vì nguyên nhân này, rất nhiều người chiến đấu cùng Dương Diệp đã không thể tính ra được thực lực của Dương Diệp, bởi vậy khinh địch, hoặc đánh giá thấp hắn, hát. Cho nên, mặc dù cảnh giới không đạt được thánh giả, nhưng đối với Dương Diệp thật ra cũng có lợi. Bởi vì hắn có thể mê hoặc được kẻ địch, có thể khiến đi xô đối phương đánh giá thấp thực lực của hắn, thậm chí trực tiếp khinh thường thực lực của hắn. Đương nhiên, hắn không thể không nâng cao cảnh giới. Cảnh giới là căn bản của tất cả, trùng kích thánh giả là cần thiết đối với hắn. Phải biết rằng, đạt được thánh giả, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên trên diện rộng. Tuy nhiên trước khi nguy cơ của Thư viện Bạch Lộc được giải quyết, hắn nhất định không thể trùng kích thánh giả. Hơn nữa, đế nữ từng nói căn cơ của hắn không ổn, chuyện này cũng cần phải giải quyết. Chúng ta về Thư viện bây giờ sao? Lúc này, Tử Nam cắt ngang mạch suy nghĩ của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía mọi người, sau đó nói. Trừ các ngươi ra, chúng ta còn có chừng 2.000 học sinh ở bên ngoài, những người này cũng đang chờ chúng ta đi cứu. Bây giờ nếu như chúng ta trở về, bọn họ có thể sẽ chết rất nhiều người. Cho nên,
ta quyết định tập trung tất cả mọi người, sau đó dẫn các ngươi cùng trở lại. Cho dù làm vậy có chút mạo hiểm, nhưng cũng không có cách nào khác, bởi vì nếu như đưa những người này về, nhất định sẽ kinh động tới đám người Mạc Thiên ở Bạch Lộ Thành, đến lúc đó muốn đi ra cứu người sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa, đi đi về về nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này, không chừng lại có bao nhiêu người chết ở trong tay đám người Mạc gia. Tử Nam khẽ gật đầu, nói. Ngươi nói đúng, nếu chúng ta trở lại bây giờ, vậy những học sinh bên ngoài nhất định sẽ có rất nhiều người chết ở trong tay của đám người Mạc gia. Bây giờ bọn họ chắc chắn đều đang chờ chúng ta đi cứu bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nàng xoay người nhìn về phía mọi người, nói. Đi cứu người trước, các ngươi có ý kiến gì không? Mọi người đều lắc đầu, bọn họ đã lĩnh hội qua cảm giác chờ đợi này, bây giờ rất nhiều học sinh chắc chắn đã sắp tuyệt vọng rồi. Tử Nam nhìn về phía Dương Diệp, hắn khẽ gật đầu, nói. Nếu tất cả đều không có ý kiến, vậy lên Đế Vân Hạm đi. Hắn vung tay lên, Đế Vân Hạm lập tức xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đế Vân Hạm, Tử Nam kinh ngạc la lên thất thanh nói. Dương Diệp kinh ngạc liếc nhìn Tử Nam, nói. Ngươi nhận ra thứ này sao? Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ngươi thật khiến cho ta kinh ngạc, thậm chí ngay cả thứ này ngươi cũng có được. Có nó, khả năng chúng ta có thể bình an trở về ít nhất có thể lên tới 6-7 phần. Được rồi, tất cả đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta lập tức lên đường đi. Nàng dẫn dắt mọi người leo lên Đế Vân Hạm. Dương Diệp liếc nhìn Tử Nam, sau đó cũng leo lên Đế Vân Hạm. Đế Vân Hạm nhanh chóng biến mất. Đế Vân Hạm khiến với toa Vân Hạm bình thường, trong lúc nó nhanh chóng bay đi còn có một màn ánh sáng màu tím bao phủ toàn Vân Hạm, có thể khiến cho người đợi ở trên Vân Hạm không bị tốc độ ảnh hưởng. Bọn họ ở đâu? Trên Vân Hạm, Tử Nam đứng bên cạnh Dương Diệp hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói. Ở cách nơi này 10 vạn dặm, trong một tòa thành tên là Nam Phong Thành, có khoảng hơn 100 người, còn lại. Nói chung, đây là một chuyện phiền toái. Đúng là một chuyện phiền phức, những học sinh kia đều không phải tập trung cùng nhau, mà rải rác ở các nơi, không thể nghi ngờ. Điều này là một chuyện quá phiền phức đối với hắn. Nếu cứu như thế thì quá lãng phí thời gian. Lúc này, Thu Vân đột nhiên đi tới bên cạnh hai người, nói. Ngươi có biện pháp nào sao? Dương Diệp nhìn về phía Thu Vân. Thông báo với tất cả mọi người tập trung lại một chỗ. Thu Vân trầm giọng nói, như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm được không ít thời gian, cũng có thể giảm nguy hiểm cho mọi người. Phải biết rằng, ở bên ngoài lãng phí thời gian càng nhiều. Rất nhiều người có thể sẽ chết đi. Không được. Tử Nam phản bác. Sở dĩ rất nhiều người còn sống là bởi vì bọn họ ẩn nấp kỹ, nếu như bọn họ bị lộ sẽ càng nguy hiểm hơn. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, còn có pháp phái tổng cộng phái bao nhiêu người tới giết chúng ta? Thu Vân đột nhiên hỏi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tử Nam hỏi. Thu Vân nói. Sở dĩ bọn họ có thể tàn sát chúng ta, không phải là bởi vì bọn họ nhiều người. Mà bởi vì bọn họ phải ra đều là tinh anh cùng trưởng lão cấp cường giả. Tinh anh cùng trưởng lão của chúng ta lại đều bị bọn họ ngăn cản ở trong Bạch Lộ Thành, bởi vậy, khi những học sinh chúng ta đối mặt với bọn họ đã gần như không sức lực đánh trả. Cho nên, theo ta đoán, ba nhà bọn họ tổng cộng phát ra không quá 200 thánh giả cao cấp. Thu Vân dừng lại một lát, lại nói. Mà người của chúng ta ở bên ngoài còn gần 2000. Những người này ở các địa phương khác nhau. Bọn họ cùng lộ tung tích, sau đó chạy về phía vị trí chúng ta chỉ định. Dưới tình huống này, cho dù nhóm cường giả Mạc gia muốn giết cũng chỉ có thể giết một số ít người, bởi vì bọn họ ít người. Tử Nam im lặng rất lâu mới trầm giọng nói. Vẫn sẽ có người chết. Nhưng không làm như vậy, có thể sẽ chết như kiều người hơn. Hơn nữa, lúc này rất nhiều người chắc chắn đã sắp suy sụp rồi. Có lẽ bọn họ không cần đám người Mạc gia tới giết. Bản thân bọn họ đã hoàn toàn suy sụp, sau đó làm ra một vài hành động ngu xuẩn. Thu Vân nói. Tử Nam khe khẽ thở dài, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Thu Vân thấy người này cũng nhìn hắn thì nói. Đây là biện pháp tốt nhất của chúng ta vào lúc này, nhưng có phần nguy hiểm chí mạng. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Một khi những học sinh ở bên ngoài chịu không nổi sợ hãi trước cái chết mà đầu hàng. Vậy hành động này của chúng ta có khả năng sẽ hại chết tất cả mọi người, đúng không?
Thu Vân gật đầu nói. Chúng ta phải tập trung tất cả mọi người, sau đó cùng về thư viện. Nhưng nếu như bị đám người Mạc gia phát hiện, vậy bọn họ nhất định sẽ tập trung tất cả cường giả mai phục ở nơi chúng ta sắp tập trung. Khi đó, một khi làm không tốt, chúng ta sẽ đào hố chôn cất chúng ta. Cho nên, nếu như thực hiện kế hoạch này, người có lòng tin đối mặt với những cường giả của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông và còn cả Pháp Phái không? Trong đó, thậm chí khả năng có bán đế, có lẽ còn không chỉ một người đâu. Dương Diệp bấm tay bắn ra, một luồng ánh sáng trắng tiến vào mi tâm của Thu Vân, nói. Đây là tư liệu chỗ ẩn nấp cùng cách thức liên lạc với bọn họ do Tô trưởng lão cho ta. Ngươi truyền âm cho bọn họ, bảo tất cả bọn họ chạy tới Nam Phong Thành. Đến Nam Phong Thành thì có thể sống, còn sống hay chết thì phải xem bản thân bọn họ có may mắn không. Giống như lời Tử Nam nói, hắn căn bản không có cách nào đi tới chỗ mỗi học sinh ẩn nấp để cứu người. Chuyện này quá nguy hiểm, không phải hắn nguy hiểm, mà là những học sinh ở bên ngoài kia sẽ nguy hiểm. Phải biết rằng những học sinh kia ẩn nấp ở trời Nam đất Bắc. Nếu hắn muốn chạy tới từng chỗ, còn dẫn theo những người này thì chắc hẳn không chỉ mấy ngày là xong được. Mà trong thời gian mấy ngày này, thế cục thay đổi trong nháy mắt, khi đó có khả năng sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Nếu bảo tất cả mọi người đều chạy tới Nam Phong Thành, như vậy lấy thực lực của những học sinh kia thì nhiều nhất là một ngày lại có thể chạy tới Nam Phong Thành. Ngươi thật sự nắm chắc chứ? Thu Vân nhìn Dương Diệp, hỏi. Ngoại trừ ta, ngươi còn có thể tin tưởng ai được nữa? Dương Diệp hỏi ngược. Thu Vân nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Ngươi thật sự nắm chắc à? Thu Vân đi rồi, Tử Nam lại hỏi. Dương Diệp đảo mắt, nói. Bây giờ chúng ta ngoại trừ biện pháp này, còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Còn nữa, ngoại trừ ta ra, bây giờ ngươi còn có thể tin tưởng ai được? Nhưng nếu như ngươi không nắm chắc, đến lúc đó chúng ta có khả năng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tử Nam nghiêm túc nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dương Diệp hỏi ngược. Tử Nam suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nói. Ta không có cách nào. Dương Diệp nói. Vậy thì nói làm gì nữa? Được rồi, ngươi đừng rầu rĩ về vấn đề này nữa. Trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Không chừng chúng ta sẽ thật sự phải đại chiến một trận đấy. Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu và xoay người rời đi. Sau một khắc đồng hồ, các học sinh thư viện Bạch Lộc ẩn nấp ở bên ngoài đều nhận được tin tức của Thu Vân, tất cả rời khỏi chỗ ẩn thân, sau đó chạy về phía Nam Phong Thành. Nam Phong Thành. Nam Phong Thành thuộc về một thành nhỏ chỉ có khoảng ngàn vạn người, thành nhỏ này không thuộc về bất kỳ thế lực bên nào, bởi vì nó căn bản không có giá trị gì. Bởi vậy cho tới nay, người Nam Phong Thành vẫn tính là an cư lạc nghiệp. Vậy mà hôm nay, Nam Phong Thành nhất định sẽ không bình tĩnh. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất ở bên ngoài Nam Phong Thành, sau lưng hắn, là Tử Nam và đám học sinh thư viện Bạch Lộc. Tử Nam kiến nghị bọn họ không nên ở trong thành, bởi vì theo nàng thấy, chuyện này khẳng định sẽ không thuận lợi vậy. Một khi phát sinh chiến đấu, nếu như ở trong thành thì tòa thành nhỏ này chắc chắn không chịu nổi sự tàn phá của bọn họ. Hơn nữa, ở trong thành cũng có rất nhiều bất tiện. Cho nên, theo nàng đề nghị, tất cả mọi người canh giữ ở ngoài Nam Phong Thành. Thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã thấy có mười mấy bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của đám người Dương Diệp. Là Lý Mộc Xuyên. Nhìn thấy mười mấy người này, Tử Nam lập tức vui mừng, vội vàng tới nghênh đón. Tử Nam, Thu Vân. Mười mấy người này nhìn thấy đám người Tử Nam cũng rất mừng rỡ, vội vàng chạy tới. Nam tử dẫn đầu thoáng cái đã ôm lấy Thu Vân, cười nói. Ta đã biết, lấy chỉ số thông minh của ngươi thì chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tử Nam, sau đó ôm lấy nàng, nói. Nào, Tử Nam, cũng tới ôm một cái chúc mừng đi. Tuy nhiên nghênh đón hắn là nắm đấm của Tử Nam. Mọi người đùa giỡn một hồi, lúc này Thu Vân mới dẫn theo Lý Mộc Duyên đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Giới thiệu một chút, đây là Dương Diệp, người được thư viện phái tới đón chúng ta. Lý Mộc Duyên là học sinh nội viện, trước đây xếp thứ tư trong bảng xếp hạng của nho phái chúng ta, thực lực rất được. Dương Diệp nhìn đối phương và khẽ gật đầu. Lý Mộc Duyên trước mắt này là thánh giả, hơn nữa còn là thánh giả trung cấp, đối phương mới từng tuổi này đạt được thực lực như vậy thì quả thật không tệ. Ngươi chính là Dương Diệp.
Lý Mộc Duyên nhìn thẳng Dương Diệp, trên mặt đã không còn ý cười nữa. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lần này Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông đột nhiên khai chiến với Thư viện Bạch Lộc chúng ta là vì ngươi à? Giọng Lý Mộc Duyên lạnh xuống. Nghe hắn nói vậy, mọi người có ngốc đi nữa cũng biết Lý Mộc Duyên muốn gây sự. Thu Vân kéo Lý Mộc Duyên lùi lại, nói. Mộc Duyên, lúc này chính là thời điểm mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Chúng ta chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể trở lại. Lý Mộc Duyên đột nhiên vùng khỏi tay của Thu Vân, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi muốn cứu nữ nhân của mình, Lý Mộc Duyên ta không xen vào, nhưng ngươi có biết ngươi liên lụy tới tất cả Thư viện Bạch Lộc chúng ta không? Ngươi có biết có bao nhiêu người chết vì ngươi không? Những người đó không phải là vô tội sao? Ngươi! Đủ rồi! Lúc này, Thu Vân phẫn nộ quát lên. Mộc Duyên, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Ta! Làm sao có thể? Lý Mộc Duyên trực tiếp ngắt lời Thu Vân, nói. Ngươi biết không, vốn chúng ta có hơn 50 người, nhưng bây giờ các ngươi nhìn đi, chúng ta chỉ còn mười mấy người. Những người kia, bọn họ đáng chết sao? Không, bọn họ không đáng chết. Nói đến đây, hắn đột nhiên chỉ vào Dương Diệp, tức giận nói. Cũng bởi vì hắn, nếu như không vì hắn, thư viện chúng ta sẽ không phải chết người nhiều như vậy, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như bây giờ. Cũng là hắn đã cứu chúng ta. Lúc này, Tử Nam bỗng nhiên nói. Lý Mộc Duyên cười lạnh, nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể chuộc tội rồi sao? Không, ngươi. Đột nhiên hắn ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nắm lấy cổ họng hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Dương Diệp, không nên. Tử Nam kêu lên thất thanh. Dương Diệp, đừng kích động. Thu Vân cũng vội vàng nói. Mà những người phía sau Lý Mộc Duyên lại trực tiếp lấy ra vũ khí, sau đó lao về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng liếc nhìn, nói. Tiến thêm một bước, Tiêu lão đầu tới cũng không cứu được các ngươi. Dương Diệp vừa dứt lời, này Tử Nam cùng Thu Vân lập tức chắn ở trước mặt những người này, Tử Nam phẫn nộ quát. Các ngươi muốn chết sao? Mười mấy người này nhìn Tử Nam, lại nhìn Dương Diệp, cuối cùng vẫn không dám ra tay. Tử Nam cùng Thu Vân xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới bọn họ, mà nắm cổ họng của Lý Mộc Duyên chậm rãi nhấc hắn lên, nói. Chuộc tội, ngươi đang nói đùa với ta sao? Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đám người Tử Nam, nói. Các ngươi cảm thấy ta tới cứu các ngươi là đang chuộc tội sao? Dương Diệp. Tử Nam muốn nói gì, Dương Diệp đã cắt ngang lời của hắn, nói. Ta tới cứu các ngươi chỉ vì một nguyên nhân, đó là Tiêu viện trưởng. Dương Diệp ta cứu nữ nhân của ta, xông lên Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia. Khi đó, là Tiêu viện trưởng đã ra hết sức trợ giúp ta, hắn có ơn với ta, bởi vậy ta nên báo đáp. Nói đến đây, Dương Diệp khẽ cười nói. Các ngươi thì sao, các ngươi có ơn với ta sao? Các ngươi đã từng làm gì cho Dương Diệp ta? Ta ở Thiên Vũ Tông bị mọi người bao vây tấn công, các ngươi đã làm gì cho Dương Diệp ta sao? Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Mộc Duyên đã tím mặt, nói. Ngươi sao, Lý Mộc Duyên người đã từng làm gì cho ta? Bọn họ không có, người càng không có. Nếu không có, ngươi có tư cách gì tới chỉ trích ta? Ngươi không có tư cách đó. Ngươi không phải cảm giác mình hơn người sao? Dương Diệp chợt đập hắn xuống đất. Bành! Tất cả mặt đất chấn động mạnh, một cái hố đã xuất hiện ở dưới chân của Dương Diệp. Dương Diệp không để ý tới Lý Mộc Duyên, mà xoay người nhìn về phía mọi người, nói. Các ngươi nhớ kỹ một điểm, các ngươi bị giết, ta thẹn trong lòng, nhưng thẹn này là vì Tiêu viện trưởng, bởi vì hắn trợ giúp ta mới khiến cho hắn cùng với học sinh của Thư viện Bạch Lộ bị liên lụy. Nói thật, trong lòng ta quả thật có cảm giác rất hổ thẹn, bởi vì tất cả những điều này đều là vì ta. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ cho ta, Dương Diệp ta không nợ các ngươi gì. Sở dĩ ta tới cứu các ngươi, không phải vì thẹn đối với các ngươi, mà là thẹn với Tiêu viện trưởng. Các ngươi đừng cho rằng mình quá tốt. Hắn xoay người nhìn về phía Lý Mộc Duyên nằm trên mặt đất, nói. Tính tình ta không quá tốt, cũng không thích nghe người khác nói ầm ĩ. Lần sau nếu còn tới ầm ĩ với ta để thể hiện sự hơn người của ngươi, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ xem đầu của mình có đủ cứng không đã. Nói xong, Dương Diệp không ở để ý mọi người, xoay người đi sang một bên,
sau đó ngồi xếp bằng xuống. Giống như hắn nói, những người của thư viện Bạch Lộc bị giết, trong lòng hắn quả thật có thẹn, nhưng cái thẹn này không phải là với những học sinh này, mà là với Tiêu Biệt Ly. Nguyên nhân chủ yếu khiến hắn tới cứu những học sinh này là vì Tiêu Biệt Ly, bởi vì trước đây khi hắn ở Thiên Vũ Tông, Tiêu Biệt Ly đã không để ý hậu quả mà ra tay trợ giúp hắn. Về phần những học sinh này, nói không dễ nghe, những học sinh này từng làm gì cho Dương Diệp hắn? Không có gì. Tất cả mọi người ở đó im lặng. Lý Mộc Duyên nắm chặt hai tay, sắc mặt tái xanh. Lúc này, Thu Vân đi tới trước mặt hắn, nói. Hắn không phải đang đùa giỡn với ngươi, một người đặt cảnh giới sát ý tới hư vô, có ai mà hắn không dám giết chứ? Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông chính là ví dụ tốt nhất. Còn nữa, bây giờ sống sót quay về thư viện Bạch Lộc mới là chuyện quan trọng nhất đối với chúng ta. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vào vai Lý Mộc Duyên rồi xoay người đi sang một bên và ngồi xuống. Lý Mộc Duyên vẫn siết chặt hai nắm tay, sắc mặt tái xanh. Tuy nhiên lúc này không ai để ý tới bọn họ nữa. Giống như Thu Vân nói, bây giờ an toàn trở lại thư viện Bạch Lộc mới là chuyện quan trọng nhất. Tử Nam ngồi xếp bằng ở bên cạnh Dương Diệp, nói. Thật ra, không cần thiết làm cho mọi chuyện căng thẳng như vậy. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía nàng, nói. Ngươi nên nói với bọn họ thì hơn. Trong lòng bọn họ có hận, có oán, chúng ta cũng vậy. Bởi vì đã có rất nhiều người chết đi, trong đó có rất nhiều người là bằng hữu của chúng ta. Tử Nam nói. Nếu như bằng hữu của ngươi bị người UF khác liên lụy, ngươi sẽ thế nào? Ngươi muốn nói gì? Dương Diệp nói. Ngươi làm việc quá cực đoan, làm cho rất nhiều chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn biến thành chuyện không thể cứu vãn. Tử Nam nói. Ngươi nhìn thấy xung quanh rồi chứ? Bây giờ rất yên tĩnh. Dương Diệp nói. Biết tại sao không? Ngươi biết, nhưng trước đó nếu như ta đổi thành phương pháp lý luận với hắn, nói đạo lý với hắn. Kết cục có thể sẽ biến thành thế nào? Sẽ biến thành thật sự không thể cứu vãn. Bởi vì trong đám người chắc chắn có không ít người có suy nghĩ giống hắn, thậm chí còn cả ngươi. Nhưng bây giờ, ai dám ra đây nói nhảm một câu nào chứ? Khi chặt không đứt, nhất định sẽ càng loạn. Tử Nam im lặng rất lâu, sau đó nói. Ngươi như vậy sẽ đắc tội với người khác. Dương Diệp liếc mắt nhìn Tử Nam, nói. Ngươi cảm thấy ta quan tâm sao? Khóe mắt Tử Nam khẽ giật, nàng nhìn về phía Dương Diệp nhưng hắn đã quay đầu đi. Cho tới giờ phút này, nàng mới hiểu rõ một điểm. Đó chính là các nàng và cả những học sinh của Thư viện Bạch Lộc thật ra không cùng một cấp bậc với Dương Diệp. Đối thủ của Dương Diệp là thánh giả cao cấp, là bán đế. Không phải người cùng một cấp bậc. Nói đơn giản một chút, ý nghĩ của các nàng không quan trọng với Dương Diệp, bởi vì các nàng căn bản không tạo được uy hiếp cho Dương Diệp. Giống như Lý Mộc Duyên vừa rồi, Dương Diệp, muốn giết hắn chẳng phải rất đơn giản sao? Tử Nam cười gượng, cũng không nói thêm lời nào nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, càng lúc càng nhiều học sinh thư viện Bạch Lộc chạy tới ngoài Nam Phong Thành. Lúc này Nam Phong Thành đã có hơn 1.000 học sinh thư viện Bạch Lộc. Trong lúc có mấy học sinh gây chuyện, muốn tìm Dương Diệp chút giận, nhưng Dương Diệp còn chưa ra tay, mấy học sinh này đã trực tiếp bị Tử Nam cùng đám người Thu Vân đánh cho nằm bò. Dùng cách nói của Tử Nam chính là, đây là muốn tốt cho các ngươi. Nếu để cho Dương Diệp ra tay, những học sinh này không chừng sẽ không còn mạng nữa. Bọn họ xem như đã nhìn ra, Dương Diệp hoàn toàn chính là một kẻ điên không thể suy nghĩ theo lẽ thường được. Ít chọc vào hắn vẫn tốt hơn. Đây là ý nghĩ của đám người Tử Nam. Ngày tiếp theo, khi mặt trời xuất hiện ở cuối chân trời. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía xa, bởi vì ngoại trừ những người chết dọc đường, còn lại 5 người cuối cùng chưa tới. Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng bao lâu, 5 tên học sinh thư viện Bạch Lộc đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Phù! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vẻ vui sướng. Cuối cùng đều đến đông đủ rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía chân trời. Sắc mặt tất cả mọi người ở đó đều biến đổi kịch liệt, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vào giây phút đó, một lão già mặc áo bào màu xám đã xuất hiện. Sau lưng lão già này còn có gần 150 huyền giả, tất cả đều là thánh giả cao cấp. Mà lão già mặc áo bào màu xám này lại là bán đế.
một bán đế và thêm 150 tên thánh giả cao cấp. Tất cả học sinh học viện Bạch Lộ đều biến sắc, bọn họ không ngờ đám cường giả Mạc gia thật sự tới đây. Hơn nữa tới một lần là hơn 150 thánh giả cao cấp thì cũng thôi. Ngay cả bán đế cũng xuất hiện. Bán đế đấy. Ở đây không có đế giả linh giới, ngoại trừ những yêu nghiệt siêu cấp ra, có thể nói là bọn họ là lực lượng cao cấp nhất của linh giới hiện nay. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Dương Diệp. Dương Diệp có thể ngăn cản nổi bán đế cùng những thánh giá cao cấp sao? Đây là nghi vấn trong lòng tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc lúc này. Trên không trung, lão già mặc áo bào màu xám nhìn lướt qua đám người phía dưới, nói. Nếu như các ngươi đều ẩn nấp, chúng ta muốn tiêu diệt các ngươi thì thật sự có một chút phiền phức. Nhưng ta không ngờ được, các ngươi tự nhiên đều chạy cả ra, đồng thời còn tập hợp cùng một chỗ. Điều này thật sự làm cho ta quá bất ngờ. Ánh mắt của hắn nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi chính là Dương Diệp từng giết qua bán đế. Xem ra ngươi tương đối tự tin, nếu không cũng sẽ không bảo tất cả bọn họ tới đây tập hợp. Ta thật sự muốn xem chử, ngươi dựa vào đâu để tự tin như vậy. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Tử Nam, nói. Bảo tất cả mọi người leo lên đế vân hạm, sau đó các ngươi đi trước, ta sẽ đến sau. Dương Diệp thoáng động tâm niệm, đế vân hạm đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu và lập tức xoay người nói. Tất cả mọi người lên vân hạm, ngay lập tức. Nàng biết, các nàng ở lại chỗ này căn bản cũng không giúp được gì cho Dương Diệp, mà chỉ làm liên lụy đem. Mọi người không chút do dự, mỗi người đều lao về phía đế vân hạm. Đều nói người Dương Diệp kiêu ngạo, quả nhiên là thật. Lão già mặc áo bào màu xám khẽ cười, sau đó tay phải hơi nâng lên. Trong phút chốc hắn chộp về phía đế vân hạm bên dưới. Không gian xung quanh đế vân hạm lập tức vặn vẹo, những học sinh còn chưa leo lên đế vân hạm đều hoảng hốt, bởi vì bọn họ cảm giác mình dường như đang bị cái gì đó chèn ép, cơ thể lại muốn nổ tung. Ong! Lúc này, một đường kiếm khí màu đỏ như máu từ phía dưới phóng lên cao, lập tức lao tới trước mặt lão già mặc áo bào màu xám này. Lão già mặc áo bào màu xám nheo mắt lại, tay dừng lại một chút, sau đó lại ra tay, không gian xung quanh kiếm khí lập tức giống như cuộn sóng không ngừng nhấp nhô, không quan kia bị đè ép với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến hoàn toàn tiêu tan. Mà lúc này, các học sinh của Thư viện Bạch Lộc đã leo lên đế vân hạm hết, đồng thời rời đi. Cản bọn họ lại. Lão già mặc áo bào màu xám vừa dứt lời, hơn 100 tên thánh giả cao cấp sau lưng hắn lập tức di chuyển, nhanh chóng lao về phía đế vân hạm. Mà vào lúc này, 100 người áo đen chắn ở trước mặt những thánh giả cao cấp này. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt của lão già mặc áo bào màu xám cùng hơn 150 tên thánh giả cao cấp lập tức thay đổi. Hóa ra đây chính là chỗ dựa của ngươi. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Bất ngờ sao, niềm vui bất ngờ sao? Dương Diệp cười nói. Lão già mặc áo bào màu xám lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn những khôi lỗi xung quanh Dương Diệp, nói. Không ngờ được những người chết ở Bạch Lộ Thành lúc trước đều bị ngươi chế luyện thành khôi lỗi. Đúng là thủ đoạn tốt. Dương Diệp liếc nhìn những người phía sau lão già mặc áo bào màu xám, nói. Một đấu một, ta không có ý kiến, ngươi thì sao? Vẻ mặt của lão già mặc áo bào màu xám trở nên thâm trầm, hắn đương nhiên có ý kiến, những người kia của Dương Diệp đều là con rối, bên hắn lại là người, một đấu một à. Hắn cũng không ngốc, đương nhiên, hắn cũng hiểu rõ Dương Diệp có ý gì nên lập tức nói. Ta thật sự không cam lòng nếu để ngươi đi như vậy được. Thử vài chiêu chứ, vừa lúc ta muốn xem thử ngươi được gọi là sát thần nghịch thiên tới mức nào. Giống như ngươi mong muốn. Dương Diệp thoáng động tâm niệm, 100 con rối thánh giả cao cấp phía sau hắn lập tức lùi lại mấy ngàn trượng. Lão già mặc áo bào màu xám vung tay phải lên, những thánh giả cao cấp bên cạnh hắn cũng lùi lại mấy ngàn trượng. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, một thanh ý kiếm được tập trung lại. Hắn không nói thêm lời nào, chân phải chợt dẫm xuống mặt đất một cái, cả người hóa thành một đường kiếm quang bắn thẳng về phía lão già mặc áo bào màu xám trên không trung. Vào giây phút Dương Diệp ra tay, lão già mặc áo bào màu xám hơi nheo mắt lại, trong mắt có phần nghiêm trọng. Hắn không dám khinh thường, tay phải thoáng động đã thấy một cây côn sắt màu đen xuất hiện ở trên tay hắn. Trong phút chốc, hắn phẫn nộ hét lên một tiếng, hai tay nắm côn sắt đập xuống.
Keng. Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang vọng không trung, tất cả không gian phía dưới lập tức rạn nứt, từng vết nứt rất nhỏ tràn ngập phía chân trời. Nhưng chẳng bao lâu, những vết nứt đã bị pháp tắc thiên đạo chữa trị. Hai người đều chưa thật sự nghiêm túc ra tay, căn bản còn chưa đến mức khiến pháp tắc thiên đạo không chữa trị được. Vừa chạm vào lập tức tiêu tan. Dương Diệp trở lại vị trí ban đầu. Dương Diệp nhìn lão già mặc áo bào màu xám lạnh lùng cười, nói. Mạc gia đúng không, ta không biết các ngươi có nội tình lớn tới mức nào, thực lực mạnh tới mức nào, nhưng nếu các ngươi muốn giết Dương Diệp ta, vậy ta không ngại chơi đùa với các ngươi một chút. Ngươi chơi được sao? Lão già mặc áo bào màu xám cười lạnh nói. Chơi chẳng phải sẽ biết à? Dương Diệp nói xong thì vung tay phải lên, thu những khôi lỗi kia vào. Hắn đột nhiên quay đầu liếc nhìn về phía chân trời, khóe miệng lạnh, sau đó lập tức biến mất. Dương Diệp đi rồi, một huyền giả phía sau lão già mặc áo bào màu xám trầm giọng nói. Lâm trưởng lão, vì sao không giữ hắn lại? Chúng ta có nhiều người hơn hắn mà. Lão già mặc áo bào màu xám buông lỏng tay, cây côn sắt trong tay hắn lập tức hóa thành bột mịn tiêu tan trên không trung. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người sau lưng lão già mặc áo bào màu xám lập tức biến sắc. Lão già mặc áo bào màu xám nhìn về phía chân trời rất lâu, sau đó nói. Giữ bọn họ lại à? Để các ngươi một mạng đổi một mạng với những khối lỗi kia sao? Không đáng để làm vậy. Lần này là ta thất sách. Không ngờ được hắn có bản lĩnh chế luyện con rối. Cần phải cho gia tộc biết chuyện này. Đi thôi, chúng ta đi tới Bạch Lộ Thành. Không quan tâm bọn họ trốn thế nào, bọn họ dù sao cũng sẽ quay về Bạch Lộ Thành. Ta thật ra muốn xem thử hắn sẽ vào thành thế nào. Nói xong, lão già mặc áo bào màu xám cơ cùng mọi người xung quanh lập tức biến mất. Sau khi bọn họ rời đi, một người trung niên đột nhiên xuất hiện ở đó. Người trung niên này không phải là ai khác, chính là Lục Nguyên Hạo. Nhìn phía chân trời kia, Lục Nguyên Hạo khẽ nói. Thực lực lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi, quả nhiên là một quái thai. Xem ra, không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Nói xong, Lục Nguyên Hạo lập tức biến mất. Mà sau khi Lục Nguyên Hạo rời đi, Dương Diệp vốn đã rời đi lại đột nhiên xuất hiện ở đó. Nhìn theo phương hướng Lục Nguyên Hạo rời đi, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Trước đó, sở dĩ hắn không gọi con rối bán đế ra là vì hắn phát hiện ra Lục Nguyên Hạo. Nếu như không phải vì Lục Nguyên Hạo ở đây, trước đó hắn hoàn toàn có thể giết chết đám người lão già mặc áo bào màu xám này. Nhưng có Lục Nguyên Hạo, hắn không dám mạo hiểm, bởi vì trong lúc hắn cùng với lão già mặc áo bào màu xám giao đấu, Lục Nguyên Hạo nhất định sẽ nhúng tay vào. Phải nghĩ biện pháp tiêu diệt người này mới được. Đối với Dương Diệp, Lục Nguyên Hạo nhất định phải chết. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đối phương vẫn luôn âm thầm theo dõi hắn, điều này làm cho hắn cảm giác giống như có gai mọc sau lưng. Hơn nữa, đối phương còn biết bí mật vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn. Đương nhiên ở trong mắt đối phương, đó là thức hải vô tận. Nhưng trước đây thứ này đã làm cho rất nhiều cường giả điên cuồng, trong đó bao gồm cả những huyền giả nghịch trùng. Nếu như chuyện này bị tiết lộ ra, linh giới này thật sự không có đất cho hắn dung thân nữa. Cho nên, hắn phải giải quyết Lục Nguyên Hạo. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp lại lập tức biến mất. Đế Vân Hạm. Lúc này Đế Vân Hạm đang nhanh chóng xuyên qua trong không gian, tuy nhiên tốc độ không nhanh, phải nói là rất chậm mới đúng. Rõ ràng bọn họ đang đợi Dương Diệp. Hắn có thể ngăn cản được tên bán đế kia sao? Trên Vân Hạm. Thu Vân đứng bên cạnh Tử Nam trầm giọng hỏi. Cho dù bọn họ đều biết thực lực của Dương Diệp mạnh mẽ, nhưng đây chính là một bán đế cộng thêm 100 tên thánh giả cao cấp A. Dương Diệp chỉ mới là một bán thánh, hơn nữa còn chỉ có một mình. Tử Nam khẽ lắc đầu, nói. Ta cũng không biết rõ về thực lực thật sự cùng con át chủ bài của hắn. Nhưng hắn không giống như một kẻ ngốc, nếu hắn dám ở lại ngăn cản bọn họ, chắc hắn đã nắm chắc. Nhưng nếu chẳng may hắn chết thì sao? Lúc này, Lý Mộc Duyên đột nhiên nói. Nghe thấy Lý Mộc Duyên nói vậy, vẻ mặt Tử Nam cùng Thu Vân đều trầm xuống, Tử Nam nhìn về phía Lý Mộc Duyên, nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Lý Mộc Duyên khẽ nói. Không có ý gì cả, ta chỉ muốn nói, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là mau chóng trở về thư viện, mà không phải lãng phí thời gian ở đây. Một khi bị cường giả của đối phương đuổi kịp, vậy hơn 2.000 người chúng ta chẳng phải sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Ý của ngươi là không quan tâm tới Dương Diệp à?
Giọng nói của Tử Nam trầm xuống. Ta chỉ suy nghĩ cho sự an toàn của mọi người thôi. Lý Mộc Duyên khẽ nói. Ta nhìn ngươi đang ôm hận trong lòng thì đúng hơn. Tử Nam nói mà không hề khách sáo. Lý Mộc Duyên, không có Dương Diệp, ngươi cảm thấy chúng ta có thể sống trở lại thư viện sao? Không nhờ hắn, bây giờ các ngươi còn đang lẩn trốn ở khắp nơi, không phải có hắn ở lại ngăn cản những người kia, vừa rồi chúng ta đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Mà bây giờ, ngươi lại muốn chúng ta bỏ hắn lại, dùng tốc độ cao nhất trở về thư viện sao? Lương tâm của ngươi đâu rồi? Lý Mộc Duyên nhìn về phía Tử Nam với vẻ thâm trầm, nói. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như Dương Diệp chết rồi, chúng ta còn chậm gì gì như vậy, đến lúc đó những cường giả kia đuổi theo thì làm thế nào? Ngươi muốn tất cả đám người chúng ta đều chôn cùng hắn sao? Nhưng hắn không chết thì sao? Tử Nam tức giận nói. Nếu hắn không chết, chúng ta lấy tốc độ cao nhất rời đi, với tốc độ của hắn thì căn bản không đuổi kịp Đế Vân Hạm được. Ngươi phải biết rằng, Đế Vân Hạm này là của hắn chứ không phải của chúng ta. Ý ta nói là nếu chẳng may hắn chết mà. Lý Mộc Duyên trầm giọng nói. Tử Nam đang muốn nói, lúc này chợt có một giọng nói đột nhiên vang lên ở trên Vân Hạm. Ngươi hy vọng ta chết như vậy sao? Vừa dứt lời, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Lý Mộc Duyên. Nhìn thấy Dương Diệp, vẻ mặt Lý Mộc Duyên rất khó coi, giống như ăn phân vậy. Lý Mộc Duyên nhìn Dương Diệp một lát, sau đó xoay người rời đi. Ta cho người đi sao? Dương Diệp đột nhiên lên tiếng. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, bầu không khí ở đó đột nhiên trở nên khẩn trương. Lý Mộc Duyên dừng bước, cùng lúc đó, hơn 10 học sinh đi cùng với hắn trước đó lập tức đứng ở bên cạnh hắn, tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng. Tử Nam cùng Thu Vân cũng thoáng biến sắc, hai người bọn họ đã được lĩnh giáo về tính tình của Dương Diệp rồi. Một khi hắn phát điên lên thì chỉ sợ Tiêu Biệt Ly có tới cũng không khống chế được hắn. Tử Nam do dự một lúc, sau đó muốn nói gì đó thì Dương Diệp đã nhìn về phía nàng, nói. Con người của ta, người khác tôn kính ta, ta sẽ tôn kính người khác. Nếu như người khác không tôn kính ta, ta tuyệt đối sẽ không đi tôn kính người khác. Còn nữa, ta ghét nhất có người ở phía sau giở trò. Hắn nhìn về phía Lý Mộc Duyên, nói. Có phải ngươi cảm thấy ta thật sự không dám giết ngươi hay không? Lý Mộc Duyên nói. Ta chỉ đưa ra dự đoán xấu nhất mà thôi. Thật sao? Dương Diệp nói. Được rồi, không quan tâm ngươi xuất phát từ mục đích gì. Bây giờ ta nhìn ngươi không vừa mắt, cũng không muốn tiếp tục dẫn theo ngươi nữa. Cho nên, ngươi tự mình lăn, hay là ta cho ngươi lăn? Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, trong lòng mọi người thầm rùng mình. Lúc này mà bảo Lý Mộc Duyên rời đi, không thể nghi ngờ chính là muốn hắn đi chịu chết mà. Lúc này, rất nhiều học sinh lại không đứng ra nói giúp. Rất nhiều người cũng thấy khó chịu về Lý Mộc Duyên. Đừng nói Dương Diệp, cho dù là ai cũng sẽ không thoải mái trước cách làm của Lý Mộc Duyên vừa rồi. Lý Mộc Duyên nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không ngờ được Dương Diệp lại muốn đuổi hắn xuống. Lấy thực lực của bản thân hắn làm sao có thể trở lại thư viện Bạch Lộc được. Mà bây giờ, nếu như không trở về thư viện Bạch Lộc, hắn có thể đi đâu? Hắn dám đi đâu chứ? Không đi đâu, cũng không dám đi. Trừ khi là vĩnh viễn ẩn nấp. Phải biết rằng, bên ngoài bây giờ đều là thiên hạ của Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông, có thế lực nào sẽ thu nhận hắn? Bọn họ bám thu nhận hắn. Dương Diệp, không cần phải tuyệt tình như vậy. Lý Mộc Duyên trầm giọng nói. Dương Diệp cười lạnh, nói. Nể mặt Tiêu lão đầu, ta đã nương tay. Theo suy nghĩ của cá nhân ta, ta hẳn đã một kiếm kết thúc mạng của ngươi. Cho nên bây giờ nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý, mau chóng cút đi. Nếu không, đợi lát nữa ngươi muốn chút cũng không có cơ hội đâu. Dương Diệp hắn cũng không hy vọng mình đi cứu một con sói mắt trắng. Từ hành động của Lý Mộc Duyên vừa rồi, hắn biết đây tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Một khi hắn không ở đây, đối phương chắc chắn còn có thể làm ra chuyện mờ ám khác. Hắn không có hứng thú chơi âm mưu với đối phương, cho nên hắn trực tiếp bảo đối phương cút đi. Hắn không muốn giữ lại một kẻ căm thù mình, đồng thời muốn hại chính mình ở trên Vân Hạp, lại không muốn đi cứu một người như thế. Dương Diệp hắn không có khả năng là người lương thiện. Lấy ơn báo oán xà. Không, hắn thích lấy oán báo oán. Dương Diệp, đều là người một nhà, người không cần thiết phải ầm ĩ như vậy. Lúc này, Thu Vân đột nhiên nói. Ta biết,
Chuyện này là do Mộc Duyên làm không đúng, để hắn xin lỗi ngươi được không? Mọi người chúng ta đều là học sinh của thư viện, tiêu viện trưởng nhất định sẽ không hy vọng nhìn thấy cảnh mọi người ầm ĩ tới mức ngươi chết ta sống. Tử Nam cũng nói. Thu Vân nói rất đúng. Bây giờ chính là thời khắc nguy nan của thư viện chúng ta, mọi người chúng ta nên đoàn kết nhất trí, mà không phải mâu thuẫn với nhau. Mộc Duyên xin lỗi Dương Diệp đi, chuyện này dừng lại ở đây. Nếu sau này ngươi còn nói và làm những chuyện như vừa rồi, đừng nói là Dương Diệp, Tử Nam ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi. Mộc Duyên, nói xin lỗi đi, mọi người đều là người một nhà, không cần thiết phải làm tới mức người chết ta sống. Đúng vậy, bây giờ kẻ địch của chúng ta là Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông, còn có Pháp Phái. Chúng ta tự giết lẫn nhau chỉ có lợi cho những kẻ khốn kiếp Mạc gia kia thôi. Nói xin lỗi, xem như chuyện này dừng ở đây. Lý Mộc Duyên, ngươi cũng đừng cảm thấy oan ức, chuyện này cũng tại ngươi. Dương Diệp vì chúng ta ngăn cản kẻ địch mạnh, ngươi lại ở sau lưng giở thủ đoạn như vậy, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, ngươi làm vậy là không đúng rồi. Bây giờ, ngươi nói xin lỗi, ta tin tưởng học trưởng Dương Diệp sẽ cho ngươi một cơ hội. Lý Mộc Duyên liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, sau đó nói. Xin lỗi, ta dựa vào cái gì phải xin lỗi hắn? Ta vừa rồi nói vậy còn không phải là vì các ngươi sao? Còn nữa, lẽ nào vừa rồi ta làm sai à? Nếu như Dương Diệp hắn chẳng may chết đi, chúng ta vẫn di chuyển với tốc độ chậm như vậy thì đám người Mạc gia đuổi kịp mất. Tới khi đó, chúng ta nên làm gì? Ta bảo mọi người đi trước là sai lầm sao? Mộc Duyên, Thu Vân trầm giọng nói. Chuyện này, ngươi nói xin lỗi là thôi. Ngươi hiểu chưa? Ta không xin lỗi. Lý Mộc Duyên cười lạnh. Nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp, người mạnh hơn ta, người muốn đuổi ta đi thì ta không có cách nào phản kháng. Người yên tâm, ta không phải loại người không biết xấu hổ, bây giờ ta đi. Vân Hạm dừng lại, bây giờ ta đi. Ta đi với ngươi. Ta cũng đi theo ngươi. Rất nhanh, mười mấy người trước đó đi cùng Lý Mộc Duyên đều đứng dậy. Dừng Vân Hạm lại. Giọng nói Dương Diệp vang lên ở trong không trung. Vân Hạm vẫn bay. Dương Diệp liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, nói. Bây giờ xảy ra chuyện gì? Chuyện này thật sự không cần thiết phải làm vậy. Thu Vân trầm giọng nói. Dương Diệp đi tới trước mặt Thu Vân, nói. Theo ý của ngươi là muốn Dương Diệp ta xin hắn ở lại à? Sau đó ta còn phải xin hắn để ta bảo vệ hắn, ý ngươi là vậy sao? Hắn có sai, nhưng tội không đáng chết. Thu Vân nói. Dương Diệp nhìn Thu Vân một lát. Sau đó liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, nói. Có phải các ngươi cảm thấy ta không thể không cứu các ngươi đúng không? Hay các ngươi cảm thấy thư viện Bạch Lộc không có các ngươi thì không có tương lai nữa? Nghe vậy, sắc mặt mọi người biến hóa kịch liệt. Dương Diệp nói vậy là có ý gì? Nghĩ đến khả năng nào đó, trong mắt mọi người lập tức hiện ra vẻ kinh hãi. Dương Diệp, ngươi! Trong mắt này Tử Nam cũng rất kinh hãi. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, nói. Dương Diệp ta sau này sẽ không phát triển ở thư viện, cũng sẽ không trở thành viện trưởng của thư viện Bạch Lộc. Cho nên, bất kỳ quy tắc nào của thư viện đều không ràng buộc được ta, các ngươi nhìn ta thế nào đều không quan trọng. Bây giờ, sở dĩ ta đứng ở chỗ này là vì tiêu viện trưởng. Cho nên ta và thư viện Bạch Lộc cùng tiến cùng lùi cũng là vì hắn, mà không phải là vì các ngươi, càng không phải bởi vì thư viện Bạch Lộc. Các ngươi tốt nhất nên đàng hoàng một chút. Bây giờ, nếu các ngươi đã lên vân hạm của ta, vậy ta hy vọng các ngươi làm theo quy TCAC của ta, nếu không, lập tức cút. Dương Diệp chợt dẫm chân xuống vân hạm. Tất cả vân hạm chấn động mạnh. Dương Diệp nói. Bây giờ, dừng vân hạm lại, đừng để cho ta nói tới lần thứ hai. Hai hơi thở sau, vân hạm ngừng lại. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, nói. Người nào cảm thấy nhìn ta không quen hoặc có tâm lý khó chịu, có thể đi theo hắn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Về phần các ngươi muốn đi gặp tiêu viện trưởng trách cứ gì, xin cứ tự nhiên. Hắn không muốn lãng phí thời gian với những học sinh này nữa, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lần này, mọi người không phải là kinh hãi nữa, mà là khủng hoảng. Đến bây giờ, bọn họ mới hiểu được một đạo lý. Đó chính là thật ra ở trong mắt Dương Diệp, sống chết của bọn họ căn bản không đáng giá. Người ta tới đây căn bản không phải vì bọn họ,
mà bởi vì nhớ ân tình của Tiêu viện trưởng. Mà trước đó bọn họ xem điều này thành đương nhiên, có người thậm chí còn cảm thấy là Dương Diệp nợ bọn họ. Lý Mộc Xuyên lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhảy ra khỏi đế vân hạm, mười mấy người phía sau hắn cũng không do dự đều nhảy ra ngoài. Dương Diệp, phong thủy thay đổi không ngừng, Lý Mộc Xuyên ta sẽ nhớ kỹ nỗi nhục hôm nay. Ngươi tốt nhất nên cầu xin ngươi đừng có ngày gặp rủi ro, nếu không ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần nỗi nhục hôm nay. Phía chân trời truyền đến giọng nói Lý Mộc Xuyên. Đi mà không để lại vài lời đe dọa, Lý Mộc Xuyên sao cam tâm. Dương Diệp vốn đi về phía phòng riêng trên vân hạm đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, nói. Tất cả vân hạm chấn động mạnh. Dương Diệp nói. Bây giờ, dừng vân hạm lại, đừng để cho ta nói tới lần thứ hai. Hai hơi thở sau, vân hạm ngừng lại. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, nói. Người nào cảm thấy nhìn ta không quen hoặc có tâm lý khó chịu, có thể đi theo hắn. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi. Về phần các ngươi muốn đi gặp Tiêu viện trưởng trách cứ gì, xin cứ tự nhiên. Hắn không muốn lãng phí thời gian với những học sinh này nữa, hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Lần này, mọi người không phải là kinh hãi nữa, mà là khủng hoảng. Đến bây giờ, bọn họ mới hiểu được một đạo lý. Đó chính là thật ra ở trong mắt Dương Diệp, sống chết của bọn họ căn bản không đáng giá. Người ta tới đây căn bản không phải vì bọn họ, mà bởi vì nhớ ân tình của Tiêu viện trưởng. Mà trước đó bọn họ xem điều này thành đương nhiên, có người thậm chí còn cảm thấy là Dương Diệp nợ bọn họ. Lý Mộc Xuyên lạnh lùng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nhảy ra khỏi đế vân hạm, mười mấy người phía sau hắn cũng không do dự đều nhảy ra ngoài. Dương Diệp, phong thủy thay đổi không ngừng. Lý Mộc Xuyên ta sẽ nhớ kỹ nỗi nhục hôm nay. Ngươi tốt nhất nên cầu xin ngươi đừng có ngày gặp rủi ro, nếu không ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần nỗi nhục hôm nay. Phía chân trời truyền đến giọng nói Lý Mộc Xuyên. Đi mà không để lại vài lời đe dọa, Lý Mộc Xuyên sao cam tâm. Dương Diệp vốn đi về phía phòng riêng trên vân hạm đột nhiên ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, nói. Phong thủy luôn thay đổi sao? Ta thật ra muốn xem thử. Không đầu thì ngươi sẽ thay đổi thế nào? Dương Diệp vừa dứt lời thì lập tức rút kiếm chém một cái. Một đường kiếm khí lướt qua trời cao, biến mất ở cuối chân trời. A! À, ngay lập tức, cuối chân trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Lý Mộc Xuyên, còn có tiếng kêu sợ hãi của những học sinh đã đi theo Lý Mộc Xuyên lúc trước. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người ở đó không nhịn được, theo bản năng lui về phía sau một bước. Lúc nhìn về phía Dương Diệp, ở trong mắt bọn họ đầy kinh ngạc và kiêng kỵ rất sâu. Dương Diệp không nhìn mọi người, xoay người đi vào phòng riêng. Cùng lúc đó, giọng nói của hắn truyền đến. Quay đầu, đi tới thiên vũ giới. Ở đó, tất cả mọi người còn đang chấn động. Dương Diệp này, thật sự dám giết bọn họ, hắn không phải đang nói đùa. Một lát sau, Thu Vân nói. Ta vẫn đánh giá thấp sự tàn nhẫn của hắn. Mộc Xuyên cũng đánh giá thấp. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Tử Nam nói. Thu Vân im lặng rất lâu mới nói. Hắn vừa nói quay đầu đi thiên vũ giới. Người đi hỏi hắn xem hắn có ý gì. Tử Nam khẽ gật đầu, đi về phía phòng riêng của Dương Diệp. Bên trong phòng, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, ở trong cơ thể hắn có một miếng tử tinh thạch đang không ngừng tản ra linh khí mặc cho hắn hấp thu. Trước đó, hắn đánh với lão già kia một trận đã lãng phí không ít huyền khí. Phải bù đắp lại. Lúc này, Tử Nam đi vào phòng riêng, ngồi xếp bằng ở trước mặt Dương Diệp, nói. Ngươi mới vừa nói đi thiên vũ giới là có ý gì? Dương Diệp trợn mắt nhìn về phía Tử Nam, nói. Ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta như vậy có thể quay về được thư viện Bạch Lộc được sao? Vì sao không thể quay về được? Tử Nam không hiểu. Có đế vân hạm này, chúng ta hoàn toàn có thể. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ở ngoài Bạch Lộ Thành có 5 tên bán đế chấn giữ. Tên bán đế vừa rồi cùng những cường giả kia chắc chắn đã chạy về Bạch Lộ Thành. Bây giờ chúng ta trở lại, căn bản không tiến vào thành được, cũng không có cách nào vào thành. 6 gã bán đế hoàn toàn có thể lập tức hủy diệt chúng ta. Điều này có liên quan gì với chuyện ngươi đi thiên vũ giới? Tử Nam không hiểu. Ngươi nói thử xem. Dương Diệp hỏi ngược. Tử Nam suy nghĩ một lát. Đột nhiên hai mắt nàng trợn tròn, kinh hãi nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi,
ngươi muốn đánh lén Thiên Vũ Tông. Tử Nam không ngốc, nàng làm sao có thể không hiểu rõ ý của Dương Diệp được. Bây giờ Bạch Lộ Thành bị người chặn đường, bọn họ muốn trở lại trong thành thì gần như không có khả năng. Lúc này Dương Diệp lựa chọn đi Thiên Vũ Tông, tất nhiên sẽ không phải tới làm khách. Đánh lén Thiên Vũ Tông. Nghĩ đến đây, Tử Nam không nhịn được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây chính là thế lực cấp toàn thạch đấy. Dương Diệp này chẳng lẽ điên thật rồi sao? Nhìn thấy biểu tình của Tử Nam, Dương Diệp cười nói. Thế nào, người sợ rồi à? Tử Nam thành thật địa khẽ gật đầu. Dương Diệp nói. Người suy nghĩ xem, bây giờ tình cảnh của Bạch Lộ Thành có khả năng còn nguy hiểm hơn chúng ta, bởi vì Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp phái có khả năng lập tức tấn công thành. Tất cả bọn họ tập trung vào một chỗ, thực lực sẽ gấp mấy lần thư viện Bạch Lộc chúng ta. Cho dù chúng ta có đại trận bảo hộ thành, nhưng ngươi cảm thấy chúng ta có thể kiên trì được bao lâu? Tử Nam im lặng. Dương Diệp lại nói. Quan trọng nhất là cho dù bây giờ chúng ta có thể trở lại thư viện, cũng không giúp đỡ được gì cho thư viện. Bởi vì bây giờ đều là lực lượng cao cấp, nhưng chúng ta ở bên ngoài, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Thực lực của chúng ta quá yếu. Tử Nam trầm giọng nói. Thiên Vũ Tông cũng không mạnh. Dương Diệp nói. Một bán đế duy nhất của các nàng bây giờ cũng đang ở Bạch Lộ Thành chúng ta. Còn có không ít thánh giả cao cấp cũng tập trung ở đó. Cho nên, ta chắc hẳn bên trong tông bây giờ, số lượng thánh giả cao cấp của các nàng tuyệt đối sẽ rất ít, không quá 20 người. Đương nhiên, chúng ta không phải đi diệt tông, chúng ta không có thực lực đó, cũng không có thời gian để làm như vậy. Điều chúng ta cần làm là giết nhiều người, làm cho các nàng tự loạn đầu trận tuyến. Sau đó thuận tiện tăng thêm chút sĩ khí cho thư viện Bạch Lộc chúng ta. Tử Nam im lặng rất lâu, sau đó nói. Ý nghĩ này của ngươi rất điên cuồng, cũng rất nguy hiểm. Bây giờ bản thân chúng ta đã rất nguy hiểm rồi. Dương Diệp nói. Bị Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông cùng với pháp phái bao vây tấn công, chẳng lẽ chúng ta còn không nguy hiểm sao? Tử Nam, ngươi nên nhìn rõ ràng tình cảnh của mình hiện tại. Ta nói không dễ nghe. Có lẽ trong giây lát nữa chúng ta cũng sẽ bị chết. Tử Nam hít sâu một hơi, sau đó nói. Nghe theo ngươi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Đi thôi. Dương Diệp đứng dậy đi ra ngoài cửa, Tử Nam lập tức đuổi kịp. Trên đế vân hạm, ở trước mặt Dương Diệp là hơn 2.000 học sinh thư viện Bạch Lộc. Trong đó có thánh giả cao cấp, có thánh giả bình thường, cũng có bán thánh, thậm chí cảnh giới hoàng giả cũng có. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, nói. Bây giờ, mục tiêu của chúng ta là Thiên Vũ Tông. Không sai, chúng ta chính là muốn đánh lén Thiên Vũ Tông. Các ngươi có dám không? Đánh lén Thiên Vũ Tông. Mọi người ở đó đều xôn xao bàn tán. Không thể nghi ngờ, điều này với mọi người chính là một chuyện khó có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng, bây giờ bọn họ chỉ là một đám học sinh, hơn nữa phần lớn còn bị thương. Đánh lén Thiên Vũ Tông. Đó không phải là đi chịu chết sao? Thiên Vũ Tông này mặc dù không có mạnh mẽ như thế lực Mạc gia, nhưng dù gì cũng là một thế lực cấp toàn thạch. Dương Diệp này không phải điên thật rồi chứ? Dương Diệp nói. Bây giờ ở Bạch Lộ Thành có ít nhất 5 vị bán đế trở lên, chúng ta trở lại có thể đi vào thành sao? Không vào được, cho dù vào thành thì chúng ta có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được. Nhiều lắm chính là khi đại chiến bắt đầu, chúng ta đi vào làm con tốt mà thôi. Nhưng ở bên ngoài, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện, ví dụ như đánh lén Thiên Vũ Tông. Nhưng chúng ta quá ít người, hơn nữa thực lực cũng quá yếu. Lúc này, một học sinh nói. Dương Diệp nhìn về phía học sinh kia, nói. Chúng ta không phải đi bày trận thế một đấu một với bọn họ, mà chúng ta đi đánh lén. Cho nên, ít người trái lại càng có ưu thế. Về phần ngươi nói thực lực quá yếu, thật ra không phải thực lực ngươi quá yếu. Mà ngươi không có lòng tin vào chính mình. Trước đây một mình ta ở Thiên Vũ Tông đã giết một trận long trời lở đất, bây giờ chúng ta có một đám người, là một đám người đấy. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, nói. Trước đó, các ngươi bị đuổi giết giống như chó nhà có tang, lẽ nào bây giờ lại không muốn báo thù sao? Nghe được câu cuối cùng của Dương Diệp, sắc mặt tất cả mọi người ở đó lập tức trở nên khó coi. Dương Diệp nói lời này không thể nghi ngờ đã chọc đến chỗ đau của bọn họ. Trước đó khi bọn họ bị đuổi giết, mọi người tuyệt đối rất bất bình.
phải biết rằng bọn họ làm học sinh thư viện Bạch Lộc chưa từng bị người ta đuổi giết giống như chó nhà có tang bao giờ. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Nếu như các người thật sự không dám đi, ta cũng sẽ không cưỡng ép, tuy nhiên ta sẽ đi một mình. Ta đi theo ngươi. Lúc này, Tử Nam là người đầu tiên tỏ thái độ. Ta cũng đi. Người thứ hai tỏ thái độ là Thu Vân. Theo hai người tỏ thái độ, rất nhiều người ở đó lập tức không do dự nữa. Đánh lén Thiên Vũ Tông, giết mẹ nó luôn. Thư viện Bạch Lộc ta không có kẻ hèn nhát, tính ta một người, cho dù chết thì ta cũng muốn kéo theo mấy đệ tử Thiên Vũ Tông chôn cùng. Xông lên Thiên Vũ Tông. Giết. Dương Diệp khẽ gật đầu, cho dù Thư viện Bạch Lộc bây giờ rơi vào đường cùng, nhưng vẫn có hy vọng. Bởi vì những học sinh này vẫn có tâm huyết. Dương Diệp nhìn về phía Tử Nam, nói. Cách Thiên Vũ Tông đại khái cách bao xa? Một canh giờ. Tử Nam nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó bấm tay bắn ra, trước mặt mỗi người ở đó lập tức có thêm một miếng tử tinh thạch, hắn nói. Ăn vào để dưỡng thương. Nhìn thấy tử tinh thạch, mọi người nhất thời vui mừng. Đây chính là thứ tốt để nhanh chóng khôi phục huyền khí. Hơn nữa với bọn họ thì một miếng tử tinh thạch có tác dụng ít nhất trong liên tục hai canh giờ. Bọn họ sắp khai chiến với Thiên Vũ Tông, không thể nghi ngờ đây chính là một thứ để bảo toàn tính mạng. Mọi người lập tức vội vàng cảm ơn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn về phía Tử Nam, nói. Ngươi chia người ra, người đạt được bán thánh cùng bán thánh trở lên cũng phân ra, đợi lát nữa bảo bọn họ cùng chúng ta xông vào Thiên Vũ Tông, còn lại dưới bán thánh cũng không thể nhàn rỗi, cho bọn họ một nhiệm vụ. Chính là sau khi bước vào Thiên Vũ Tông, bảo bọn họ chém giết cướp, có thể cướp được bao nhiêu thì cướp bao nhiêu. Cướp đoạt. Trên gương mặt Tử Nam đầy vẻ kinh ngạc. Dương Diệp nói. Tất nhiên, dù gì Thiên Vũ Tông cũng là một thế lực cấp toàn thạch, thứ tốt hơn cũng không ít, nếu chúng ta đã tới thì làm sao có thể tay không quay về được. Tử Nam nhìn Dương Diệp một lát, sau đó khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, 100 hơi thở. Dương Diệp nhìn về phía mọi người, nói. Chúng ta chỉ có thời gian trong 100 hơi thở, vừa đến 100 hơi thở thì tất cả mọi người phải trở lại trên Vân Hạp. Vì sao? Tử Nam không hiểu. Lúc này, Thu Vân nói. Bởi vì từ giây phút chúng ta ra tay đến khi Thiên Vũ Tông thông báo cho tông chủ của các nàng, sau đó một bán đế chạy về sẽ cần khoảng 100 hơi thở. Cho nên, chúng ta nhất định phải rời đi trước khi tông chủ Thiên Vũ Tông cùng cường giả Mạc gia quay về. Nếu không, chúng ta sẽ chết rất nhiều người, thậm chí bị tiêu diệt hoàn toàn. Tử Nam liếc nhìn Thu Vân, sau đó khẽ gật đầu, nói. Ta đã hiểu. Dương Diệp không có nói nữa, xoay người nhìn về phía chân trời. Ở trong mắt hắn có chút lo lắng, cho dù hắn nắm giữ 100 con rối thánh giả cao cấp, còn có một con rối bán đế, nhưng chút lực lượng ấy ở trước mặt Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông cùng với pháp phái lại căn bản không đủ nhìn. Đặc biệt là Mạc gia. Đến bây giờ, thực lực mà Mạc gia thể hiện ra có lẽ chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Ngoại trừ Mạc gia còn có Lục Nguyên Hạo đang âm thầm theo dõi. Bất kể là Thư viện Bạch Lộc hay là hắn, đều có tình cảnh đặc biệt không ổn. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lúc này, Tử Nam đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, khẽ hỏi. Chuyện ta căn dặn ngươi, ngươi làm xong nhanh như vậy sao? Dương Diệp hỏi ngược. Tử Nam chỉ vào Thu Vân phía xa nói. Hắn đi làm rồi, hắn am hiểu những chuyện này hơn ta. Dương Diệp liếc nhìn Thu Vân phía xa, nói. Đúng vậy. Thật ra, trước đó ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như Thư viện Bạch Lộc chúng ta không có ngươi thì sẽ thay đổi thế nào? Tử Nam bỗng nhiên nói. Không có ta, Thư viện Bạch Lộc vẫn là Thư viện Bạch Lộc. Dương Diệp nói. Tử Nam khẽ lắc đầu, nói. Không có ngươi, trước đây chúng ta sẽ bị pháp phái đánh đuổi. Pháp phái sẽ không giống nho phái chúng ta, bọn họ nhất định sẽ chĩa mũi nhọn vào chúng ta, khi đó kết quả của chúng ta chắc chắn rất thê thảm. Mà bây giờ, nếu như không có ngươi, đám người chúng ta có khả năng đều phải chết. Đương nhiên, bây giờ thư viện bị Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông bao vây tấn công, trong đó ít nhiều vẫn có nguyên nhân vì ngươi. Nhưng nói tóm lại, công của ngươi lớn hơn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tử Nam, nói. Nếu ta muốn gia nhập Vũ Tông, thậm chí là tà phái, ngươi cảm thấy bọn họ có thể thu nhận ta không? Ngươi cảm thấy bọn họ có thể bảo vệ ta hay không? Tử Nam im lặng rất lâu, sau đó nói. Có.
với thiên phú và thực lực của Dương Diệp, tuyệt đối có thể bước vào võ bảng, hơn nữa ít nhất còn tiến vào trước 20. Bất kỳ thế lực nào cũng không có cách nào từ chối loại thiên tài này. Dương Diệp nói, ta nói những điều này mà không có ý gì khác, chẳng qua muốn nói cho ngươi biết, thư viện không phụ ta, ta quyết không phụ thư viện. Người không phụ ta, ta không phụ người, đây là nguyên tắc làm người cuối cùng của ta. Bây giờ chúng ta tính là người một nhà, cho nên các ngươi không giở trò với ta, ta sẽ không bỏ các ngươi lại. Tử Nam liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Ta hiểu được. Lúc này, Thu Vân đi tới, nói. Trong chúng ta, bán thánh trở lên có 1.120 người. Số còn lại đều dưới bán thánh. Đợi lát nữa bán thánh trở lên đều sẽ đi theo ngươi. Nghe sự chỉ huy của ngươi, ta đã phân phó cho số người còn lại, bảo bọn họ nhân lúc hỗn loạn đi tới huyền kỹ các cùng với huyền bảo các của Thiên Vũ Tông, vẫn có bảo tàng kho báu của bọn họ để tiến hành cướp sạch. Nói chung, hễ là nơi có khả năng có bảo bối, bọn họ đều sẽ tới. Tuy nhiên, những chỗ này có lẽ đều có cường giả bảo vệ. Tay phải của Dương Diệp vung lên, 50 thánh giả cao cấp lập tức xuất hiện. Hắn nói, những người này sẽ bảo vệ bọn họ. Nhìn thấy 50 con rối thánh giả cao cấp, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, bọn họ không ngờ được Dương Diệp tự nhiên có nhiều con rối như vậy, hơn nữa còn đều là thánh giả cao cấp. Lúc này, Thu Vân lại nói, có những con rối thánh giả cao cấp này bảo vệ, bọn họ chắc hẳn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu như ta không đoán sai, bên trong Thiên Vũ Tông có trận bảo vệ, cho dù chúng ta phá trận, bọn họ ở bên trong chắc chắn vẫn có các loại trận pháp công kích, những... Ta xử lý cho. Dương Diệp nói. Thu Vân nói. Một vấn đề cuối cùng, ai ở lại canh giữ Đế Vân Hạp? Yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Dương Diệp nói. Thu Vân hít sâu một hơi, nói. Không thành vấn đề. Dương Diệp liếc nhìn Thu Vân, nói. Suy nghĩ rất chu toàn, thật sự không tệ. Đợi lát nữa, ngươi chịu trách nhiệm chỉ huy mọi người và cả 50 con rối thánh giả cao cấp này nữa. Cố gắng giảm tối thiểu số người chết cho chúng ta. Về phần những cường giả đứng đầu Thiên Vũ Tông, ta sẽ chịu trách nhiệm xử lý. Ta sẽ không để cho ngươi phải thất vọng. Thu Vân nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, quay đầu nhìn về phía chân trời. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã tới Thiên Vũ Giới. Khi đám người Dương Diệp bước vào Thiên Vũ Giới, đi tới Thiên Vũ Thành, mọi người mới bị Thiên Vũ Tông phát hiện. Vào lúc Thiên Vũ Tông muốn khởi động đại trận bảo hộ thành, nhưng đáng tiếc đã quá muộn. Một cột máu phóng lên cao, trận pháp giam cầm ầm ầm vỡ nát. Nợ máu trả bằng máu. Ở đó, không biết ai là người đầu tiên hô một câu, lập tức tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc đều đồng thời gào hét lên. Ở dưới một cột ánh sáng đỏ như máu hướng dẫn, rất nhiều cột sáng lướt qua phía chân trời, lao thẳng đến Thiên Vũ Tông. Bởi vì là đánh lén. Bởi vậy, đám người Dương Diệp đặc biệt thuận lợi đã tiến vào Thiên Vũ Giới, đồng thời trực tiếp vượt qua Thiên Vũ Thành, đi tới Thiên Vũ Tông. Tuy nhiên, khi bọn họ muốn xông vào Thiên Vũ Tông, một màn ánh sáng rất lớn lập tức bao phủ toàn bộ Thiên Vũ Tông. Cùng lúc đó, rất nhiều cường giả cùng đệ tử của Thiên Vũ Tông từ bốn phương tám hướng xông tới Thiên Vũ Tông. Không bao lâu, bên trong Thiên Vũ Tông đã tập trung mấy vạn người. Là Dương Diệp. Nhìn thấy người máu bên ngoài màn ánh sáng, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông lập tức kêu lên thất thanh. Bọn họ dĩ nhiên không xa lạ gì về Dương Diệp nữa. Trước đây, Dương Diệp ở bên trong Thiên Vũ Tông đã giết phó tông chủ của các nàng, đồng thời còn đại sát bên trong Thiên Vũ Tông. Rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông cả đời tuyệt đối khó quên được cảnh tượng đẫm máu đó. Sau khi nhìn thấy Dương Diệp ở bên trong Thiên Vũ Tông, vẻ mặt rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông đã tái nhợt. Đặc biệt sau lưng Dương Diệp còn có một đám người, trong đó còn có hơn 50 người là thánh giả cao cấp. Tuy nhiên, tốt xấu gì bọn họ cũng là thế lực cấp toàn thạch, còn chưa tới bị Dương Diệp hù dọa tới tình trạng toàn tông môn tê liệt. Kết trận, mở ra tất cả trận pháp, truyền tin cho tông chủ. Một tiếng gầm thét giận dữ vang vọng ở bên trong Thiên Vũ Tông, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông lập tức bình tĩnh lại, sắp xếp trận đâu ra đó. Một người nữ tử trung niên xinh đẹp đi về phía chân trời, nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương Diệp, người tới làm cái gì? Nàng dĩ nhiên muốn kéo dài thời gian chờ Phượng Tình Vũ chạy tới. Tránh ra! Khi những đệ tử bên trong Thiên Vũ Tông đang sắp xếp trận, giọng nói Dương Diệp đã vang lên trong không trung.
Đám người của thư viện Bạch Lộc không chút do dự, đều lùi về phía sau. Dương Diệp không để ý tới nữ tử trung niên xinh đẹp kia, hai tay hắn cầm huyết kiếm, chân phải dẫm mạnh vào trong không trung rồi cả người hóa thành một đường ánh sáng máu trực tiếp đập vào trên màn ánh sáng bảo vệ tông. Bành! Tất cả màn ánh sáng chấn động mạnh, một tiếng nổ chấn động vang vọng trong không trung. Trong ánh mắt mọi người, màn ánh sáng bảo vệ tông xuất hiện rất nhiều vết nứt to bằng cánh tay. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nữ tử trung niên xinh đẹp kia cùng tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều biến sắc. Tấn công! Nữ tử trung niên xinh đẹp vội vàng gầm lên phẫn nộ. Tấn công! Phía dưới, rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông cũng gầm lên giận dữ. Trong phút chốc, rất nhiều chùm ánh sáng màu xanh lam phóng lên cao, trong phút chốc đã hợp thành một chùm tia sáng rất lớn, sau đó đánh về phía Dương Diệp ở bên ngoài màn ánh sáng này. Giết! Bên ngoài màn ánh sáng vang lên giọng nói Thu Vân. 50 con rối thánh giả cao cấp ở bên cạnh hắn cùng vài học sinh thư viện Bạch Lộc đồng thời ra tay, rất nhiều tia sáng năng lượng giống như che trời lấp đất bắn mạnh về phía chùm ánh sáng màu xanh lam kia. Ầm ầm ầm. Phía chân trời vang lên từng tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Đám người Thu Vân tất nhiên không có cách nào địch nổi mấy vạn người liên thủ bên trong Thiên Vũ Tông. Bởi vậy công kích của bọn họ chỉ ngăn cản chùm ánh sáng màu xanh lam kia trong phút chốc. Nhưng như vậy cũng đủ với Dương Diệp rồi. Phá! Phía chân trời vang lên tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Hai tay Dương Diệp cầm huyết kiếm để ở trên màn ánh sáng này và chợt xoay tròn, pháp tắc tiêu vong thẩm thấu ra, cộng thêm hắn vận dụng hết sức lực, màn ánh sáng rất lớn này trực tiếp nổ tung ngay trước mắt mọi người. Giết! Giọng nói của Dương Diệp vang lên. Cả người hóa thành một đường ánh sáng máu lao vọt vào Thiên Vũ Tông. Đồng tử của nữ tử trung niên xinh đẹp kia đột nhiên co lại, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức giận dữ hét lên. Kết trận, tấn công. Tất cả mọi người nghe lệnh, mở ra tất cả trận pháp công kích. Giết cho ta, ta. Suy. Một đường ánh sáng máu đột nhiên lướt qua cổ họng của nữ tử trung niên xinh đẹp kia, đầu nàng trực tiếp bay ra ngoài. Giết. Đám người Thu Vân theo sát phía sau Dương Diệp. Mà lúc này, bên trong Thiên Vũ Tông đột nhiên tuôn ra rất nhiều chùm ánh sáng màu xanh lam, những chùm tia sáng che trời lấp đất bắn mạnh về phía đám người Dương Diệp. Thu Vân, tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Giọng nói của Dương Diệp vang lên, huyết kiếm trong tay vung vẩy rất nhanh, rất nhiều đường kiếm khí màu đỏ như máu bắn ra xung quanh ngăn cản một chùm ánh sáng màu xanh lam, bởi vậy chúng tuyệt đối không tạo ảnh hưởng gì đến đám người Dương Diệp. Lúc này, Thu Vân chợt nhìn về phía một học sinh thư viện Bạch Lộc. Đó, nói. Viên Phong. Đi theo ta. Học sinh thư viện Bạch Lộc được gọi là Viên Phong đã lao về phía sâu bên trong Thiên Vũ Tông. Sau lưng hắn là hơn 1.000 học sinh thư viện Bạch Lộc. Ngoài ra còn có 30 con rối thánh giả cao cấp ở xung quanh bọn họ. Hễ gặp phải ngăn cản, tất cả đều sẽ bị 30 tên thánh giả cao cấp này vô tình giết chết. Bởi vậy, đám người Viên Phong một đường đặc biệt thuận lợi, chỉ trong giây lát đã biến mất ở phía xa. Lúc này một trận chiến kịch liệt đang được tiến hành. Thư viện Bạch Lộc ít người nhưng thực lực lớn mấy cũng không bằng được Thiên Vũ Tông. Nhưng có Dương Diệp ở đây, đám người Thiên Vũ Tông đã rơi xuống hạ phong. Bởi vì Dương Diệp lấy sức lực của một người chống đỡ những trận pháp bên trong Thiên Vũ Tông, còn ở trên không trung không ngừng giết những thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông. Dưới tình huống này, hắn gần như là tàn sát. Rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông không ngừng kêu lên thảm thiết. Tuy nhiên, không có người nào chạy trốn. Càng lúc càng có nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông từ các nơi chạy tới, còn có rất nhiều cường giả trong Thiên Vũ Thành cũng chạy tới. Ưu thế của Thư viện Bạch Lộc dần dần biến mất, chuyển thành tình thế bất lợi. Hai mắt Dương Diệp chợt híp lại, trầm ngâm một lát. Tâm niệm hắn thoáng động, một con rối thánh giả cao cấp lập tức biến mất. Chỉ trong giây lát, phía sau núi Thiên Vũ Tông truyền đến một tiếng nổ lớn, rất nhiều tiếng cười to vọng ra. Thiên U Ngục. Một ít trưởng lão của Thiên Vũ Tông biến sắc, Dương Diệp đã phá hủy Thiên U Ngục, ở trong đó giam giữ rất nhiều thế lực thù địch với Thiên Vũ Tông, nhưng phần nhiều chính là người trong Thiên Vũ Tông, những người này có oán khí rất lớn với Thiên Vũ Tông, bởi vì bình thường một khi đã bước vào Thiên U Ngục thì căn bản đừng mong sống sót đi ra. Quả nhiên, chẳng bao lâu, phía sau núi Thiên Vũ Tông đã loạn cả lên. Tuy nhiên, lúc này những thánh giả cao cấp Thiên Vũ Tông lại không ai để ý tới những người này, bởi vì so với những người này, đám người Dương Diệp càng đáng sợ hơn. Những người này có thể giết bao nhiêu người, nhưng nếu không ai kìm chế được Dương Diệp này,
đệ tử Thiên Vũ Tông sẽ bị giết sạch mất. Lúc này vì đối phó đám người Dương Diệp, Thiên Vũ Tông cũng đành bất chấp tất cả. Các loại trận pháp công kích không ngừng được phát động, mỗi lần phát động loại trận pháp này sẽ phải tiêu hao rất nhiều tử tinh thạch. Nhưng lúc này các nàng không thể không làm như vậy, bởi vì nếu như không có những trận pháp này kiềm chế Dương Diệp, những đệ tử Thiên Vũ Tông bình thường căn bản không thể địch nổi một kiếm của Dương Diệp. Nhưng cho dù tất cả trận pháp công kích đều nhằm vào Dương Diệp, nhưng cũng khó có thể kiềm chế được hắn. Tất cả mọi người dựa sát về phía ta. Lúc này, giọng nói Dương Diệp vang lên trong không trung. Học sinh thư viện Bạch Lộc nghe thấy Dương Diệp nói vậy thì không chút do dự, tất cả dựa sát về phía Dương Diệp. Cho dù có người ngăn cản, nhưng đều bị Dương Diệp giết chết. Ở đó, kiếm khí của Dương Diệp chỉ cần phóng ra thì gần như không có người nào có thể sống sót. Chỉ trong giây lát, học sinh thư viện Bạch Lộc cơ bản đều đứng ở xung quanh Dương Diệp. Mà xung quanh bọn họ là tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông. Lúc này, những đệ tử Thiên Vũ Tông cũng chém giết tới đỏ cả mắt, mỗi người đều không sợ chết. Dù sao bọn họ cũng là thế lực cấp toàn thạch, không kém cỏi như thế lực bình thường. Trong không trung, Dương Diệp liếc mắt nhìn xung quanh. Lúc này, bọn họ gần như đã bị vây chặt. Hơn nữa, vẫn còn có đệ tử Thiên Vũ Tông cùng thị vệ không ngừng từ Thiên Vũ Thành chạy tới. Không thể ở lâu. Dương Diệp nhìn về phía Thu Vân, nói. Bảo tất cả mọi người nhanh chóng trở về, chúng ta quay về Đế Vân Hạp. Thu Vân không dám do dự, lập tức vội vàng truyền âm cho những học sinh đang chém giết cướp bóc ở Thiên Vũ Tông. Chỉ trong giây lát, những học sinh kia được con rối thánh giả cao cấp hộ tống chạy về. Đừng để bọn họ đi, cản bọn họ lại, đám người tông chủ tối đa chỉ hơn 10 hơi thở là có thể chạy tới đây. Một trưởng lão Thiên Vũ Tông nhìn thấy đám người Dương Diệp muốn chạy trốn thì lập tức vội vàng hét lớn. Nếu như không thể giữ đám người Dương Diệp lại, vậy Thiên Vũ Tông thật sự sẽ trở thành trò cười cho cả Trung Thổ Thần Châu, khi đó tất cả mọi người của Thiên Vũ Tông sẽ không thể ngóc đầu lên trước mặt đệ tử của các thế lực cấp toàn thạch khác được. Nghe thấy trưởng lão này nói vậy, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông lập tức giống như phát điên đánh về phía đám người Dương Diệp, những đệ tử Thiên Vũ Tông không sợ chết ngăn cản. Vẻ mặt các học sinh của Thư viện Bạch Lộc lập tức trở nên nghiêm trọng. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên vung tay phải lên, lập tức có 50 con rối thánh giả cao cấp xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, như đám người Thiên Vũ Tông lập tức biến sắc. Dương Diệp không để ý tới đám người Thiên Vũ Tông, nói. Theo sát ta, cùng nhau xông ra ngoài. Hắn chợt rút kiếm chém ra một phát, một đường kiếm khí màu đỏ như máu bắn ra. Hơn 100 đệ tử Thiên Vũ Tông này ngăn cản trước mặt bọn họ bị chúng một kiếm này trực tiếp phân thây. Giết! Thân hình của Dương Diệp bắn nhanh về phía xa, những học sinh thư viện Bạch Lộc lập tức đi theo phía sau hắn. Sau khi xuất hiện thêm 50 thánh giả cao cấp, những đệ tử Thiên Vũ Tông cũng không có sức lực ngăn cản đám người Dương Diệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến mất. Đám người Dương Diệp rời khỏi Thiên Vũ giới chưa tới 5 hơi thở, Phượng Tình Vũ cùng Mạc Thiên đã xuất hiện ở Thiên Vũ Tông. Khi thấy thi thể của đệ tử Thiên Vũ Tông nằm đầy đất, vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trở nên dữ tợn. Dương Diệp, Phượng Tình Vũ giống như thú hoang, tiếng rít gào vang vọng khắp Thiên Vũ giới. Chuyện Dương Diệp dẫn dắt 2.000 học sinh thư viện Bạch Lộc đánh vào Thiên Vũ Tông đang nhanh chóng lan tràn ra khắp Trung Thổ Thần Châu giống như ôn dịch. Tất cả Trung Thổ Thần Châu sôi trào. Cho dù Thiên Vũ Tông đã xuống dốc, nhưng dù gì cũng là thế lực cấp toàn thạch. Bọn họ vẫn phải có nội tình, mà quan trọng nhất là Dương Diệp chỉ là bán thánh, hắn dẫn theo những học sinh thư viện Bạch Lộc có thể nói là tàn binh bại tướng cũng không quá đáng. Nhưng chỉ như vậy, bọn họ lại đánh lên Thiên Vũ Tông. Đồng thời giết gần 1 vạn đệ tử Thiên Vũ Tông, ngoài ra, những vật đáng tiền trong huyền bảo các, huyền kỳ các, dược liệu các bên trong Thiên Vũ Tông cũng gần như bị cướp sạch sẽ. Quan trọng nhất là cuối cùng bọn họ còn nghênh ngang rời đi. Chấm. Một trận chiến này làm cho tất cả Trung Thổ người Thần Châu đều nhớ kỹ một cái tên, đó chính là Dương Diệp. Bởi vì mỗi lần Dương Diệp giết người đều sẽ biến thành mưa máu, hơn nữa còn cầm hung kiếm, theo người ngoài thì việc hắn làm không khác bị điên. Bởi vậy, rất nhiều người của Trung Thổ Thần Châu biết chuyện đã đặt cho Dương Diệp một biệt hiệu, Phong Kiếm Dương Diệp. Bất kể như thế nào, một trận chiến này đã làm cho người đời không thể không một lần nữa nhìn nhận lại Thư viện Bạch Lộc. Trước đó, Thư viện Bạch Lộc ở trong mắt mọi người đã có kết cục được định trước. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp phái liên thủ,
thư viện Bạch Lộc căn bản không có khả năng xoay người. Nhưng bây giờ, mọi người không thể không một lần nữa xem kỹ lại vấn đề này. Không vì cái khác, đơn giản là thư viện Bạch Lộc có phong kiếm Dương Diệp. Bán đế, đây là lực lượng cao nhất của linh giới trước mắt. Nhưng cũng không phải mạnh nhất, thật sự mạnh mẽ là những yêu nghiệt trên võ bảng. Có lẽ một ít yêu nghiệt phía trên kia chỉ là bán thánh, ví dụ như Dương Diệp, nhưng bọn họ lại có thực lực có thể chém được bán đế. Còn có một điểm nữa, ví dụ như những thiên tài siêu cấp trước 10 thậm chí có thể chém cả đế giả. Nói tóm lại, Dương Diệp xuất hiện làm cho mọi người cảm thấy thư viện Bạch Lộc có lẽ còn có cơ hội. Bạch Lộ giới. Lúc này vô số người trong Bạch Lộ giới đang hoan hô ầm ĩ. Bởi vì người của Bạch Lộ giới lúc này đều đã biết chuyện Dương Diệp dẫn theo mọi người đánh lén Thiên Vũ Tông. Dương Diệp cùng đám người Tử Nam làm tốt lắm, tốt. Ngày hôm nay là ngày ta thấy hả giận nhất trong mấy tháng qua. Đi, chúng ta đi uống hai chén thôi. Tiêu diệt gần vạn người của Thiên Vũ Tông, cướp đi rất nhiều bảo bối của Thiên Vũ Tông, ha ha. Vui sướng, thật sự quá vui sướng. Thật sự muốn cùng bọn họ xông lên Thiên Vũ Tông. Ta rất muốn làm vậy. A, à, người quỷ kêu cái gì? Sau này còn nhiều cơ hội. Ta tin tưởng ngày đó sẽ tới rất nhanh thôi. Xông lên Thiên Vũ Tông thì tính là cái gì? Sau này lão tử phải xông lên Mạc gia, giết sạch những thế gia cổ xưa kia, để bọn họ biết thư viện Bạch Lộc chúng ta cho dù có tách ra nhưng cũng không phải ai muốn bắt nạt là có thể bắt nạt được. Xông lên Thiên Vũ Tông. Xông lên Mạc gia. Trong Hạo Khí Điện. Trong điện chỉ có ba người là Tiêu Biệt Ly, Tiêu Linh và Tô Sĩ Hà. Tiểu tử này đúng là điên cuồng. Tô Sĩ Hà đột nhiên trách cứ. Hắn lấy tính mạng của tất cả học sinh ra làm loạn à. Mặc dù trách cứ, nhưng trên mặt hắn vẫn tươi cười, trong giọng nói cũng hoàn toàn không lộ vẻ trách cứ, trái lại giống như đang khen ngợi vậy. Tiêu Linh liếc nhìn Tô Sĩ Hà, sau đó cười nói. Cho dù lần này hắn quá điên cuồng, nhưng không thể không nói. Trận chiến này đã làm cho trung thổ người Thần Châu phải nhìn thư viện Bạch Lộc chúng ta với con mắt khác. Hơn nữa, còn khiến tinh thần của chúng ta phấn chấn. Ngươi nghe thử xem, đám học trò trong thành bây giờ đều đang kêu muốn xông lên Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Tiếu Linh cùng Tô Sĩ Hà, sau đó gượng cười nói. Tiểu tử này thật sự không làm cho người ta bớt lo. Mà thôi, đừng nói tới chuyện bên ngoài nữa. Cho dù là ở đây. Lão Phu có khả năng cũng không quản được hắn, còn đi theo hắn làm ầm ĩ đấy. Lấy sự tàn nhẫn cùng vô sỉ của tiểu tử này, hắn nhất định sẽ không chịu thiệt đâu. Tiêu Linh mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói. Chúng ta phải đề phòng cẩn thận hơn, bởi vì Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp gia rất có khả năng sẽ trực tiếp ra tay. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, nói. Truyền lệnh xuống, toàn thành vẫn phải đề phòng. Còn nữa, truyền âm cho tiểu tử kia. Bảo hắn cùng với đám học trò kia ở bên ngoài phải cẩn thận một chút. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó xoay người lui ra ngoài. Phong kiếm, ha ha, danh hiệu này thật ra cũng xứng với tiểu tử kia. Chấm chấm chấm. Trên đế vân hạm. Sau khi rời khỏi Thiên Vũ Tông, đám người Dương Diệp trực tiếp phát động tốc độ của đế vân hạm đến mức cao nhất. Lúc này, cho dù là một bán đế cũng đừng mong dễ dàng đuổi kịp bọn họ. Chết 221 tên bán thánh trở lên, bởi vì không có dưới bán thánh tham gia chiến đấu, nên chỉ chết 32 người. Trên vân hạm, Thu Vân trầm giọng nói. Mọi người ở đó im lặng. Cho dù bọn họ tổn thất như vậy vẫn tính là rất nhỏ, nhưng những người chết đi đều là bạn bè của bọn họ, thậm chí có vài người còn là người thân của bọn họ. Lúc này, Thu Vân lại nói. Chúng ta lấy trả giá nhỏ như vậy khiến Thiên Vũ Tông tổn thất nghiêm trọng. Nói cho cùng vẫn là chúng ta có lời lớn. Dương Diệp nhìn về phía Thu Vân, nói. Ghi nhớ kỹ tên những người đã chết, sau này gia tộc cùng người nhà của những người này sẽ thư viện Bạch Lộc chú ý chiếu cố. Thu Vân khẽ gật đầu. Nói một chút về thu hoạch lần này đi. Dương Diệp nói. Thu Vân nói. Ta tính toán sơ qua, lần này, tổng cộng giá trị các loại huyền kỹ, huyền bảo, khoáng thạch, linh thảo chúng ta nhận được. Ít nhất cũng tương đương với 5 vạn viên tử tinh thạch trở lên. 5 vạn. Nghe thấy Thu Vân nói vậy, tất cả mọi người ở đó lập tức hít một hơi thật sâu. 5 vạn viên tử tinh thạch, đó là khái niệm gì chứ? Có thể nói tất cả mọi người ở đây có kiếm cả đời, cũng không có khả năng kiếm được nhiều tử tinh thạch như vậy.
cho dù là thư viện Bạch Lộc bây giờ cũng không có khả năng thoáng cái lấy ra được 5 vạn viên tử tinh thạch đâu. Tất cả mọi người ở đó lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Thu Vân cười gượng nói. Cho dù giá trị thấp nhất là 5 vạn trở lên, nhưng bán ra ngoài thế nào lại là một vấn đề. Cứ giao cho ta. Dương Diệp nói, hắn quen biết Bạch Tương Giao, lấy thực lực của Thương hội Vân Minh mà phải nuốt vào mấy thứ này, chắc hẳn chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi có nguồn tiêu thụ sao? Thu Vân nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói. Ngươi lấy ra mấy thứ kia và để mọi người chọn trước một cái. Ví dụ như những huyền bảo kia, mọi người thấy cái nào thích hợp có thể mua. Nhớ kỹ, là mua. Đợi sau khi bán xong, từ mọi người chắc hẳn sẽ phải trừ vào trong số tử tinh thạch. Về phần bán bao nhiêu thì Thu Vân ngươi tới quyết định. Ngươi nói là chia những tử tinh thạch cho mọi người sao? Thu Vân kinh ngạc nói. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc nhìn về phía Dương Diệp. Nếu không thì sao? Dương Diệp hỏi ngược lại. Thu Vân ngẩn người, sau đó nói. Nhưng mấy thứ này, thật ra, đều là ngươi, bởi vì nếu như không có ngươi, chúng ta đã sớm chết. Lần này không có ngươi, chúng ta cũng không có khả năng sống sót đi ra, ta. Dương Diệp khoát tay áo, nói. Ta hiểu rõ ý của ngươi. Ta muốn nói cho mọi người biết, bây giờ chúng ta ở trên một con thuyền, có nạn cùng chịu, có phúc thì tất nhiên cùng hưởng. Mấy thứ này đều do mọi người liều mạng kiếm được, mà không phải chỉ một mình Dương Diệp ta kiếm được. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, tất cả mọi người ở đó nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt có thêm một cảm xúc khác, đó là tin tưởng và nghe theo. Phải biết rằng, nếu như Dương Diệp muốn độc chiếm mấy thứ này, thật ra không người nào dám phản kháng. Bởi vì nếu như không có Dương Diệp, bọn họ thậm chí cũng không dám đi tới Thiên Vũ Tông. Nhưng, hắn tuyệt đối không làm vậy. Cho dù Dương Diệp tàn nhẫn, bá đạo, duy nhất mình ta độc tôn, nhưng một khi hắn xem ngươi là người một nhà, hắn sẽ không bạc đãi người, không biết vứt bỏ ngươi, cũng sẽ không ích kỷ. Thái độ của hắn đối với người thế nào được quyết định bởi người đối với hắn ra sao? Dương Diệp không để ý tới mọi người nữa, hắn xoay người nhìn về phía chân trời. Chìm vào trong suy nghĩ. Trước đó vì sao ngươi không trực tiếp gọi ra những con rối thánh giả cao cấp vậy? Lúc này, Tử Nam đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp hỏi. Bởi vì nếu làm như vậy, chúng ta có khả năng sẽ không ra được. Lúc này, Thu Vân đi tới bên cạnh hai người nói. Vì sao? Tử Nam không hiểu. Thu Vân giải thích. Nếu như thực lực của chúng ta chênh lệch quá xa với Thiên Vũ Tông, sẽ làm các nàng cảm thấy hoàn toàn không có khả năng thắng được, người nói các nàng sẽ làm như thế nào? Tử Nam suy nghĩ một lát thì biến sắc, nói. Các nàng sẽ gọi lão tổ. Thu Vân khẽ gật đầu, nói. 100 thánh giả cao cấp cộng thêm Dương Diệp có thể so sánh với bán đế, các nàng căn bản không có cách nào chống lại. Dưới tình huống đó, các nàng chỉ có một con đường, chính là gọi lão tổ. Mà một khi ép các nàng gọi lão tổ, chúng ta đừng nói giết người cướp đồ, có thể sống sót đi ra hay không, cũng là một vấn đề. Dương Diệp liếc nhìn Thu Vân và khẽ gật đầu. Thật ra, trước đó hắn có thể trực tiếp gọi ra con rối bán đế, còn 100 con rối còn lại. Nhưng hắn tuyệt đối không làm như thế. Vì sao? Vì hắn sợ những người của Thiên Vũ Tông gọi lão tổ xuống. Một khi đế giả hạ xuống, bọn họ có khả năng thật sự sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu như chỉ có 50 thánh giả cao cấp, người của Thiên Vũ Tông chắc chắn sẽ không gọi lão tổ, cho dù hắn không biết gọi lão tổ phải trả giá lớn tới mức nào, nhưng chắc chắn rất lớn. Trước đây khi hắn tàn sát Thiên Vũ Tông, đối phương cũng không có gọi lão tổ, điều này đủ để chứng minh cái giá để gọi là rất lớn. Nghe thấy Thu Vân nói vậy, Tử Nam khẽ gật đầu, nói. Ta đã hiểu. Chúng ta đến Thiên Đô Thành rồi. Lúc này, Thu Vân đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Thu Vân. Thu Vân bấm tay bắn ra, 10 cái nhẫn chứa đồ đã xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Đây là đồ trước đó đánh cướp được ở Thiên Vũ Tông. Dương Diệp nói, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi mở ra trận pháp ẩn thân của Đế Vân Hạp. Nếu có gì bất ngờ thì lập tức báo cho ta biết. Hai người gật đầu, thân hình của Dương Diệp thoáng động và biến mất khỏi Đế Vân Hạp. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Lúc này, Tử Nam bỗng nhiên nói. Không phải một người lãnh đạo đạt tiêu chuẩn. Thu Vân nói. Tử Nam im lặng.
Lúc này, Thu Vân lại nói. Nhưng lại là người lãnh đạo chúng ta cần nhất lúc này. Lúc này chúng ta cần phải có một người lãnh đạo trấn áp cục diện, dám đánh dám xông pha. Hắn chính là người như vậy. Chỉ có điều, chúng ta có thể sẽ nguy hiểm. Tử Nam. Dương Diệp len lén lẻn vào Thiên Đô Thành, sau đó hắn lao thẳng đến Thương hội Vân Minh. Hắn không công khai tiến vào trong, mà len lén lẻn vào Thương hội Vân Minh. Lúc này, nếu hắn công khai tiến vào Thương hội Vân Minh, chính là gây phiền toái cho Bạch Tương Giao, cũng gây phiền toái cho chính hắn. Sau khi dùng thần thức đảo qua, Dương Diệp nhanh chóng phát hiện ra gian phòng của Bạch Tương Giao, khi hắn đi tới gian phòng của nàng, vẻ mặt lại biến đổi. Bởi vì ở bên trong gian phòng của Bạch Tương Giao không ngờ lại có một bán đế. Tương Giao, ngươi thật quá to gan, tự nhiên cho mượn đế vân hạm. Hơn nữa còn cho người điên Dương Diệp này mượn, ngươi cũng biết, bây giờ cường giả của Mạc Gia, Pháp Phái và Thiên Vũ Tông đều tìm đến cha ngươi, hỏi Bạch Gia ta có phải muốn đối địch với bọn họ hay không. Trừ bọn họ ra, những tên khốn kiếp Lý Gia cùng Phạm Gia trong thương hội cũng tới tìm ta gây phiền phức, nói chúng ta làm liên lụy tới thương hội Vân Minh. Một giọng nói từ trong phòng truyền ra. Phụ thân của Bạch Tương Giao sao? Ngoài phòng, Dương Diệp khẽ nhíu mày. Trong phòng, Bạch Tương Giao trầm giọng nói. Đế Vân Hạm là của Bạch Gia chúng ta, có liên quan gì với Lý Gia và Phạm Gia chứ? Ta cũng cho là như vậy. Phụ thân Bạch Tương Giao tức giận nói. Nhưng có cách nào chứ? Bởi vì bây giờ chúng ta quả thật đã làm ảnh hưởng đến thương hội. Mạc Gia đã nói, nếu như chúng ta không thu về Đế Vân Hạm, phủi sạch quan hệ cùng Dương Diệp, ngày sau, thương hội Vân Minh tốt nhất không nên xuất hiện ở trong phạm vi thế lực của bọn họ, nếu không có bao nhiêu, bọn họ giết bấy nhiêu. Khinh người quá đáng. Bạch Tương Giao tức giận nói. Lẽ nào thương hội Vân Minh chúng ta có thể mặc cho Mạc Gia uy hiếp sao? Chúng ta là người làm ăn, làm chuyện gì cũng phải xem giá trị. Ngươi nói Dương Diệp này đáng để chúng ta vì hắn mà đắc tội Mạc Gia sao? Theo thương hội, hoàn toàn không đáng giá. Dương Diệp có thiên phú không tệ, nhưng vậy thì thế nào? Hắn dù sao cũng chỉ là một người. Về phần thư viện Bạch Lộc bây giờ đã tàn phế. Bọn họ muốn quật khởi, trừ khi Phong Khinh Ý trở về, cộng thêm Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông, Pháp Phái có thể buông tha thì bọn họ mới có thể quật khởi. Nhưng có thể có chuyện này sao? Bạch Tương Giao phụ thân nói. Phụ thân muốn nói gì? Bạch Tương Giao nói. Ta biết, ngươi nhất định có biện pháp liên hệ với tiểu tử Dương Diệp kia. Bây giờ ngươi nhanh chóng gọi hắn tới đây. Phụ thân muốn bắt lấy hắn, sau đó hắn giao cho Mạc Gia sao? Bạch Tương Giao nói. Phụ thân của ngươi không có ngu như vậy. Dương Diệp này mặc dù chỉ là một bán thánh, nhưng lại có tiềm lực rất lớn. Chẳng may hắn không chết, ta có thể trêu chọc cho Bạch Gia chúng ta một cường giả siêu cấp trong tương lai. Ta bảo ngươi gọi hắn tới chỉ muốn bảo hắn trả đế vân hạm lại cho chúng ta. Sau đó, ngươi tuyên bố phủi sạch quan hệ với hắn, xem như cũng vượt qua được chuyện này. Bạch Tương Giao im lặng một lát mới nói. Ta không có cách nào liên hệ với hắn. Tương Giao, có phải ngươi thích tiểu tử kia hay không? Lúc này, phụ thân Bạch Tương Giao bỗng nhiên nói. Phụ thân nói bậy bạ gì đó. Trong giọng nói của Bạch Tương Giao có phần tức giận. Ngươi không thích là được, tiểu tử này chính là một người điên, hắn tới Bạch Gia chúng ta, cho dù không sỉ nhục Bạch Gia chúng ta, nhưng Bạch Gia ta nhưng không chịu nổi hắn lăn qua lăn lại đâu. Bạch Tương Giao. Được rồi, nhà đầu nhanh gọi hắn tới, bảo hắn trả đế vân hạm lại cho chúng ta đi. Cho dù ngươi không vì phụ thân của ngươi, cũng phải suy nghĩ cho Bạch Gia chúng ta chứ. Bạch Tương Giao im lặng. Bạch quản sự, đã gây phiền toái cho ngươi rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Dương Diệp đột nhiên vang lên trong không trung. Dương Diệp xuất hiện ở bên trong gian phòng, trong đó ngoại trừ Bạch Tương Giao ra còn có một người trung niên mặc áo bào sang trọng, dáng vẻ có mấy phần tương tự với Bạch Tương Giao. Không cần phải nói, đây chính là phụ thân của Bạch Tương Giao. Dương công tử. Trong mắt Bạch Tương Giao có phần kinh ngạc, rõ ràng, nàng không ngờ Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt của người trung niên cũng nhìn Dương Diệp, không ngừng quan sát hắn. Dương Diệp khẽ gật đầu với Bạch Tương Giao, nói. Xin lỗi, không ngờ đã liên lụy tới Bạch quản sự. Hắn không ngờ được Thiên Vũ Tông cùng Mạc Gia lại biết về Đế Vân Hạm, đồng thời còn điều tra ra được Đế Vân Hạm này là do Bạch Tương Giao cho hắn mượn. Tuy nhiên cũng đúng, hắn nhiều lần xuất hiện ở Thiên Đô Thành,
từng có vài lần lui tới cùng Bạch Tương Giao, lấy thực lực của Mạc gia muốn điều tra ra được Bạch Tương Giao cũng là chuyện bình thường. Là do ta sơ sót. Bạch Tương Giao nói, nàng cũng không ngờ được Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông điều tra ra được tới nàng, đồng thời còn tạo áp lực cho Bạch gia. Tiểu tử, ngươi không sợ ta bắt ngươi, đi ra hô cho Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông sao? Phải biết rằng Thiên Vũ Tông lúc này chỉ hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi thôi. Người trung niên mặc áo bào sang trọng đột nhiên rên nói. Có lợi cho ngươi sao? Dương Diệp hỏi ngược. Tại sao lại không có lợi chứ? Nếu như bắt ngươi, Thiên Vũ Tông cùng Mạc gia nhất định sẽ qua lại thân thiết cục Bạch gia ta. Sau này Bạch gia ta cùng bọn họ làm ăn buôn bán, nhất định sẽ có rất nhiều lợi ích. Người trung niên mặc áo bào sang trọng nói. Ta sợ ngươi không có mạng để hưởng thụ những cái lợi này thôi. Dương Diệp nhìn thẳng vào người trung niên mặc áo bào sang trọng và nói. Người trung niên mặc áo bào sang trọng nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Không hổ danh là người từng tiêu diệt bán đế, lấy thực lực của bán thánh ở trước mặt bán đế cũng không hề sợ hãi. Được lắm, ta cũng không nhiều lời vô ích. Lão Phu không có hứng thú tham dự vào những chuyện tệ hại giữa Thư viện Bạch Lộc ngươi cùng Mạc Gia và Thiên Vũ Tông. Ngươi trả lại đế vân hạm, sau này hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Không trả. Dương Diệp quyết đoán nói. Người trung niên mặc áo bào sang trọng sửng sốt, sau đó nói. Tiểu tử ngươi có phải muốn chơi xấu không? Dương Diệp liếc nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Bạch Tương Giao, nói. Bạch cô nương, thật xin lỗi vì đã liên lụy tới ngươi, đợi lát nữa ta sẽ cho người đưa đế vân hạm tới. Cho dù đế vân hạm vô cùng quan trọng với hắn, nhưng hắn vẫn phải trả lại cho Bạch Tương Giao. Hắn có thể vô sỉ, có thể hạ lưu, có thể không biết xấu hổ với kẻ địch. Nhưng đối bằng hữu mình cũng làm vậy, thì làm người cũng không có ý nghĩa gì nữa. Dương Diệp đã xem Bạch Tương Giao làm bằng hữu, nên không thể làm vậy được. Tạm thời không cần trả lại. Lúc này, Bạch Tương Giao bỗng nhiên nói. Dương Diệp cùng này người trung niên mặc áo bào sang trọng đều sửng sốt. Người trung niên mặc áo bào sang trọng vội vàng nói. Nhà đầu, người nói bậy bạ gì đó. Bạch Tương Giao hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói. Phụ thân, đế vân hạm này là của ta có quyền cho người khác mượn. Đó là đồ cưới ta cho ngươi trước khi lập gia đình. Người trung niên mặc áo bào sang trọng trầm giọng nói. Vậy không phải bây giờ nó là của ta sao? Bạch Tương Giao nói. Ngươi, người trung niên mặc áo bào sang trọng chán nản. Lúc này, Dương Diệp nói. Bạch cô nương, không cần thiết phải làm như vậy đâu. Cho dù không có đế vân hạm, ta vẫn có thể dẫn theo học sinh của thư viện trở lại thư viện Bạch Lộc. Xem như tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Người trung niên mặc áo bào sang trọng trừng mắt với Dương Diệp nói. Bạch Tương Giao khẽ lắc đầu, nói. Nhưng ta tin tưởng có đế vân hạm, ngươi có thể làm được rất nhiều chuyện. Chuyện này ta đã quyết định rồi, nếu như ngươi vẫn xem ta là bằng hữu thì đừng nói nữa. Nhà đầu, ngươi muốn hãm hại phụ thân đúng không? Người trung niên mặc áo bào sang trọng nói. Bạch Tương Giao nhìn về phía người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói. Phụ thân, đế vân hạm là của Bạch gia ta, cho ai mượn là tự do của chúng ta, dựa vào cái gì mà người của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông tới khoa tay múa chân? Còn cả Lý gia cùng Phạm gia nữa. Chuyện này có liên quan gì với bọn họ chứ? Nếu như bọn họ nói Bạch gia chúng ta liên lụy tới thương hội, vậy thì tốt thôi, Bạch gia ta rời khỏi thương hội Vân Minh đi. Rời khỏi thương hội Vân Minh. Sắc mặt của người trung niên thoáng biến đổi, một lát sau, hắn cười gượng, nói. Ngươi và nhị nha đầu thật giống nhau, động một chút là đòi rời khỏi thương hội. Bây giờ thương hội đã sớm không có hòa hợp như năm đó. Những lão bất tử bên trong thương hội kia trừ lục đục với nhau ra, còn có thể làm gì nữa? Nếu tiếp tục ở lại sẽ chỉ càng bất lợi cho Bạch gia chúng ta mà thôi. Bạch Tương Giao nói. Ngươi đừng nói lảng sang chuyện khác, chuyện của thương hội chờ sau này sẽ xử lý thỏa đáng là được. Ngươi yên tâm đi, phụ thân ngươi không phải LSG loại người mềm yếu. Người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói. Bây giờ, chúng ta nên nói chuyện đế vân hạm cùng tiểu tử này. Không có gì để nói cả, ta đã cho mượn rồi. Thái độ của Bạch Tương Giao rất kiên quyết. Người trung niên mặc áo bào sang trọng nói. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp cùng Bạch Tương Giao đều sửng sốt,
người này lại thay đổi chủ ý à? Dường như biết suy nghĩ của hai người, người trung niên mặc áo bào sang trọng nói. Biết vì sao ta đột nhiên thay đổi chủ ý không? Bởi vì tiểu tử này biết suy nghĩ thay cho ngươi, điều này chứng minh tiểu tử này không phải là một người vô tình cùng ích kỷ. Nói thực thế một chút, tiểu tử này có tiềm lực rất lớn, sau này có lẽ có thể giúp Bạch gia ta. Đương nhiên, nếu như hắn là một người vô tình cùng ích kỷ, cho dù hắn tiềm lực lớn hơn nữa, ta cũng sẽ không tán thành. Theo cách nói của lão tổ tông, đầu tư cho một người thì trước hết phải xem đức tính, phải nhìn tiềm lực. Nhưng Mạc gia cùng Thiên Vũ tông, Bạch Tương Giao khẽ nói, bọn họ không làm gì được ta. Người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói, nhiều lắm chỉ không buôn bán trong phạm vi thế lực của bọn họ mà thôi. Về phần bên trong thương hội, bọn họ còn dám bãi miễn ta sao? Cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám. Người suy nghĩ nhiều rồi. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Người trung niên mặc áo bào sang trọng xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói. Người cảm thấy mình rất mạnh, đúng không? Còn tạm được. Dương Diệp nói. Người cho rằng trước đó ta không phát hiện ra người sao? Người trung niên mặc áo bào sang trọng lại nói. Dương Diệp liếc nhìn người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói. Phát hiện ra thì sao? Người trung niên mặc áo bào sang trọng nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Hôm nào có thời gian, chúng ta một đầu một, ta sẽ cho ngươi biết, không phải tất cả bán đế đều yếu như kẻ ở trong Thiên Vũ Tông kia. Giống như người mặc dù là bán thánh nhưng cũng không phải tất cả bán thánh đều mạnh như người. Trong bán đế cũng có phân chia mạnh và yếu. Người trung niên mặc áo bào sang trọng nói xong, hừ hừ hai tiếng và sau đó xoay người rời khỏi phòng. Dương Diệp. Dương công tử tới tìm ta có việc gì sao? Lúc này, Bạch Tương Giao đột nhiên hỏi. Bạch Tương Giao hỏi. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói. Sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi chứ? Bạch Tương Giao khẽ lắc đầu, nói. Thương hội Vân Minh ta thu đồ, chưa bao giờ xem lai lịch của chúng. Ngươi chờ ta xem thử có những gì, sau đó sẽ định giá cho ngươi. Nàng tránh qua một bên. Tiểu tử, ngươi đi ra đây hàn huyên một chút. Lúc này, giọng nói của người trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Dương Diệp hơi do dự, sau đó xoay người ra khỏi phòng. Bạch Tương Giao liếc nhìn Dương Diệp đi ra ngoài thì trầm ngâm một lát, sau đó cầm lấy một chiếc nhẫn chứa đồ lại bắt đầu kiểm tra. Ngoài phòng, tiền bối có việc. Dương Diệp đi tới bên cạnh người trung niên mặc áo bào sang trọng, nói. Thư viện Bạch Lộc bây giờ chính là cục diện phải chết. Ngươi có hứng thú tới Bạch gia ta không? Yên tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng, ta sẽ tới giải quyết chuyện của Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông bên kia. Người trung niên nói. Ta tới, ngươi thật sự sẽ thu nhận sao? Dương Diệp hỏi ngược. Người trung niên im lặng một lát, sau đó cười nói. Quả thật, nếu như bây giờ ngươi vứt bỏ thư viện Bạch Lộc, lão phu thật sự không dám thu ngươi. Ta sẽ không làm chuyện nuôi bạch nhãn lang này. Nói đến đây, người trung niên nghiêm mặt nói. Thành thật mà nói. Tình cảnh của thư viện Bạch Lộc bây giờ đã có thể nói là đường cùng rồi. Ít nhất trong mắt của ta thấy các ngươi không có khả năng lật ngược tình thế. Ngươi có tính toán gì không? Còn có thể làm sao nữa? Bọn họ muốn giết chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể giết chết bọn họ. Dương Diệp nói. Nếu như Mạc gia thật sự muốn liều mạng, cho dù thư viện Bạch Lộc ngươi không tách ra cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Người trung niên nói. Tiền bối muốn trợ giúp thư viện Bạch Lộc ta sao? Dương Diệp hỏi ngược. Ngươi đừng dụ ta. Người trung niên nói. Bạch gia ta tuyệt đối sẽ không dính dáng đến ân oán giữa các ngươi cùng Mạc gia và Thiên Vũ Tông. Chẳng qua ta chỉ tò mò, không biết sau này ngươi dự định thế nào. Dương Diệp nói. Không có dự tính gì cả, chiến đấu tới cùng thôi. Người trung niên liếc nhìn Dương Diệp và muốn nói gì đó, chợt thấy Bạch Tương Giao đi ra, nàng liếc mắt nhìn hai người. Sau đó đi tới trước mặt Dương Diệp nói. Ta đoán, vật phẩm bên trong 10 cái nhẫn chứa đồ này giá trị gần 5 vạn viên tử tinh thạch, nhưng nếu như ngươi không bán một lần, mà để cho chúng ta bán đấu giá, đến lúc đó có khả năng bán ra 6 vạn, thậm chí là 7 vạn viên tử tinh thạch. Tuy nhiên nếu bán đấu giá thì chúng ta sẽ lấy tiền thù lao, đến lúc đó thương hội sẽ lấy khoảng 5.000 viên tử tinh thạch. Nhà đầu nhà ngươi, làm gì có người nào kinh doanh như ngươi chứ? Người trung niên cười gượng nói.
thế là tiết lộ hết tất cả cho hắn rồi còn gì. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta không nhiều thời gian để chờ bán đấu giá. Vậy ta trực tiếp đưa cho ngươi 5 vạn viên tử tinh thạch vậy. Bạch Tương Giao nói. Tuy nhiên làm vậy thì ngươi sẽ thiệt rất nhiều. Dương Diệp nói. Thiệt thì thiệt, dù sao với ta như vậy đã có lời rồi. Bạch Tương Giao mỉm cười, nói. Chuyện này với ta cũng là một khoản làm ăn lớn, lần này tính toán thành tích, chắc hẳn không người có thể vượt qua ta rồi. Nàng xoay người rời đi, chỉ trong giây lát đã trở về, sau đó nàng bấm tay bắn ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không xem đã thu vào, sau đó nói. Tiền bối, Bạch cô nương, ta còn tương đối nhiều việc nên đành cáo từ trước. Sau đó có đồ mới đều có thể tới đây, không quan tâm có bao nhiêu, chúng ta đều sẽ nhận hết. Người trung niên cười hì hì nói. Bạch Tương Giao trừng mắt với người trung niên, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Phải cẩn thận đấy. Sau này còn gặp lại. Dương Diệp nói xong cũng không dừng lại, lập tức biến mất. Bạch Tương Giao nhìn về phía xa và nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Nhà đầu, có phải ngươi coi trọng tiểu tử này đúng không? Người trung niên bỗng nhiên nói. Nghe vậy, trên mặt Bạch Tương Giao hiện ra sự tức giận nói. Phụ thân nói bậy bạ gì đó. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Người trung niên lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói. Thật tốt, nếu ngươi thật sự thích người này, vậy cả đời phụ thân cũng không thể yên tâm được. Ta xem như đã phát hiện ra, tiểu tử này chính là một người điên, cũng chỉ có hai thế lực U Minh Điện cùng tà phái mới dám tiếp nhận được cái điên của hắn. Chấm chấm chấm. Dương Diệp vừa trở lại Đế Vân Hạm, Thu Vân cùng Tử Nam đã vội vàng nghênh đón, vẻ mặt hai người đều vô cùng nghiêm trọng. Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông còn có pháp phái đã bắt đầu tấn công thành. Thu Vân trầm giọng nói. Nghe vậy, hai mắt Dương Diệp lập tức híp lại. Trên Đế Vận Hạm, ba gã bán đế của Mạc gia, còn có Lý Lão Quải của pháp phái lúc này đang ở ngoài Bạch Lộ Thành công thành. Ngoài ra, bọn họ còn tập trung gần 500 tên thánh giả cao cấp, cùng với hơn 2.000 thánh giả bình thường. Có thể nói ngoại trừ Mạc gia ra, tất cả tinh nhuệ của pháp phái cùng Thiên Vũ Tông đều đã được phái ra. Thu Vân trầm giọng nói, Bạch Lộ Thành có thể kiên trì được bao lâu? Dương Diệp hỏi, có đại trận canh gác, cộng thêm viện trưởng và tiêu phó viện trưởng ở đó, chắc hẳn có thể kiên trì được 1-2 canh giờ. Thu Vân nói, thành bị phá thì thư viện có thể gọi tổ không? Dương Diệp lại hỏi, nếu đến lúc đó, thư viện sẽ diệt vong. Thu Vân nói, người có lẽ không biết, gọi tổ xuống sẽ phải trả một cái giá cực lớn. Đầu tiên, thế giới này không chịu nổi đế giả, bởi vậy đế giả hạ xuống thì cũng có nghĩa là thiên phạt xuất hiện. Thứ hai, gọi tổ cần rất nhiều huyền khí, gần như lấy hết lượng huyền khí của tất cả mọi người có đủ. Nói cách khác, gọi tổ coi như là sử dụng tất cả huyền khí của mọi người để đổi lấy một vị đế giả xuống. Nói đến đây, giọng nói chi của Phương Vân nặng nề lên. Hơn nữa, đế giả tồn tại trên thế gian tối đa cũng chỉ có tác dụng trong một khắc, nếu như trong vòng một khắc hắn không diệt được tất cả mọi người, như vậy chờ đợi chúng ta chính là diệt vong thật sự. Bởi vì khi đó, sợ rằng người của thư viện chúng ta đã hoàn toàn không có sức lực chống lại nữa. Không trách được Thiên Vũ Tông không dám tùy ý gọi tổ. Dương Diệp nói, nếu như Thiên Vũ Tông gọi tổ, cho dù giết chết bọn họ, nhưng nếu như thế lực khác đột nhiên đánh lén Thiên Vũ Tông, vậy Thiên Vũ Tông chắc hẳn sẽ biến mất khỏi Trung Thổ Thần Châu. Gọi tổ, nói cho cùng lại tương đương với đồng quy vu tận, không phải vạn bất đắc dĩ thì không có thế lực nào bằng lòng làm như thế. Thiên Vũ Tông cũng vậy, Thư viện Bạch Lộc cũng vậy. Bây giờ, chúng ta làm thế nào? Thu Vân nhìn về phía Dương Diệp. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn về Dương Diệp. Dương Diệp liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đó, sau đó nói. Bây giờ, các ngươi có hai lựa chọn. Một là rời khỏi Trung Thổ Thần Châu và đi tới địa phương khác, giữ lại chút nhân mạch cho Thư viện. Hai là theo ta trở về, cùng tiến cùng lùi với Thư viện. Bất kể là lựa chọn nào cũng là vì thư viện, không khác nhau. Ta dĩ nhiên muốn đi về. Tử Nam nói. Thu Vân cũng khẽ gật đầu, nói. Cái gọi là nhân mạch, thành thật mà nói, không có thư viện Bạch Lộc, bảo chúng ta lập lại thư viện sao? Đừng có nói đùa, khi đó sợ rằng mỗi ngày chúng ta đều phải trốn đông trốn tây, ai còn muốn sống những ngày tháng như vậy chứ? Hơn nữa,
Bây giờ đang là lúc thư viện cần người, chúng ta làm sao có thể rời đi được? Tử Nam khẽ gật đầu, nói. Nói rất đúng, nếu như chúng ta chạy trốn, nếu như thư viện thắng thì đến lúc đó, chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp những huynh đệ tỉ muội trong thư viện nữa? Về thư viện, cùng tiến cùng lùi, cùng sống chết với thư viện. Đúng, cùng tiến cùng lùi, cùng sống chết. Tất cả mọi người ở đó đều tỏ thái độ, không có người nào lựa chọn rời khỏi Trung Thổ Thần Châu. Dương Diệp liếc mắt nhìn mọi người, sau đó bấm tay bắn ra. Một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Thu Vân, nói. Bên trong là 5 vạn viên tử tinh thạch, chia hết đi. Cầm 1 vạn chia cho mọi người là được. Lúc này, Tử Nam bỗng nhiên nói. Vì sao? Dương Diệp nhìn về phía Tử Nam. Tử Nam khẽ chà chà vào Đế Vân Hạm, nói. Các ngươi chắc hẳn cũng biết rõ ràng thứ này tiêu hao tử tinh thạch rất lớn, chúng ta cũng không thể cứ để ngươi bỏ tử tinh thạch ra được. Còn nữa, Đế Vân Hạm này không chỉ có tốc độ nhanh, nó còn có trận pháp công kích. Chỉ cần có đầy đủ tử tinh thạch, nó có thể đối đầu với một bán đế. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là tử tinh thạch phải đủ. Bởi vì mỗi lần khởi động trận pháp thì ít nhất cần phải có 1.000 viên tử tinh thạch. 1.000 viên tử tinh thạch. Khóe mắt Dương Diệp khẽ giật. 1.000 viên tử tinh thạch à? Đế Vân Hạm này đúng là một thứ đốt tiền. Dương Diệp nhìn mọi người, sau đó nói. Theo lời Tử Nam nói, lấy ra 1 vạn viên tử tinh thạch chia ra. Tất cả tử tinh thạch còn lại ở lại dùng để duy trì Đế Vân Hạm. Các ngươi không có ý kiến chứ? Không có ý kiến. Mọi người liền vội vàng lắc đầu tỏ thái độ. Vào lúc này, nếu ai còn ích kỷ thì thật sự là muốn chết. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Nam nói. Ngươi tới điều khiển Đế Vân Hạm, đừng tiếc tử tinh thạch, tốn bao nhiêu, sau này chúng ta tìm viện trưởng đòi. Tử Nam. Dương Diệp xoay người nhìn về phía xa. Hắn trầm ngâm một lát lại vung tay phải lên nói. Về thư viện, tất cả mọi người cùng kêu lên. Rất nhanh, Đế Vân Hạm liền chuyển hướng, lao nhanh về phía Bạch Lộ Thành. Bạch Lộ Thành, ầm ầm ầm. Lúc này trên không trung của Bạch Lộ Thành không ngừng truyền đến từng tiếng nổ vang, màn ánh sáng cùng cả Bạch Lộ Thành đều đang chấn động kịch liệt. Ở phía chân trời có 4 gã bán đế đang điên cuồng công kích. Mà trong thành, vô số người không ngừng truyền huyền khí vào màn ánh sáng này. Đại trận bảo hộ thành như vậy sẽ tiêu hao huyền khí cực lớn, nếu như không ngừng có huyền khí bù vào, căn bản không chống đỡ được bán đế tấn công. Trên tường thành, Tiêu Biệt Ly chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời kia, trong mắt đầy vẻ thâm trầm cùng nghiêm trọng. Ở bên cạnh hắn là Tiêu Linh cùng Tô Sĩ Hà. Dương Diệp đánh lén Thiên Vũ Tông một trận đã tiêu diệt uy phong của bọn họ, tăng thêm sĩ khí cho chúng ta. Bọn họ đây là không dám ở hao tổn nữa à. Tô Sĩ Hà bên cạnh Tiêu Biệt Ly nói. Thành này có lẽ sẽ không giữ được nữa. Tiêu Linh bỗng nhiên nói. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, nói. Đại trận bảo hộ thành này kém hơn đại trận bảo vệ tông của chúng ta rất nhiều, không bằng bảo tất cả mọi người rút lui đến trên Thanh Vân Sơn. Phải bảo vệ bằng được. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Thành này là căn cơ của chúng ta. Nếu như mất thì tổn thất tài phú không nói, trong đó có không biết bao nhiêu người sẽ phải chết. Học sinh của thư viện là người, những người trong thành cũng là người, chúng ta sẽ bỏ mặc ai cả. Tô Sĩ Hà liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, sau đó nói. Chúng ta phải chuẩn bị tốt cho kết quả xấu nhất. Kết quả xấu nhất chính là gọi tổ. Tiêu Biệt Ly nói. Nghe vậy, khóe mắt Tô Sĩ Hà khẽ giật và nói. Thật sự phải đi đến một bước kia sao? Một khi gọi tổ chính là thật sự phải liều mạng đấy. Không đi tới một bước kia, chúng ta còn có thể làm gì? Tiêu Biệt Ly nhìn về phía chân trời. Ngươi nhìn thấy không, lúc này tất cả người của Trung Thổ Thần Châu đều đang nhìn Mạc Gia cùng Thiên Vũ Tông, bây giờ bọn họ cũng là đâm lao phải theo lao, nếu như không tiêu diệt chúng ta, khi đó không chỉ Thiên Vũ Tông, cho dù là Mạc Gia cũng sẽ trở thành trò cười của Trung Thổ Thần Châu. Về phần Thiên Vũ Tông càng không cần phải nói. Chỉ có hoàn toàn tiêu diệt nho phái chúng ta, mới có thể rửa sạch nỗi nhục của bọn họ. Cho nên, một khi để bọn họ vào thành, người cảm thấy người trong thành còn có khả năng sống sót sao? Tô Sĩ Hà trầm giọng nói. Mà nếu sau khi gọi tổ còn không tiêu diệt được bọn họ thì phải làm thế nào? Tiêu Biệt Ly im lặng, hai tay đặt ở sau lưng chậm rãi nắm chặt. Rất lâu sau mới nghe Tiêu Biệt Ly nói. Truyền lệnh cho đám người Dương Diệp.
bảo bọn họ đừng trở về nữa, bảo bọn họ rời xa Trung Thổ Thần Châu, có thể đi xa được tới đâu thì đi, để cho chúng ta có một hy vọng. Sắc mặt Tô Sĩ Hà trầm xuống, một lát sau hắn khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cho dù gọi tổ cũng không thể tiêu diệt được bọn họ sao? Sau khi Tô Sĩ Hà rời đi, Tiêu Linh nói. Nhất định là có thể. Tiêu Biệt Ly nói. Nhưng nàng thấy bọn họ sẽ không nghĩ tới chuyện chúng ta gọi tổ sao? Bọn họ nhất định sẽ nghĩ tới, chắc chắn cũng có chuẩn bị. Nàng phải biết rằng, cho dù đế giả rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là vô địch. Đặc biệt mạnh mẽ hạ xuống giới này thì thực lực ít nhiều sẽ bị giảm xuống. Không ngờ thư viện Bạch Lộc chúng ta đã đến tình trạng sống chết tồn vong. Tiêu Linh nói. Tiêu Biệt Ly ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhìn mấy bán đế đang điên cuồng công kích thành, trong mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh, nói. Yên tâm, cho dù thư viện Bạch Lộc ta bị tiêu diệt, ta cũng muốn bọn họ bỏ ra cái giá khó có thể chịu nổi. Đặc biệt là Mạc gia, ha ha, thế gia cổ xưa à, ta thật ra muốn xem thử bọn họ rốt cuộc mạnh tới mức nào. Đúng lúc này, Tô Sĩ Hà đi tới và nói. Bọn họ không trả lời. Tiêu Biệt Ly nhíu mày, lúc này Tiêu Linh nói. Đừng quan tâm tới bọn họ nữa, có Dương Diệp ở đó, bọn họ sẽ không bị thua thiệt đâu. Về phần ngươi bảo bọn họ rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, người khác thế nào thì ta không biết, nhưng Dương Diệp chắc chắn sẽ không rời đi. Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, đồng ý nói. Người này trước đây chịu vì Thư viện Vân Hải đi tới Trung Thổ Thần Châu, đủ thấy tính cách của hắn thế nào. Lần này, hắn chắc chắn sẽ không bỏ thư viện để rời đi. Ha ha, nói thật, ta cũng không biết nên vui mừng hay bất đắc dĩ nữa. Thành thật mà nói, ta hy vọng hắn dẫn theo nhóm người kia rời đi, chỉ cần bọn họ sống sót, đặc biệt có Dương Diệp hắn thì cho dù thư viện chúng ta có bị diệt, nhưng vẫn còn hy vọng. Đúng lúc này, phía chân trời vang lên một tiếng nổ lớn. Trong ánh mắt mọi người, màn ánh sáng phía chân trời kia chợt bắt đầu rạn nứt. Thư viện Bạch Lộc, nếu như tất cả đầu hàng và chịu thuần phục Mạc gia ta thì còn có thể sống sót. Nếu không, trên đời này sẽ không còn thư viện Bạch Lộc nữa. Phía chân trời, vang lên giọng nói của Mạc Thiên. Mạc Thiên, đã đến lúc này rồi thì ngươi cần gì phải dở những chiến thuật tâm lý đó nữa. Ngươi có bản lĩnh thì cứ tới đi. Tiêu Biệt Ly lạnh lùng nói. Ta đã biết ngươi sẽ nói như vậy. Phía chân trời. Mạc Thiên vừa dứt lời thì giơ tay lên vỗ vào màn ánh sáng phía dưới. Lý Lão Quải cùng ba gã bán đế của Mạc gia ở bên cạnh hắn cũng vội vàng ra tay. Năm tên bán đế đồng thời ra tay có khí thế kinh người tới mức nào. Cho dù có màn ánh sáng ngăn cản, mọi người cũng cảm giác trời giống như sụp xuống vậy. Trong ánh mắt mọi người, đại trận bảo hộ thành trực tiếp vỡ vụn ra. Ha ha, Tiêu Biệt Ly, Lý Lão Quải ta đã nói sẽ trở về. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Phía chân trời vang lên tiếng cười điên cuồng của Lý Lão Quải. Giết. Sau đó, giọng nói Mạc Thiên vang lên. Vèo 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 vèo. Hơn 1000 tên cường giả vốn canh giữ ở ngoài thành đã nhanh chóng lao về phía Bạch Lộ Thành. 5 tên bán đế lại hơn 500 tên thánh giả cao cấp cùng 1000 tên thánh giả. Đội hình như vậy. Sợ rằng cho dù là thư viện Bạch Lộc còn chưa tách ra cũng khó có thể chống lại, nữa là bây giờ. Còn chưa hoàn toàn khai chiến, nhưng khí thế của những người này đã ép cho người trong Bạch Lộ Thành cảm thấy không thở nổi. Khởi động trận pháp. Lúc này, giọng nói của Tiêu Biệt Ly vang lên. Tiêu Biệt Ly vừa dứt lời, tất cả mọi người trong thành lập tức trấn tĩnh lại. Các học sinh ẩn nấp ở bốn góc của Bạch Lộ Thành kết thủ ấn kỳ lạ. Tiếp theo, cả Bạch Lộ Thành bắt đầu chấn động mãnh liệt. Đặc biệt là dưới nền đất Bạch Lộ Thành dường như có thứ gì đó muốn chui lên. Rất nhanh, bốn cột ánh sáng cực lớn từ trong bốn góc của thành phóng lên cao. Trong mỗi cột ánh sáng đều có một con thú lớn, trong đó theo thứ tự là một con rồng lớn màu xanh, một con phượng hoàng màu đỏ, một con rùa toàn thân màu xanh, vẫn có một con hổ thuần một màu trắng. Cho dù mỗi con thú lớn đều là do năng lượng tập trung thành, nhưng lúc này chúng giống như thực thể, áp lực trong đó còn hoàn toàn không yếu hơn bán đế. Tứ tượng trận. Phía chân trời, Lý Lão Quải nhìn thấy bốn con thú lớn này thì khiếp sợ thất thanh kêu lên. Tiêu Biệt Ly, người điên rồi. Người tự nhiên lại lợi dụng địa mạch của Bạch Lộ Thành tập trung ra tứ tượng thánh thú. Địa mạch này tất nhiên chính là lực địa mạch dưới lòng đất Bạch Lộ Thành, tương đương với linh mạch, tuy nhiên không tốt như linh mạch thượng phẩm, nhưng thuộc về căn cơ của Bạch Lộ Thành.
Một khi địa mạch biến mất, như vậy Bạch Lộ Thành coi như hoàn toàn bị phá hủy. Bởi vì không có lực địa mạch, Bạch Lộ Thành sẽ từ từ mất đi sức sống, đồng thời sẽ bài xích linh khí, nói đơn giản một chút thì giống như một tòa thành bỏ hoang. Khi đó, bên trong Bạch Lộ Thành tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhân tài nữa. Nói cách khác, cho dù hắn nhận được Bạch Lộ Thành này cũng chỉ là một tòa thành bỏ đi. Hủy địa mạch dù sao cũng hơn người trong một thành đều chết hết. Tiêu Biệt Ly lạnh lùng liếc nhìn Lý Lão Quải, sau đó lại nói. Mở ra tất cả trận pháp, người vào thành đều giết không chừa một tên. Theo Tiêu Biệt Ly vừa dứt lời, trong thành lập tức xuất hiện từng màn ánh sáng màu xanh lam hình vòng tròn, bên trong những vòng tròn ánh sáng này không ngừng lóe ra từng chùm tia sáng bắn về phía đám người Mạc Gia. Cùng lúc đó, bốn thánh thú năng lượng ở bốn góc của Bạch Lộ Thành cũng đồng thời phát ra một tiếng gầm giận dữ, sau đó lao về phía đám người Mạc Thiên. Không chừa một tên, Tiêu Biệt Ly, khẩu khí của ngươi thật là lớn, chỉ với mấy trận pháp nát này mà ngươi đã muốn giết chết chúng ta sao? Ngươi suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Theo Mạc Thiên vừa dứt lời, ba gã trưởng lão Mạc Gia phía sau hắn đã lập tức lao về phía bốn thánh thú năng lượng. Mạc Thiên cùng Lý Lão Quải lại nhìn về phía Tiêu Biệt Ly cùng Tiêu Linh. Hai bên đều đang kìm chế lẫn nhau. Bất kỳ bên nào muốn hành động, bên kia nhất định sẽ ra tay. Tuy nhiên, lúc này hai bên đều không có ai ra tay cả. Cho dù thánh giả cao cấp cùng thánh giả bình thường của Thư viện Bạch Lộc không nhiều bằng Mạc Gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái, nhưng nhờ các loại trận pháp trợ giúp, mọi người vẫn chống đỡ được hơn 1.500 tên cường giả. Tuy nhiên cho dù là ai cũng nhìn ra, lúc này Thư viện Bạch Lộc đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cho dù bốn con thánh thú rất mạnh mẽ, nhưng còn xa mới là đối thủ của ba gã bán đế. Bởi vì bọn chúng dù sao cũng chỉ là một cơ thể bằng năng lượng, mà không phải là thánh thú thật. Mà những học sinh Thư viện Bạch Lộc phía dưới dựa vào trận pháp trợ giúp có chống đỡ được những thánh giả cao cấp của Mạc Gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái, nhưng một khi trận pháp bị ép, như vậy tiếp theo chính là bọn họ chết. Lực lượng cao cấp của hai bên chênh lệch thật sự quá xa. Tiêu Biệt Ly, không ngờ được nho phái ngươi cũng có ngày hôm nay. Phía chân trời, Lý Lão Quải cười lạnh nhìn Tiêu Biệt Ly, trong lòng vô cùng sảng khoái. Trước đây, hắn cùng với Pháp Phái bị đuổi ra ngoài. Bây giờ, hắn cùng với Pháp Phái trở về cường thế như vậy, làm cho hắn cảm giác mở mày mở mặt và niềm vui khi được báo thù. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Lý Lão Quải, khẽ nói. Dù thế nào nho phái ta vẫn có thể đứng thẳng, là một con người. Mà pháp phái người bây giờ chẳng qua chỉ là chó của Mạc Gia. Ta thật không nghĩ ra, làm một con chó săn thì người có gì để đắc ý chứ? Vẻ mặt Lý Lão Quải trầm xuống, hắn thông đồng với Mạc Gia dĩ nhiên đã đồng ý với điều kiện của Mạc Gia, nếu không Mạc Gia căn bản không có khả năng trực tiếp khai chiến với Thư viện Bạch Lộc, nhiều lắm sẽ chỉ bắt Thư viện Bạch Lộc giao Dương Diệp ra, nhằm vào một mình Dương Diệp mà thôi. Bởi vì nếu như khai chiến, Mạc Gia sẽ tổn thất rất lớn. Như bây giờ, từ khi Mạc Gia khai chiến cùng Thư viện Bạch Lộc tới nay đã chết một bán đế. Mạc Gia không ngốc, nếu không có đủ lợi ích, bọn họ làm sao có thể đi làm chuyện tổn hại tới lợi ích của mình chứ? Mà lợi ích này dĩ nhiên chính là chuyện Lý Lão Quải hắn đã hứa với Mạc Gia, cho dù hắn hứa cũng khó có thể tiếp nhận được, nhưng để có thể trở lại Bạch Lộ giới, một lần nữa đoạt lại tất cả những gì đã từng thuộc về Pháp Phái. Điều kiện gì cũng đáng giá. Lý Lão Quải cười lạnh, nói. Tiêu Biệt Ly, ngươi chỉ giỏi miệng lưỡi thôi. Ta hy vọng lát nữa sẽ nhìn thấy tất cả đám người nho phái ngươi chết thảm, tới lúc đó xem người còn nói gì được nữa. Tiêu Biệt Ly không nói gì thêm, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, vẻ mặt lập tức trầm lên. Ở đó đã có nhiều trận pháp bị phá, rất nhiều học sinh Thư viện Bạch Lộc bị giết. Tứ tượng thánh thú bị ba gã bán đế của Mạc Gia liên thủ tấn công. Cơ thể càng lúc càng mờ ảo, giống như sẽ lập tức hoàn toàn biến mất vậy. Hai tay Tiêu Biệt Ly chậm rãi nắm chặt lại. Hai mắt Mạc Thiên nhắm hờ, nhưng hai tay sau lưng hắn cũng nắm chặt. Mà Lý Lão Quải bên cạnh hắn thì đang cười lạnh nhìn Tiêu Biệt Ly. Đúng lúc này, ngoài thành đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếp theo, một cột ánh sáng màu đen lướt qua chân trời đánh về phía một bán đế của Mạc Gia. Cột ánh sáng màu đen có tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn đánh bất ngờ, bởi vậy tên bán đế Mạc Gia kia lấy đã không kịp tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Một tiếng động lớn vang lên. Trong ánh mắt của mọi người, bán đế của Mạc Gia kia đã trực tiếp bay ngược ra ngoài.
Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn về phía ngoài thành, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một vân hạm cực lớn. Mà ở trên vân hạm này là người mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Dương Diệp. Là Dương Diệp. Lúc này, có người thất thanh kêu lên. Vào giây phút nhìn thấy Dương Diệp đó, chẳng biết tại sao có rất nhiều người ở đó lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười. Trên mặt Tiêu Biệt Ly cũng tươi cười, Tiêu Linh đứng bên cạnh nói. Xem đi, ta đã nói tiểu tử này sẽ trở lại mà. Hả, đám nhóc kia cũng về cùng nữa. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, cho dù hắn hy vọng Dương Diệp dẫn theo học sinh của Thư viện Bạch Lộc rời khỏi Trung Thổ Thần Châu, nhưng khi thấy đám người Dương Diệp trở về, trong lòng hắn vẫn vô cùng vui mừng. Mạc Thiên cùng Lý Lão Quải cũng nhìn về phía Dương Diệp, khi thấy Dương Diệp, vẻ mặt hai người đều trầm xuống. Đối với Lý Lão Quải, sở dĩ hắn cùng với pháp phái biến thành chó nhà có tang, có thể nói đều là nhờ Dương Diệp ban tặng. Hắn nằm mơ cũng muốn giết Dương Diệp. Mà Mạc Thiên tất nhiên cũng muốn giết Dương Diệp, Dương Diệp không chỉ giết Mạc Vân Thiên của Mạc gia, còn giết chết Mạc Cơ ngay trước mặt hắn, điều này chính là sỉ nhục đối với hắn và Mạc gia. Không giết Dương Diệp, nỗi nhục này sẽ theo hắn và Mạc gia suốt đời. Dương Diệp liếc nhìn Mạc Thiên cùng Lý Lão Quải, sau đó vung tay phải lên, 100 con rồi người áo đen đã xông vào trong thành. Đột nhiên xuất hiện thêm 100 thánh giả cao cấp khiến áp lực của học sinh Thư viện Bạch Lộc lập tức giảm bớt đi rất nhiều. Thân hình của Dương Diệp thoáng động, đi tới bên cạnh Tiêu Biệt Ly và khẽ gật đầu với hắn, nói. Ta không trở về muộn chứ? Tiêu Biệt Ly nói. Thật ra, các ngươi đáng lẽ nên rời đi. Ta không làm được chuyện này. Dương Diệp nói. Tiêu Biệt Ly cười gượng, sau đó nói. Cũng được, nếu đã trở về thì chúng ta cố gắng đánh một trận cùng bọn họ. Ngày hôm nay chúng ta lại xem thử Thư viện Bạch Lộc chúng ta có thể bị xóa tên khỏi đất Thần Châu này hay không. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Lý Lão Quải cùng Mạc Thiên. Lúc này, Giạc Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp, ta chờ ngươi lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng trở về. Nghe thấy Mạc Thiên nói vậy, Tiêu Biệt Ly lập tức nhíu mơ cày, trong lòng có cảm giác không ổn. Dương Diệp cũng vậy. Mạc Thiên nhìn ba người cười lạnh, nói. Tiêu Biệt Ly, Dương Diệp, các ngươi sẽ không cho rằng Mạc gia ta chỉ có chút thực lực như vậy chứ. Lần này, chúng ta sẽ chơi thật. Theo Mạc Thiên vừa dứt lời, không gian bên cạnh hắn khẽ chấn động lên, tiếp theo, Phượng Tình Vũ cùng hai lão già mặc áo bào màu xám xuất hiện ở đó. Ba gã bán đế, cộng thêm năm bán đế ban đầu, nói cách khác, Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái có tổng cộng 8 bán đế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người của Thư viện Bạch Lộc lập tức trắng bệch. Nếu như là 5 bán đế, mọi người còn có một đường hy vọng, nhưng 8 người. Vậy làm sao đánh đây? Xem ra Mạc gia ngươi thật sự muốn tiêu diệt sạch Thư viện Bạch Lộc ta. Hai tay Tiêu Biệt Ly nắm thật chặt, sát ý trong mắt phóng ra. Ngươi cho rằng Mạc gia ta đang đùa giỡn với ngươi sao? Mạc Thiên cười lạnh, sau đó nhìn về phía Phượng Tình Vũ nói. Phượng Tông Chủ, Dương Diệp này giao cho ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ? Tất nhiên không thành vấn đề. Phượng Tình Vũ nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trong phút chốc, tay ngọc của nàng vung lên, không gian ở đó vặn vẹo một hồi. Tiếp theo, Dương Diệp trực tiếp biến mất, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở bên trong một màn ánh sáng màu xanh cùng Phượng Tình Vũ. Phượng Tình Vũ dữ tợn nhìn Dương Diệp nói. Ta muốn lột da của ngươi, sau đó rút từng sợi kinh mạch trên cả người ngươi, giam cầm linh hồn của ngươi, làm cho ngươi vĩnh viễn sống trong đau khổ. Đúng rồi, ngươi yên tâm, hiểu vũ tịch người phụ nữ kia ngươi, ta cũng sẽ làm cho nàng giống như ngươi. Vừa dứt lời, Phượng Tình Vũ bắn nhanh về phía Dương Diệp. Ra tay. Phía dưới, giọng nói Mạc Thiên cũng vang lên. Gọi tổ. Đúng lúc này, giọng nói Tiêu Biệt Ly bắt đầu vang vọng. Sau đó một cột ánh sáng huyền khí từ trong cơ thể hắn phóng lên cao, đâm thẳng phía trời cao. Theo giọng nói của Tiêu Biệt Ly vang lên, tất cả mọi người ở đó lập tức sửng sốt, nhưng chẳng bao lâu, mọi người lập tức phát động huyền khí trong cơ thể. Từng cột ánh sáng huyền khí đâm thẳng vào trời cao. Trời đất biến sắc. Rất nhanh, một áp lực ngập trời từ trên không trung ép xuống. Cuối cùng cũng gọi tổ rồi sao? Mạc Thiên nheo mắt lại. Xoay người nhìn về phía xa, nói. Các hạ, tới lượt ngươi ra tay rồi. Theo Mạc Thiên vừa dứt lời, chỗ không gian phía xa đột nhiên nứt ra,
một nam tử cụt tay trên người mặc trường bào màu trắng đi ra. Ở bên thắt lưng của nam tử cụt tay có dắt một thanh đao không vỏ dài ba thước hơn, phía trên đầy những vết rỉ rét loang lổ, giống như một thanh sắt vụn. Nam tử cụt tay không nhìn mọi người mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt không hề bận tâm. Khi nhìn thấy tên nam tử cụt tay này, vẻ mặt Tiêu Biệt Ly lập tức biến hóa kịch liệt, hắn kinh hãi nói. Ngươi là Đao Quân Dạ Linh Phong. Nghe thấy Tiêu Biệt Ly nói vậy, tất cả mọi người ở đó cũng biến sắc. Trong đó bao gồm cả Lý Lão Quải bên cạnh Mạc Thiên. Đao Quân Dạ Linh Phong, đao ra người không còn. Người đứng thứ 7 trên võ bảng. Cường giả trước 10 trên võ bảng từ trước đến nay đều thần bí, bởi vì phần lớn cường giả bước vào trước 10 đều sẽ không ở lại linh giới này, mà đi tới ngoại vực để rèn luyện. Vì sao? Bởi vì đối với bọn họ, linh giới không có đế giả đã không có uy hiếp gì đối với bọn họ nữa. Một thế giới không uy hiếp được bọn họ làm sao có tiến thêm một bước được. Bởi vậy, rất nhiều người đạt được thực lực nhất định sẽ lựa chọn đi tới ngoại vực để rèn luyện. Chính bởi vì vậy, rất ít người nhìn thấy những thiên tài này. Nhưng người Trung Thổ Thần Châu không ai không biết những lời đồn đại về những yêu nghiệt này. Đạo Quân Dạ Linh Phong cũng vậy, những lời đồn đại có liên quan tới hắn nhiều không kể xiết. Trong đó người ta quen thuộc nhất là lời đồn đại hắn từng giết chết đế giả ở ngoại vực. Chuyện này là thật hay giả thì không ai biết, nhưng không có lửa làm sao có khói, nếu đã xuất hiện lời đồn đại này đã chứng minh. Cho dù hắn không giết được đế giả, nhưng nhất định đã từng giao đấu qua. Đã từng giao đấu cùng đế giả, điều này thật điên cuồng. Phải biết rằng Dạ Linh Phong này chỉ là một thánh giả cao cấp mà thôi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Dạ Linh Phong. Dạ Linh Phong mặc trường bào màu trắng, phía sau còn có một chiếc áo choàng màu trắng. Khiến người ta chú ý nhất chính là mái tóc hắn cũng là màu trắng. Đương nhiên, ánh mắt của mọi người không tập trung vào mái tóc của hắn. Mà là chỗ cánh tay trái của hắn, nơi đó có ống tay áo đang tung bay, bên trong ống tay áo trống rỗng. Rõ ràng, hắn bị cụt tay. Đây cũng là điểm khiến tất cả mọi người tò mò, bởi vì người sau khi đạt được thánh giả, tứ chi bị đứt đều có thể mọc ra, nhưng Dạ Linh Phong vẫn giữ tay cụt. Không biết là vì sao? Lúc này mọi người cũng không có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân. Đối với đám người của Thư viện Bạch Lộc, Dạ Linh Phong xuất hiện. Không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí, bởi vì này Dạ Linh Phong là do Mạc Thiên gọi ra. Dạ Linh Phong làm sao có thể đi cùng Mạc ra được? Đây là nghi vấn của mọi người lúc này. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên hiện ra một mảnh sương mù màu trắng, tiếp theo, một cột ánh sáng hạ xuống, chạy thẳng tới trong Bạch Lộ Thành. Ở trong ánh mắt mọi người, một lão già mặc trường bào màu tím, trong tay cầm thước ngọc màu trắng chậm rãi hiện ra. Cùng lúc đó, một khí tức khủng khiếp từ phía trên trút xuống. Khi khí tức này xuất hiện, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, rất nhiều người trong thành còn trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Đương nhiên, sở dĩ mọi người bây giờ không chịu nổi như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do mọi người rút hết huyền khí trong cơ thể để gọi tổ. Bởi vậy, bọn họ căn bản không có cách nào điều động huyền khí chống lại áp lực. Áp lực của đế giả đã vượt qua uy áp thiên địa. Nhưng chẳng bao lâu, uy áp này lại biến mất, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Khi lão già áo bào tím này xuất hiện, Tiêu Biệt Ly cùng tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc ở đó lập tức thi lễ, đồng thanh nói. Ra mắt sư tổ. Phía xa, Dạ Linh Phong nhìn chằm chằm vào lão già áo bào tím này, lúc này, tay phải hắn đã nắm lấy chuôi đao. Mà vẻ mặt đám người Mạc Thiên bên cạnh hắn lại trở nên nghiêm trọng, đế giả đấy. Cho dù bọn họ có lòng tin vào Dạ Linh Phong. Nhưng nếu chẳng may hắn hữu danh vô thực, vậy bọn họ đã có thể tiêu đời. Lão già áo bào tím nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng ánh mắt tập trung vào Tiêu Biệt Ly, nói. Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu, nói. Ra mắt anh sư thúc. Lão già áo bào tím lại liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nói. Không ngờ được thư viện Bạch Lộc ta sẽ có hôm nay. Nghe vậy, Tiêu Biệt Ly xấu hổ nói. Là ta không có năng lực. Lão già áo bào tím khẽ lắc đầu, nói. Trước đây thư viện không nên phần ra nho phái cùng pháp phái, họa do năm đó chồng lên, chỉ có điều bây giờ mới bạo phát mà thôi. Đương nhiên, thư viện thay đổi như bây giờ, người cũng khó thoát khỏi tội. Nhân từ là ưu điểm của ngươi, nhưng cũng là khuyết điểm của ngươi. Tiêu Biệt Ly hơi cúi người, không phản bác.
Lão già áo bào tím không nói nhiều, mà nhìn về phía Mạc Thiên nói. Chuyện này có thể giải hòa được không? Không thể. Mạc Thiên nói. Lão già áo bào tím khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn Dạ Linh Phong nói. Ở nơi đây có bốn người cho ta cảm giác nguy hiểm, một người trong đó chính là ngươi. Ánh mắt ngươi vẫn luôn nhìn ta, chắc hẳn bọn họ mời ngươi tới để đối phó với ta. Đến đây đi, để cho ta xem thử thiên tài linh giới bây giờ mạnh đến trình độ nào rồi. Dạ Linh Phong bước về phía trước một bước, tay phải duỗi ra và nói. Mượn đao. Hắn vừa dứt lời, trời đất ở đó đột nhiên biến sắc. Tiếp theo, linh khí bên trong mấy vạn dặm xung quanh đột nhiên tập trung về phía Dạ Linh Phong. Một thanh đao do rất nhiều linh khí tập trung thành đã xuất hiện ở trong tay Dạ Linh Phong. Đao cũng không dài, chỉ có hai thước hơn, rộng còn không đến một ngón tay. Nhưng khi Dạ Linh Phong nắm chặt thanh đao này, một khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn trào ra, khí thế kia giống như một thanh đao vô hình, chém thẳng vào lão già áo bào tím. Phía chân trời, tay phải của lão già áo bào tím cầm thước ngọc màu trắng này thoáng chấn động, một tiếng chuông trong trẻo vang lên. Ầm. Phía chân trời đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Lão già áo bào tím khẽ phất tay trái một cái, phía chân trời ập tức khôi phục lại sự yên tĩnh. Chém. Lúc này, giọng nói Dạ Linh Phong bắt đầu vang vọng ở nơi đây, một đao khí trắng như tuyết cuốn ra ngoài, không gian trước mặt nó trực tiếp bị nghiền nát. Cùng lúc đó, mọi người kinh hãi phát hiện đường đao khí kia không ngờ hiện lên theo hình xoáy ốc bổ về phía lão già áo bào tím, nó đi qua nơi nào không gian trực tiếp bị cắt ra, bị nghiền nát, ngay cả pháp tắc thiên đạo cũng không thể lập tức chữa. Chi? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt đám người Tiêu Biệt Ly trở nên rất nghiêm trọng. Không chỉ Tiêu Biệt Ly, bán đế bọn họ Mạc Thiên cũng vậy. Cho dù là mấy vị bọn họ bản đế, chỉ sợ cũng khó có thể đỡ được uy lực của một đao này. Chỉ dựa vào một đao này, bọn họ đã biết được, Dạ Linh Phong trước mắt này không phải hữu danh vô thực, mà là danh cũng như thực. Phía chân trời, vẻ mặt lão già áo bào tím vẫn bình tĩnh nhìn đường đao khí kia, khi đường đao khí kia đi tới trước mặt hắn, tay phải hắn cầm thước ngọc màu trắng điểm nhẹ một cái về phía trước mặt. Một điểm ánh sáng sắc bén lập tức xuất hiện ở đầu thước ngọc. Âm. Đường đao khí kia đâm vào thước ngọc trên tay lão già áo bào tím màu trắng, phía chân trời lập tức vang lên một tiếng nổ lớn, tất cả trời đất đều chấn động mạnh, không gian còn trực tiếp rạn nứt, trải rộng khắp bầu trời, cảnh tượng vô cùng kinh người. Quan trọng nhất là mọi người phát hiện, lão già áo bào tím này tự nhiên lùi về phía sau 5 bước. Càng khủng khiếp hơn là đường đao khí kia không biến mất. Nó vẫn còn lưu lại trên thước ngọc. Lão già áo bào tím nheo mắt lại, tay phải hắn cầm thước ngọc màu trắng chợt xoay tròn, một đường ánh sáng lạnh lập tức nổ tung ở phía chân trời. Ầm, ánh sáng sắc bén hiện lên, đường đao khí kia lập tức vỡ vụn ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Tiêu Biệt Ly nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mà vào lúc này, đao khí kia khẽ run lên, sau đó lại nhanh chóng tập trung lại, trực tiếp bổ về phía lão già áo bào tím này. Trong mắt lão già áo bào tím này có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh cầm thước ngọc màu trắng đảo qua, một chùm ánh sáng màu trắng bắn ra, va chạm vào đường đao khí kia. Ầm. Phía chân trời lại truyền đến một tiếng nổ lớn, một sóng khí khủng khiếp cuốn ra, tất cả không gian lập tức giống như sóng chiều không ngừng dao động mãnh liệt sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Lão già áo bào tím nhìn về phía Dạ Linh Phong, trong mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Phía dưới Dạ Linh Phong trầm ngâm một lát, sau đó dẫm mạnh chân phải vào trong không trung. Toàn thân mang theo một đường đao khí phóng lên cao, nó đi qua nơi nào, không gian trực tiếp bị vỡ ra. Khi gần tới trước mặt lão già áo bào tím, Dạ Linh Phong lại giơ đao trong tay lên chợt bổ xuống. Trong mắt lão già áo bào tím có vẻ nghiêm trọng, không dám khinh thường, thước ngọc màu trắng trong tay chợt nghênh đón. Bành! Đao và thước va chạm vào nhau làm phía chân trời chấn động mạnh. Chỉ hai bên chỉ vừa va chạm đã tách ra. Lão già áo bào tím liên tục lùi lại hơn 10 bước. Nhưng trong phút chốc, Dạ Linh Phong lại một lần nữa xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt lão già áo bào tím, rồi tiếp tục chém xuống một đao. Cứ như vậy, trong thời gian không đến một lần hít thở, Dạ Linh Phong đã chém liền gần 100 lần. Mỗi lần đao của hắn hạ xuống, lão già áo bào tím đều sẽ bị đẩy lui, hơn nữa khoảng cách mỗi lần bị đẩy lui đều càng lúc càng xa. Hoàn toàn bị áp chế. Sắc mặt người của thư viện Bạch Lộc trắng bệch. Sau một hồi lâu, ở dưới một tiếng nổ lớn,
lão giả áo bào tím liên tục lùi lại gần trăm trượng. Lần này, Dạ Linh Phong không ra tay nữa mà tránh sang một bên, nói. Chúng ta không ân oán nên ta không giết ngươi. Dạ Linh Phong vừa dứt lời, phía chân trời đột nhiên có mây đen giăng đầy, tiếp theo là một con mắt thật to xuất hiện ở phía chân trời, con mắt kia nhìn chằm chằm vào lão giả áo bào tím. Mắt của thiên đạo. Lão giả áo bào tím hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn nhìn Dạ Linh Phong nói. Tốt, rất tốt. Sau khi hắn mở miệng, một tia máu đỏ tươi đã tràn ra khỏi khóe miệng. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người Tiêu Biệt Ly, nói. Ta phải rời đi rồi, bằng không thiên phạt sẽ hủy thư viện. Mặc dù ta rời đi, nhưng thư viện còn có một đường sống. Nói xong, hắn liếc nhìn Dương Diệp đang cùng Phượng Tình Vũ chiến đấu kịch liệt ở phía xa, sau đó lại nhìn nơi nào đó cuối chân trời rồi thân hình lóe lên và lập tức biến mất. Lão giả áo bào tím đi rồi, Dạ Linh Phong thả tay xuống, thanh đao trong tay hắn lập tức hóa thành rất nhiều linh khí tản ra. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Mạc Thiên, nói. Từ nay về sau, ta với Mạc gia ngươi không ai nợ ai nữa. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp biến mất. Sắc mặt tất cả học sinh thư viện Bạch Lộc xám như cho tàn. Lúc này, huyền khí của bọn họ đã cạn kiệt, có thể nói bọn họ đã không có sức lực chiến đấu nữa. Bây giờ, bọn họ làm thế nào chống đỡ được những cường giả của Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái kia chứ? Sắc mặt Tiêu Biệt Ly cũng giống như cho tàn, trong mắt hoàn toàn chán nản. Mắt của thiên đạo không rời đi. Đúng lúc này, không biết ai đột nhiên thất thanh kêu lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện con mắt của thiên đạo vẫn ở phía trên. Mọi người nhất thời sửng sốt, đế giả đã rời đi, tại sao mắt thiên đạo này còn chưa đi? Đám người Mạc Thiên cũng sửng sốt, theo đạo lý mà nói, mắt thiên đạo này nên rời đi mới phải. Tại sao nó vẫn ở đây? Đúng lúc này, mắt của thiên đạo đột nhiên nhìn về Dương Diệp cùng Phượng Tình Vũ. Trong phút chốc, từ trong nó có một đạo thần lôi màu đen bắn ra nhanh như điện chớp, rơi xuống chỗ Dương Diệp cùng Phượng Tình Vũ đang chiến đấu kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người lại sửng sốt. Mắt thiên đạo này giở trò quỷ gì? Làm sao nó có thể ra tay với Dương Diệp cùng Phượng Tình Vũ chứ? Phía xa, Phượng Tình Vũ bị mắt của thiên đạo phong tỏa thì ngẩn người, sau đó vẻ mặt rất khó coi, giống như ăn phải phân vậy. Chấm 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 chấm. Sở dĩ vẻ mặt Phượng Tình Vũ khó coi, là bởi vì nàng phát hiện ra mắt thiên đạo này phong tỏa nàng. Thần lôi màu đen này không quá nguy hiểm với nàng, dù sao nàng cũng đã là bán đế. Nhưng nàng không nghĩ ra lý do tại sao mắt thiên đạo này lại muốn tấn công mình. Phượng Tình Vũ tự nghĩ mình chưa từng làm chuyện gì nghịch thiên cả. Nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Phượng Tình Vũ vung tay lên. Trong tay nàng xuất hiện một giải lụa với màu sắc rực rỡ phóng lên cao, nghênh đón thần lôi màu đen kia. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp vốn muốn ra tay đã lập tức ngừng lại, hắn kinh ngạc nhìn về phía Phượng Tình Vũ và cảm. Thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tất nhiên biết lý do vì sao mắt thiên đạo này không rời đi. Chuyện này còn cần phải nói sao? Nhất định là nó ngửi thấy được khí tức của hắn. Hắn và thiên đạo của linh giới này có thể nói là oan gia cũ. Đối phương nhìn thấy hắn thì sao có thể dễ dàng rời đi được. Nhưng hắn không ngờ được Phượng Tình Vũ lại có thể ra tay. Phượng Tình Vũ lại có thể tốt bụng như vậy, thay hắn ngăn cản thiên phạt sao? Nhưng chẳng bao lâu, Dương Diệp suy nghĩ cẩn thận đã hiểu ra. Trước đó hắn cùng với Phượng Tình Vũ cách nhau không xa. Khi mắt thiên đạo này nhằm vào hắn, chắc chắn dưới trong ý thức cũng thêm cả Phượng Tình Vũ vào. Sau đó Phượng Tình Vũ chắc chắn cho rằng mắt thiên đạo này đang nhằm vào nàng. Cũng đúng, ai sẽ cho rằng mắt của thiên đạo đi nhằm vào một bán thánh chứ? Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Diệp cong lên. Hắn tránh sáng một bên, tuy nhiên không thể tránh quá xa được. Hắn cũng không nhân cơ hội đánh lén, bởi vì bây giờ không thích hợp. Cho dù Phượng Tình Vũ đang đối đầu với mắt của thiên đạo, nhưng Dương Diệp biết đối phương vẫn luôn đề phòng hắn. Không chỉ Phượng Tình Vũ, khí tức của đám người Mạc Thiên lúc này cũng đang phong tỏa ở trên người hắn. Chỉ cần hắn ra tay, chắc chắn vài vị bán đế sẽ phát động công kích với hắn. Dù sao đánh lén cũng sẽ không thành công, hắn dứt khoát tránh qua một bên, nhìn Phượng Tình Vũ một đấu một cùng mắt của thiên đạo. Phía chân trời. Thần lôi màu đen bị một đòn của Phượng Tình Vũ đánh nát. Mà lúc này, mắt của thiên đạo hình như tức giận. Ánh mắt nó trực tiếp phong tỏa Phượng Tình Vũ,
sau đó lại có một đạo thần lôi màu đen bắn ra nhanh như tia chớp. Lần này, thần lôi màu đen kia lớn hơn 5 lần so với thần lôi màu đen trước đó, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đồng tử của Phượng Tình Vũ hơi co lại, trong mắt đầy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Mắt thiên đạo này nổi điên gì vậy? Không chỉ Phượng Tình Vũ, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy không hiểu nổi, nhìn về phía mắt của thiên đạo. Nhưng chẳng bao lâu, ánh mắt bọn họ lại nhìn về phía Phượng Tình Vũ, cả đám người Mạc Thiên cũng vậy. Phượng Tình Vũ tạo ra tội lỗi gì lại chọc giận mắt của thiên đạo vậy? Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Cả đám người Mạc Thiên cũng vậy. Bởi vì mắt của thiên đạo bình thường chắc chắn sẽ không làm loạn, ít nhất cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nghe nói mắt của thiên đạo làm loạn. Sắc mặt đám người Mạc Thiên có chút khó coi. Mắt thiên đạo này nhằm vào Phượng Tình Vũ. Lúc này, bọn họ còn diệt thư viện Bạch Lộc thế nào? Đương nhiên, bọn họ cũng có thể không quan tâm tới Phượng Tình Vũ, nhưng nếu mắt thiên đạo này không giết được Phượng Tình Vũ, vậy khẳng định sẽ chơi lớn. Đến lúc đó, tất cả Bạch Lộ giới đều sẽ bị ảnh hưởng. Hắn lo lắng nhất chính là nếu chẳng may mấy lão già bọn họ ra tay, sẽ bị mắt thiên đạo này chú ý, khi đó phiền phức có thể còn lớn hơn nữa. Bởi vì mắt của thiên đạo xuất hiện, cục diện vốn phải là ngươi chết ta sống lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt mọi người đều nhìn mắt của thiên đạo và Phượng Tình Vũ. Mắt của thiên đạo không đi, ai cũng không dám ra tay. Ầm ầm ầm. Ở trong ánh mắt mọi người, Phượng Tình Vũ đánh nát từng đạo thần lôi màu đen. Mà sắc mặt Phượng Tình Vũ cũng càng lúc càng khó coi. Bởi vì đến bây giờ, nàng cũng không biết tại sao mình lại bị mắt của thiên đạo nhằm vào như vậy. Phượng Tông Chủ, người rốt cuộc đã làm chuyện gì, cuối cùng lại khiến cho mắt thiên đạo này nhằm vào ngươi vậy? Lúc này, Mạc Thiên đột nhiên không nhịn được hỏi. Ta cũng muốn biết. Sắc mặt Phượng Tình Vũ thâm trầm nói. Ngươi thật sự chưa từng làm chuyện gì khiến trời giận người trách à? Mạc Thiên còn có chút không tin. Quả thật nếu như Phượng Tình Vũ không làm qua chuyện gì nghịch thiên, mắt thiên đạo này làm sao có thể nhằm vào nàng như vậy được? Dù thế nào mắt thiên đạo này cũng không giống như một kẻ sẽ làm loạn bởi vì nếu như nó làm loạn, linh giới này đã sớm loạn rồi. Ngươi thích tin hay không thì tùy. Phượng Tình Vũ cũng nổi giận. Mặt Mạc Thiên trầm xuống, hắn nhìn một xung quanh và trầm ngâm một lát, sau đó nói. Phượng Tông Chủ, người dụ mắt của thiên đạo tới nơi khác được không? Bây giờ thư viện Bạch Lộc đều là một đám tàn binh bại tướng, chỉ cần mắt thiên đạo này rời đi. Bọn họ căn bản không cần bao nhiêu sức lực cũng có thể tiêu diệt tất cả mọi người của thư viện Bạch Lộc. Nghe thấy Mạc Thiên nói vậy, Dương Diệp liền nheo mắt lại, nếu Phượng Tình Vũ thật sự rời đi, hắn chắc chắn mắt thiên đạo này nhất định sẽ buông tha nàng, sau đó nhằm vào hắn. Hắn đặc biệt tin tưởng vào điều này. Phượng Tình Vũ nhiều lắm chỉ có thể khiến mắt của thiên đạo giận chó đánh mèo, không tính là lớn chuyện, nhưng hắn là tội nhân của trời đất. Bởi vì đế nữ đưa cho hắn khăn đội đầu nên người khác không biết điểm ấy, nhưng hắn tin tưởng mắt thiên đạo này chắc chắn biết, hoặc nói hắn khiến cho mắt của thiên đạo cảm giác đặc biệt khó chịu. Phía xa, Phượng Tình Vũ trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, cho dù nàng rất căm tức nhưng cũng biết trước mặt mình phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, nàng càng khát vọng tiêu diệt thư viện Bạch Lộc hơn Mạc Thiên. Phượng Tình Vũ không do dự gì nữa, thân hình lóe lên và lao về phía xa, mà lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên di chuyển theo nàng. Nói đùa, hắn không theo thì mắt thiên đạo này nhất định sẽ buông tha Phượng Tình Vũ. Tuy nhiên đúng lúc này, Lý Lão Quải đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp, nói. Dương Diệp, người vẫn nên ngoan ngoãn ở lại đây đi. Bọn họ tất nhiên sẽ không để cho Dương Diệp rời đi. Bất kể là Mạc gia hay Pháp phái, ngoại trừ tiêu diệt thư viện Bạch Lộc, bọn họ còn có một nhiệm vụ quan trọng chính là giết Dương Diệp. Dương Diệp liếc nhìn Lý Lão Quải, sau đó nhún vai nói. Vậy cứ đợi ở chỗ này đi. Lý Lão Quải cười lạnh, nói. Dương Diệp, có phải ngươi đã nghĩ xong kết cục của mình đúng không? Nếu như còn chưa nghĩ xong, ta sẽ suy nghĩ thay cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta đã thay người suy nghĩ kỹ mấy nghìn kiểu chết, nhất định có cái khiến người thỏa mãn. Dương Diệp không có hứng thú đất nước bọt với Lý Lão Quải, hắn nhìn lướt qua xung quanh. Cố tay chậm rãi nắm chặt vỏ kiếm cổ. Lúc này, Phượng Tình Vũ đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm, mắt của thiên đạo cũng đuổi theo Phượng Tình Vũ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Mạc Thiên hơi buông lỏng, mà khi bọn họ chuẩn bị động thủ,
mọi người lại kinh ngạc phát hiện ra mắt của thiên đạo vốn đuổi theo Phương Tình Vũ lại đột nhiên quay về. Quay về. Tất cả mọi người bối rối. Phương Tình Vũ đã chạy trốn tới phía xa cũng bối rối. Mắt thiên đạo này rốt cuộc đang làm gì vậy? Đám người Mạc Thiên nghi ngờ nhìn mắt của thiên đạo phía chân trời kia, mắt thiên đạo này rốt cuộc muốn làm gì? Hay là nó điên thật rồi, đang làm loạn? Lúc này, mắt của thiên đạo đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp cùng Lý Lão Quải bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người lại sửng sốt, mắt thiên đạo này muốn nhằm vào Lý Lão Quải. Nhằm vào Lý Lão Quải sao? Lúc này Lý Lão Quải cũng có chút sững sờ, mắt thiên đạo này lại muốn nhằm vào hắn. Mạc Thiên nhíu mày, nghi ngờ liếc nhìn Lý Lão Quải, lẽ nào người này cũng đã làm chuyện gì nghịch thiên? Không ai nghĩ đến mắt thiên đạo này đang nhằm vào Dương Diệp. Vì sao? Bởi vì Dương Diệp mới là bán thánh. Không ai sẽ cho rằng mắt của thiên đạo sẽ đi nhằm vào một bán thánh cả. Nói như vậy, chỉ có người thành thánh, thành bán đế, thành đế mới có thể làm cho mắt của thiên đạo chú ý, bởi vì loại người này đã có uy hiếp với nó. Về phần dưới thánh giả, nếu như ngay cả bán thánh cũng có thể đủ tạo thành uy hiếp với nó, vậy mắt của thiên đạo khó tránh khỏi quá yếu đi. Bởi vì cảnh giới Dương Diệp nên tất cả mọi người ở đó đều theo tiềm thức bỏ quên hắn. Bên trong mắt của thiên đạo đột nhiên có một thần lôi màu đen bắn nhanh ra, không có gì bất ngờ, nó trực tiếp lao về phía Dương Diệp cùng Lý Lão Quải. Lần này, thần lôi màu đen lớn chừng mấy trăm trượng, khi nó xuất hiện ở phía chân trời, một áp lực khủng khiếp đã lập tức trút xuống. Đây mới thực là uy lực của trời đất, mặc dù không có khí tức cường đại như đế giả nhưng cũng rất khủng khiếp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Lão Quải biến sắc nhìn mắt của thiên đạo, tức giận nói. Ngươi nổi điên làm gì hả? Cho dù tức giận mắng, nhưng hắn không dám khinh thường, lập tức giơ tay lên đánh một chưởng về phía trên, một chưởng ấn năng lượng lớn lập tức nhanh chóng hiện ra, đánh về phía thần lôi màu đen kia. Chưởng ấn năng lượng cùng thần lôi màu đen va chạm vào nhau, phía chân trời lập tức phát ra một tiếng nổ lớn rung trời, nhưng trong phút chốc, thần lôi lớn hơn trước lại xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lần này, mục tiêu của nó vẫn là Lý Lão Quải. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Lý Lão Quải rất khó coi. Mọi người thấy không? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào Lý Lão Quải giận dữ hét lên. Mọi người thấy không? Bọn họ đánh thư viện Bạch Lộc chúng ta, thiên đạo không cho phép, bởi vậy đánh thiên phạt xuống xử phạt bọn họ. Mọi người sửng sốt, đặc biệt đám người của thư viện Bạch Lộc, bọn họ chớp chớp mắt nhìn về phía mắt của thiên đạo. Chẳng lẽ lại thật sự vì thiên đạo không cho phép đám người Mạc Thiên tới đánh thư viện của mình sao? Thiên đạo này tới giúp chúng ta à? Cho dù trong lòng rất nhiều người vẫn có nghi ngờ, nhưng càng nhiều người lại tin tưởng. Bọn họ lập tức cùng kêu lên. Thiên đạo không cho phép. Mạc gia, Pháp Phái, Thiên Vũ Tông, các người đánh thư viện Bạch Lộc chúng ta là hành vi nghịch thiên, các người còn không mau mau đầu hàng đi. Hành vi nghịch thiên, Mạc gia, Thiên Vũ Tông, Pháp Phái. Các ngươi nhìn thấy không? Hành vi của các ngươi như vậy, ngay cả ông trời cũng nhìn không được. Các ngươi là đang nghịch thiên, các ngươi còn không đầu hàng, cẩn thận thần hồn đều bị diệt. Tiêu Biệt Ly cũng nhìn về phía mắt của thiên đạo, trong mắt có phần nghi ngờ, lẽ nào mắt thiên đạo này thật sự tới giúp thư viện mình sao? Trong lúc đó, những cường giả Mạc gia, Thiên Vũ Tông cùng với Pháp Phái đang ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn có chút kiêng kỵ. Bọn họ thật sự không dám nghịch thiên. Dương Diệp, người bớt thả dám đi. Lúc này, này Mạc Thiên đột nhiên giận dữ hét. Nghịch thiên, đúng là quá nực cười, người nghĩ rằng thư viện Bạch Lộc ngươi là gì mà có thể được thiên đạo giúp đỡ chứ? Người quá để mắt tới thư viện Bạch Lộc rồi. Dương Diệp cười lạnh, nói. Ngươi không tin, vậy ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Tốt, ngươi nhanh chứng minh cho ta xem đi, nếu ngươi không chứng minh được. Lão Phu sẽ tự tay đập chết ngươi. Mạc Thiên gằn giọng nói. Hắn tất nhiên không tin chuyện ma quỷ của Dương Diệp, nghịch thiên à. Vô nghĩa. Thân hình của Dương Diệp thoáng động và đi tới đối diện Mạc Thiên, sau đó chỉ vào Mạc Thiên tức giận nói. Người này chính là kẻ cầm đầu gây họa, ông trời, nhanh bổ hắn. Dương Diệp vừa dứt lời, ở trong ánh mắt mọi người, trong mắt của thiên đạo đột nhiên bắn ra một đạo thần lôi màu đen. Sau đó mọi người lập tức trợn tròn hai mắt, bởi vì thần lôi màu đen kia tự nhiên không đi tấn công Lý Lão Quải nữa, mà rơi về phía Mạc Thiên. Mọi người. Mạc Thiên cũng trợn tròn mắt,
ngay cả miệng cũng mở lên. Trong mắt hắn đầy vẻ khó tin cùng mờ mịt. Không chỉ Mạc Thiên, lúc này các cường giả Mạc gia, Thiên Vũ và Pháp Phái đều nhìn mắt của Thiên Đạo với vẻ khó có thể tin nổi. Chẳng lẽ hành vi của đám người mình thật sự là nghịch thiên, trời không cho phép sao? Lúc này, trong đầu mọi người xuất hiện suy nghĩ khiến bọn họ cảm thấy có chút hoang đường. Vì sao nói là có chút hoang đường? Bởi vì thư viện Bạch Lộc tính là gì? Không tính là gì cả. Vậy tại sao mắt Thiên Đạo này có thể đứng ra giúp bọn họ, còn đánh xuống thiên phạt nữa? Điều này không hợp lý. Hoàn toàn không hợp lý. Nếu như thư viện Bạch Lộc có Thiên Đạo bảo bọc, sau này ở Trung Thổ Thần Châu còn ai dám động vào bọn họ nữa? Nhưng sao có thể như vậy được? Sao mắt của Thiên Đạo có thể bảo bọc thư viện Bạch Lộc chứ? Thư viện Bạch Lộc có tài đức gì chứ? Dù thế nào bọn họ cũng không tin mình đang làm chuyện nghịch thiên, càng không tin mắt Thiên Đạo này sẽ bảo bọc thư viện Bạch Lộc. Nhưng sự thật là mắt Thiên Đạo này tự nhiên đi đối phó Mạc Thiên. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nháy mắt với đám người Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly hơi ngẩn người ra, nhưng lập tức hiểu được phân phó cho tất cả mọi người của thư viện Bạch Lộc nuốt tử tinh thạch để khôi phục huyền khí. Mặc dù bây giờ có chút không kịp, nhưng dù sao cũng còn hơn không có chút huyền khí nào, mặc cho người làm thịt. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó hắn đột nhiên chỉ vào những cường giả Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái kia, phẫn nộ quát. Thấy không, hành vi của các ngươi là đang nghịch thiên, ông trời cũng không tha cho các ngươi. Bây giờ, nếu như các ngươi nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng thì có thể còn có một đường sống, nếu như chống lại Thiên Đạo, hẳn các ngươi cũng biết sẽ có hậu quả gì đấy. Hắn tất nhiên sẽ không ngốc đến mức cho rằng chỉ vậy đã có thể lừa gạt được đám người Mạc Thiên, bây giờ, điều hắn cần phải làm là cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ thời gian cho người thư viện Bạch Lộc. Đối đầu với Thiên Đạo. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Cho dù linh giới có vô số người từng kêu gào nghịch thiên gì đó, nhưng thật sự có mấy người dám làm như vậy. Phải biết rằng làm chuyện nghịch thiên thì không chỉ phải đối địch với mắt của Thiên Đạo, còn trở thành kẻ địch của người bảo vệ linh giới. Người bảo vệ linh giới. Đó là tồn tại mà đừng nói là Mạc gia, cho dù là U Minh Điện hay Tà Phái cùng với những thế lực siêu cấp đang ẩn nấp cũng không dám tùy ý trêu chọc. Lúc này, trong lòng rất nhiều người ở đó đã sợ hãi. Phía xa, Mạc Thiên đang đối đầu với mắt của Thiên Đạo, nhưng vẻ mặt của hắn cũng không khác gì Phượng Tình Vũ và Lý Lão Quải đó, cảm thấy khó có thể tin nổi. Mắt của Thiên Đạo làm sao có thể nhằm vào bọn họ? Làm sao có thể được? Tại sao lại thành như vậy? Đây là chuyện đám người Mạc Thiên có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Giết! Đúng lúc này, Dương Diệp thoáng động tâm niệm. Hơn 100 con rối thánh giả cao cấp trực tiếp xông vào trong đám người, hắn thì vẫn theo sát Mạc Thiên. Đối với Dương Diệp, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để ra tay. Bởi vì lúc này sĩ khí của đám người Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái đang giảm sút, cũng đang mê mang, lúc này ra tay chính là làm ít công to. Dương Diệp vừa bắt đầu ra tay, đám người Tử Nam trên Đế Vân Hạm cũng lập tức ra tay. Tuy nhiên bọn họ không xông vào trong thành giết người, mà phát động trận pháp trên Đế Vân Hạm bắn ra từng chùm tia pháo sáng về phía nhóm cường giả Mạc gia cùng Pháp Phái và Thiên Vũ Tông trong thành. Đám người của Thư viện Bạch Lộc cũng không nhàn rỗi. Những cường giả của Thư viện Bạch Lộc vẫn có chiến lực cũng ra tay rất quyết đoán. Ở đó, đại chiến lại hồi sinh. Có lẽ bởi vì mắt của Thiên Đạo, lúc này Thư viện Bạch Lộc làm phía tuyệt đối yếu thế lại đột nhiên có khí thế còn mạnh hơn cả cường giả của Mạc gia, Pháp Phái và Thiên Vũ Tông. Giờ phút này, trong lòng bọn họ có ý chí chiến đấu vô tận. Bởi vì mắt của Thiên Đạo đang đứng ở phía bọn họ, Mạc gia, Pháp Phái và Thiên Vũ Tông đều đang làm chuyện nghịch thiên, ông trời cũng không cho phép. Thư viện Bạch Lộc bọn họ giết những người này, chính là đang thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Rất nhiều học sinh Thư viện Bạch Lộc đồng thời gào hét lên. Nghe được bốn chữ thay trời hành đạo bốn chữ, khí thế của đám người Mạc gia càng yếu hơn. Theo bọn họ, mắt của Thiên Đạo lở lửng ở phía chân trời kia là tới giết bọn họ. Bởi vậy, khi động thủ, khí thế của bọn họ không chỉ yếu đi vài phần, còn lo lắng đề phòng mắt của Thiên Đạo. Mà lúc này, những cường giả bán đế của Mạc gia lại muốn ra tay, ngay vào lúc bọn họ muốn ra tay, Dương Diệp đột nhiên đi tới trước mặt một tên bán đế trong đó và chỉ vào hắn nói. Người này là đồng lõa, nhanh bổ hắn. Cường giả Mạc gia kia hơi ngẩn người ra,
trong phút chốc lại có thần lôi màu đen từ phía chân trời đánh xuống vị trí của hắn cùng Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù với tâm trí của hắn cũng không khỏi sợ hãi. Nhìn thần lôi màu đen kia, trong mắt hắn đầy mê man. Chẳng lẽ đám người mình thật sự đang làm chuyện nghịch thiên sao? Mặc dù có chút mê man, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc đến mức chờ chết, bởi vậy hắn quyết định ra tay. Nhìn thấy đối phương ra tay, thành công trêu chọc mắt của thiên đạo, Dương Diệp không để ý tới đối phương nữa, mà lại chạy đến một phía khác, chỉ vào một gã bán đế khác, nói. Hắn cũng là đồng lõa, nhanh bổ hắn, đánh chết hắn đi. Dương Diệp vừa dứt lời, lại là một thần lôi màu đen hạ xuống. Giờ phút này, rất nhiều học sinh thư viện Bạch Lộc ở đó đều nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt đầy sùng bái. Nhìn xem, Dương Diệp chỉ tay vào ai thì mắt của thiên đạo lại bổ người đó, trông mới uy phong bao nhiêu chứ. Bây giờ Dương Diệp đúng là chọc cho người ta chú ý. Bởi vì hắn đi tới nào, chỉ vào ai, mắt của thiên đạo lại bổ người đó. Bởi vậy, những bán đế ở đó đều có chút kiêng kỵ hắn. Đương nhiên, trong lòng bọn họ nghi ngờ hơn là vì sao Dương Diệp chỉ vào ai, mắt thiên đạo này lại bổ người đó chứ. Cuộc giết chóc ở đó vẫn đang tiếp tục. Dương Diệp một người gần như lướt qua tất cả bán đế, bây giờ hắn chỉ không ngừng chạy xung quanh mấy bán đế. Hình như mắt của thiên đạo càng lúc càng tức giận, thân lôi màu đen càng lúc càng lớn, tốc độ cũng nhanh hơn. Bởi vậy, xung quanh tất cả những bán đế và Dương Diệp gần như biến thành một biển sấm sét. Đến cuối cùng, mắt của thiên đạo gần như đã tấn công xong. Ở dưới sự cố ý của Dương Diệp, đám người Mạc Thiên đều bị mắt của thiên đạo kìm chế, những cường giả Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái còn bị đế vân hạm bắn phá dẫn tới tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy lại xuất hiện cảnh tượng quỷ dị này. Rõ ràng lúc này thư, viện Bạch Lộc đều là tàn binh yếu tướng, nhưng lại đánh ép nhóm cường giả của Mạc Gia, Pháp Phái và Thiên Vũ Tông. Hơn nữa còn càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng khí thế, giống như những cường giả Mạc Gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái kia mới là tàn binh yếu tướng vậy. Giết chết Dương Diệp trước đã. Lúc này đột nhiên vang lên giọng nói dữ tợn của Mạc Thiên. Bị mắt của thiên đạo nhằm vào đã khiến hắn thấy rất bất bình. Sau đó còn nhìn thấy Dương Diệp nhảy tới nhảy lui. Ủy khuất nhất vẫn là Dương Diệp này chỉ tay vào ai, mắt của thiên đạo lại bổ người đó. Cho dù hắn không rõ tại sao lại như vậy, nhưng hắn chỉ biết nhất định phải giết chết Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp quá kiêu ngạo. Nghe thấy Mạc Thiên nói vậy, đám người Mạc gia không chút do dự. Sau khi chém nát một đạo thần lôi màu đen, bọn họ quyết đoán ra tay với Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp chợt biến đổi. Hắn không ngăn cản được một đòn liên thủ của tám gã bán đế đâu. Nhưng hắn lại không thể chạy, một khi chạy thì sẽ bị lộ mất. Bởi vì mắt của thiên đạo chắc chắn sẽ chạy theo hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Nhưng đó là tám gã bán đế đấy. Hắn phải chống đỡ thế nào đây? Vào lúc Dương Diệp định sử dụng ra tinh thần hộ thể thuật cứng rắn chống đỡ, Tiêu Biệt Ly đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly, đám người Mạc Thiên vốn muốn ra tay nhất thời biến sắc, không hẹn mà tất cả cùng ngừng lại. Lúc này, bán đế ra tay thì có thể không phải là thần lôi màu đen nữa, mà là thần lôi màu tím mất. Một khi xuất hiện thần lôi màu tím, vậy tất cả mọi người xong đời. Nếu như là bình thường còn không sao, nhưng bây giờ mắt của thiên đạo đang ở phía trên A. Hơn nữa, lúc này mắt của thiên đạo dường như đã phát điên, ai biết nó có thể phát điên đánh xuống thần lôi màu tím hay không. Thần lôi màu tím, cho dù là đế giả cũng không thể chịu được đâu. Ầm 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 ầm. Phía chân trời, từng thần lôi màu đen không ngừng hạ xuống với uy lực của trời đất vô tận chút xuống như muốn che trời lấp đất, mặt đất và Bạch Lộ Thành đều đang run rẩy. Giờ phút này, rất nhiều thế lực cùng cường giả trung thổ thần châu đều nhìn về Bạch Lộ giới. Tò mò. Cho nên mọi người đều đang tò mò không biết vì sao mắt thiên đạo này lại chạy tới, hơn nữa còn đang đánh đám người Mạc gia. Đám người Mạc gia, Thiên Vũ Tông và Pháp Phái này lại càng bất bình hơn. Bởi vì đến bây giờ, bọn họ cũng không biết mình trêu chọc mắt thiên đạo này chỗ nào. Ngu xuẩn. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ. Tiếp theo có một bàn tay lớn che trời lướt qua không trung. Tất cả thần lôi màu đen sắp hạ xuống đều biến mất. Một người trung niên trên người mặc trường bào màu vàng đã xuất hiện. Tộc trưởng. Nhìn thấy người trung niên trường bào màu vàng này, sắc mặt đám người Mạc Thiên cùng Mạc gia chợt biến đổi,
vội vàng bái lạy. Ngay cả Mạc Thiên cũng vội vàng hành lễ. Mà vẻ mặt Tiêu Biệt Ly lại khó coi. Mạc Khinh Phong, gia chủ Mạc gia. Ánh mắt Mạc Khinh Phong nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Tất cả mọi người lùi lại. Những cường giả Mạc gia làm gì có can đảm dám chống lại hắn. Tất cả lập tức vội vàng lui lại. Dương Diệp cũng muốn di chuyển nhưng lúc này Mạc Khinh Phong đã đột nhiên thò tay chộp một cái, không gian xung quanh Dương Diệp trực tiếp co lại từng tầng, nhốt Dương Diệp ở bên trong. Lúc này, Mạc Khinh Phong cũng tránh sang một bên. Ầm ầm, rất nhiều thần lôi từ phía chân trời chút xuống, mà lần này mọi người lại hóa đá, bởi vì những thần lôi màu đen đều đánh về phía Dương Diệp. Mắt của thiên đạo nhằm vào Dương Diệp. Giờ phút này, tất cả mọi người đã hiểu rõ. Phụt phụt. Sau khi đám người Mạc Thiên hiểu được, Mạc Thiên cùng với mấy bán đế lúc này tức tới mức trực tiếp phun ra máu tươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.